Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 461. Diệp Thần cười khanh khách thất thần, lại không nghĩ rằng Lạc Thanh Ly lại muốn ra biện pháp này. Đúng vậy. Lạc Thanh Ly thanh âm ôn nhu lại, trong mắt ánh sao lấm tấm nhìn Diệp Thần, tràn đầy sùng bái cùng thích. Diệp Thần nhìn nàng ánh mắt, còn có nàng ôn nhu ngọt nhuận tư thái, tâm thần cũng là một hồi hỗn loạn. Nơi này nếu là trong ảo tưởng mộng, vậy trong thế giới hiện thật hạn chế cùng trói buộc, liền có thể hoàn toàn từ bỏ. Diệp Thần cùng Lạc Thanh Ly, ở thủy tinh này cung bên trong, ôm nhau đứng lên, hai người vượt qua một cái đặc biệt khoái trá ban đêm. Đến được sáng sớm hôm sau, trong gian phòng, Diệp Thần mở mắt ra tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, không nói ra được thoải mái. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Lạc Thanh Ly vậy đồng thời tỉnh lại, mang vui mừng cùng ngượng ngùng nụ cười, cười híp mắt nhìn Diệp Thần, kêu một tiếng, Diệp Thần ca ca. Diệp Thần trong lòng có vẻ thoải mái, chỉ cảm thấy đời người như vậy, cũng không uổng, cười nói, Thanh Ly muội muội, đa tạ. Tối hôm qua hắn cùng Lạc Thanh Ly, ở huyễn trong mộng kết hợp, tuy là huyễn mộng, nhưng Diệp Thần cũng nhận được một chút thủy thần linh khí dễ chịu. Cái này một chút thủy thần linh khí làm dịu, Diệp Thần trước đây bị Bạch Vũ tự bạo bị thương nặng thương thế, cũng là nhanh chóng hết bệnh khôi phục. Chỉ có những cái kia không gian mảnh vỡ, còn như phụ cốt thư vậy, lưu lại ở trong cơ thể hắn. Diệp Thần luân hồi huyết mạch, lại không thể ở huyễn mộng bên trong, giao phó cho Lạc Thanh Ly. Cho nên, tối hôm qua kết hợp, Lạc Thanh Ly cũng không có được chỗ tốt gì, chỉ có Diệp Thần lợi nhuận. Bất quá, nàng thấy Diệp Thần lợi nhuận, liền cảm thấy rất vui vẻ, nói, Diệp Thần ca ca, người mau thử một chút lại hiểu phù quỷ mẫu xào, hẳn có thể thành công một phần. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, lần nữa sử dụng phù quỷ mẫu xào trục cuốn, ngưng thần hiểu. Lần này hiểu, Diệp Thần đặc biệt thuận lợi, liền lĩnh ngộ một phần chia phù quỷ mẫu xào bí ẩn. Đem bộ phận thần thông phù đạo biến hóa nắm giữ tại tim, chỉ là không biết vì sao, mơ hồ có một phiến bóng tối khu vực, không để cho hắn thăm dò. Chẳng lẽ cái này bóng tối địa phương không cách nào học biết? Cũng hoặc là bởi vì mình cảnh giới quá thấp. Diệp Thần lắc đầu một cái, mơ hồ thấy được thiên cơ. Thiên cơ chỉ hướng là huyễn môn. Xem ra cái này huyễn môn không đi không thể. Bất quá cái này tìm hiểu một phần chia, vậy đủ cường đại. Thật ra thì ở hiểu lúc đó, tuy có vô cùng là kinh khủng hắc ám khí tức, cắn trả tới. Nhưng, Diệp Thần trong cơ thể, có một chút Lạc Thanh Ly bổn mạng linh khí bảo vệ, cũng là ung dung chống đỡ ở hắc ám, thuận lợi đem phù quỷ mẫu xảo bí pháp, bộ phận kia có thể lĩnh ngộ cũng lĩnh ngộ. Phù quỷ mẫu xảo lĩnh ngộ phần lớn sau đó, từng tia quỷ bí hắc ám quy luật, còn có các loại tà linh phù văn, từ Diệp Thần trong cơ thể lững lờ ra, hiển hóa ra vô cùng nghiêm ngặt khí tượng. Lạc Thanh Ly thấy như vậy khí tượng, nhưng là mừng rỡ, nói quá tốt, Diệp Thần ca ca, người rốt cục thì có thể nhúc nhích dùng phương pháp này, bất quá tựa hồ còn có trọng yếu một phần chia không có nắm giữ, nhưng đã rất lợi hại. Diệp Thần nội tâm cũng là lớn vui, cười nói, Thanh Ly muội muội, đều là ngươi công lao. Còn như còn dư lại một phần chia, ta đến lúc đó đi huyễn môn cũng có thể thành công nắm giữ. Hai người cười vui, chính là ôm nhau chung một chỗ. Bởi vì tối hôm qua đã ở huyễn trong mộng kết hợp, cho nên hai người tới giữa, lại cũng không có một chút ngăn cách. Lạc Thanh Ly kéo Diệp Thần cánh tay, cùng đi ra gian phòng. Tả Khâu Vân cùng rất nhiều Vĩnh Phù Thiên Cung các võ giả, đã sớm tại trên đại điện chờ, thấy Diệp Thần và Lạc Thanh Ly đi ra, còn như vậy thân mật hình dáng, đều là chấn động. Diệp Thần và Lạc Thanh Ly, trên mặt đều là gió xuân hoa đào, một phiến vui mừng, coi như là người mù. Đều biết bọn họ phát sinh cái gì. Tiền bối, vậy phù quỷ mẫu xảo bí quyết, ta đã phần lớn lĩnh ngộ, mặc dù còn có một phần chia hắc ám khu vực không có phá giải, nhưng chắc hẳn coi như đối mặt tiên phù nữ giáo người nữ kia ma đầu, ta cũng có sức đánh một trận. Diệp Thần cười một tiếng, đem trục cuốn đưa cho Tả Khâu Vân. Tả Khâu Vân cùng toàn trường các võ giả, nhất thời vô cùng rung động. Cái gì, luân hồi chi chủ, ngươi? Ngươi thật luyện thành phù quỷ mẫu sao? Tả Khâu Vân trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, cho dù là một phần chia. Đây chính là phù văn thánh địa cường hãn nhất phù đạo nghĩa sâu xa, so với vậy 33 thiên thần thuật còn lợi hại hơn, Diệp Thần lại vẫn thật luyện thành, như vậy thiên phú năng lực, đơn giản là khoáng cổ tuyệt kim. Đều là Thanh Ly muội muội che chở. Diệp Thần cười một tiếng,
Tán Dương nhìn Lạc Thanh Ly một mắt. Lạc Thanh Ly rất là vui mừng, nói Tả Khâu trưởng lão, sau này các ngươi Vĩnh Phủ Thiên Cung, hơn lập một tôn điêu xem, chính là Diệp Thần ca ca điêu xem. Tả Khâu Vân mặt đầy sùng bái khâm phục, nói, đó là tự nhiên, ta Vĩnh Phủ Thiên Cung ngày sau, liền đời 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 đời, cung phụng luân hồi chi chủ, tán tụng luân hồi vĩ đại. Đúng rồi, luân hồi chi chủ, người lại nói là phần lớn, vậy khẳng định cũng là chạm tới trong đó hắc ám không thể nắm giữ một phần chia, phỏng đoán chỉ có đi huyễn môn, mới có thể phá giải cái này một phần chia. Đến lúc đó, người coi như là hoàn toàn nắm giữ phù quỷ mẫu sao lực lượng. Diệp Thần có thể lĩnh ngộ phần lớn phù quỷ mẫu sao, như vậy nghịch thiên thiên phú, đã hoàn toàn thuyết phục Vĩnh Phù Thiên Cung tất cả người. Đến được vào buổi trưa, một đạo nhân mã, từ bên ngoài phóng tới, người người hơi thở dũng mãnh, chính là Tả Phù Thần Điện người. Diệp Thần, Lạc Thanh Ly, Tả Khâu Vân, mang Vĩnh Phù Thiên Cung rất nhiều cường giả, đi ra đón tiếp. Hai bên ở trên quảng trường gặp mặt, trong sâu thẳm, Diệp Thần nhưng cảm thấy vẻ nguy hiểm. Diệp Thần ngưng xem trước mong, liền thấy Tả Phù Thần Điện bên kia, tới hơn 100 người, trên mặt tất cả mọi người nhưng là mang vẻ sợ hãi, nhìn ở giữa một cái ông già. Vậy ông già chính là Tả Phù Thần Điện điện chủ, hơi thở vô cùng là âm trầm quỷ dị, gương mặt lại là như cương thi vậy, không có một chút diễn cảm, trên mình thậm chí tản mát ra tử khí. Tả Phù điện chủ, ngươi làm sao bộ dáng này? Tả Khâu Vân thấy vậy, nhất thời mi đầu đại chiếu, hắn cảm thấy hôm nay Tả Phù điện chủ, hơi thở phá lệ yêu tà cổ quái, lại không có một chút hoạt nhân sinh khí, quả thực là kỳ dị. Chẳng lẽ là hắn tu luyện Tả Phù thần thông, không ngờ tẩu hỏa nhập ma. Tả Khâu Vân, ngày hôm nay chúng ta là muốn liên thủ, đối phó tiên phù nữ giáo sao? Tả Phù điện chủ mở miệng, thanh âm vậy rất cổ quái, lộ ra một chút khàn khàn mùi vị, còn xen lẫn chút tạp âm, như dã chó sói gầm nhẹ. Tả Khâu Vân càng cảm thấy kỳ dị, nói nhưng ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Tả Phù điện chủ nói, ha ha, tu luyện ra điểm chuyện rắc rối, không có gì đáng ngại, chúng ta đi thôi. Nói xong, Tả Phù điện chủ liền muốn xoay người rời đi. Đợi một chút, ngươi không phải Tả Phù điện chủ, ngươi là một đầu hung thú. Đột nhiên, Lạc Thanh Ly bước ra một bước, nhìn chằm chằm Tả Phù điện chủ, quát mắng kêu lên. Nàng là thần minh, ánh mắt đặc biệt bén nhạy. Vào giờ khắc này, nàng bắt được quỷ bí hơi thở. Trước mắt cái này Tả Phù điện chủ, rất có thể đã chết, thân thể bị một đầu hung thú chiếm đoạt. Tả Phù điện chủ quay đầu, khóe miệng lộ ra hai viên nhuốm máu răng nanh, hình dáng nhìn như đặc biệt dữ tợn, nói, bé gái, người nói bậy bạ gì đó. Tả Khâu Vân nói, to gan, vị này chính là Thủy Thần Thiên Tôn, Tả Phù điện chủ, người không thể cản rỡ. Tả Phù điện chủ răng nanh xâm nghiêm, trong cổ họng phát ra từng cơn trầm thấp bực bội quát, như sói tru thanh âm. Hắn đột nhiên đưa tay liền xé mình cái xác thể xác, nguyên cổ thân thể hoàn toàn tan vỡ mở, một đầu dữ tợn, khủng bố, hắc ám khí tức nổ tung chó sói thú, từ bên trong lộ ra ngoài. Thôi, loài người thân thể, bổn tọa còn thật dùng không có thói quen, ha ha. Đầu này chó sói thú, sau lưng kéo hai cái đuôi thật dài, cả người lông xù, mỗi một cái lông, đều là thấm ra núi thây biển máu tà khí, mắt đồng như hàm chứa đọng lại ngàn năm mực. Hắc ám đến đáng sợ. Đáng sợ nhất, là nó răng nanh, dính mãi mãi máu tươi, từng giọt máu rớt xuống, nồng nặc nghiêm ngặt ma khí nổ tung, làm người ta chấn động phố. Đầu này chó sói thú, chính là trong truyền thuyết hai đuôi thần thú, Huyết Nha Lang. Huyết Nha Lang chân thân một nổi lên, lập tức gặp gió bão tăng, bành trướng không biết nhiều ít lần, lập tức liền hóa thành núi cao vậy to lớn. Nó to lớn thân thể, bàn chân đạp một cái. Mặt đất cũng vỡ nát, vô số máu loãng bắn ra chảy xuống. Tả Phù thần điện vậy hơn 100 cái các võ giả, kêu lên kêu to lên, lại run lẩy bẩy quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Xem ra, bọn họ đã sớm biết, Tả Phù thần điện điện chủ, đã bị Huyết Nha Lang giết chết, thân thể vậy bị chiếm cứ. Ở Huyết Nha Lang chấn nhiếp, bọn họ hoàn toàn không dám phản kháng, đã toàn bộ thần phục. Diệp Thần, Tả Khâu Vân, Lạc Thanh Ly ba người. Thấy Huyết Nha Lang thân thể cao lớn, nhất thời rung động. Thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp Thần ngay tức thì dòm ngó gặp hết thảy. Là đà đế cổ thần phái ngươi tới. Diệp Thần ánh mắt co rúc lại, hoàn toàn không nghĩ tới, đà đế cổ thần lại có thể cùng Vũ Hoàng cổ đế hợp tác, phái hai đuôi đánh chết mình.
Huyết Nha Lang ở tối hôm qua thời điểm, cũng đã hạ xuống đến Phù Văn Thánh Địa, liền trước hết giết nhập Tà Phù Thần Điện, nắm trong tay hết thảy. Nó muốn đem Diệp Thần dẫn dụ đi ra ngoài, sẽ đi tàn sát, nhưng hiện tại, nó cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, trực tiếp bại lộ, ma uy tàn phá. Oanh! Huyết Nha Lang móng vuốt phung lên, lực lượng cuồng bạo tuôn ra, liền đem Phù Văn Thiên Cung một tòa cung điện, hoàn toàn phá hủy. Phù Văn Thiên Cung vô số võ giả, nhất thời kinh hô lên, bốn phương tám hướng cường giả, nhanh chóng tụ họp, bay đến Huyết Nha Lang bên người. Nhưng, mắt thấy Huyết Nha Lang giữ tợn bóng người, phủ đầy máu loang ác liệt ma uy, tất cả cường giả đều chấn động, lại là không dám đến gần. Huyết Nha Lang dẫu sao là hai đuôi thần thú, nó bề ngoài, vậy đủ để mang cho người to lớn uy hiếp. Nó trên người tán phát ra hắc ám khí tức, lại là để cho được không thiếu nhỏ yếu võ giả, tại chỗ hộc máu, đạo tâm tan vỡ, hét thảm lên. Luân hồi chi chủ, người người đều nói ngươi có đại khí vận, giết không chết ngươi, nhưng bổn tọa cũng muốn xem, ngươi có phải là thật hay không có như thế lợi hại. Thiên đạo pháp tướng, tử ám ma nhãn. Huyết Nha Lang bảo hiếu, trong người hình bại lộ sau đó, nó không có chút nào nói nhảm, trực tiếp hướng Diệp Thần phát khởi hung nhất mãnh tấn công. Oanh! Cuồng bạo ma khí cùng huyết khí, từ Huyết Nha Lang trên mình bộc phát ra, lại là cùng cuối cùng chân lý đại lộ đồng tình. Đại lộ chấn động, hiển hóa ra một màn thiên đạo pháp tướng, chính là một viên con mắt thật to, chừng ngàn trượng dài. Ngàn trượng dài mắt thật to, từ trên bầu trời nứt ra, thật giống như để cho nguyên phiến Phù Văn Thánh Địa bầu trời, cũng làm tan vỡ. Đó là một cái đen nhánh ma nhãn, tràn đầy hắc ám cùng chết mùi vị, là tử thần đạo pháp tượng trưng. Huyết Nha Lang là hai đuôi, trong huyết mạch ma khí, mười phần nồng nặc, có thể thi triển ra tử thần đạo pháp. Trên thực tế, cái gọi là thập vĩ thần thú, là một đoàn năng lượng thể, bên trong bao gồm rất nhiều thần linh đạo thống lực lượng, không chỉ là tử thần, liên quang thần, nham thần, phong thần vân. Vân lực lượng, cũng ẩn chứa ở thập vĩ thần thú huyết mạch bên trong. Đây chính là thập vĩ thần thú chỗ cường đại, từ hắc ám dơ bẩn bên trong ra đời, nhưng lại vượt qua hắc ám, bao trùm ở cửu thần bên trên. Tử ám ma nhãn vừa ra, nhất thời, kinh khủng khí tức tử vong, chấn động thiên địa, hóa thành một tràng đen nhánh mưa xối xả, cuồn cuộn tấn công vẩy xuống. Tử vong mưa xối xả lăn xuống, không thiếu Vĩnh Phù Thiên Cung các võ giả, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, gặp phải mưa như thác đổ đánh vào. Lại là tại chỗ bỏ mình, liền phản kháng đều không thể. Mau mở bảo vệ đại trận. Tả Khâu Vân chợt quát, hoàn toàn chấn động, không nghĩ tới Huyết Nha Lang lực lượng, lại có thể như vậy đáng sợ, không hổ là hai đuôi. Hắn vội vàng cùng Vĩnh Phù Thiên Cung rất nhiều các cường giả, mở bảo vệ đại trận, ngăn cản Huyết Nha Lang hắc ám giết hại. Vạn Thủy Thần Quyết, Lưu Ly Thanh Thiên. Lạc Thanh Ly ra tay, Vạn Thủy Thần Quyết thi triển ra, từng đạo màu xanh hơi nước. Như lưu ly vậy tinh khiết, lại như thiên long vậy, từ nàng thân thể mềm mại lên cao dậy, cùng Huyết Nha Lang triệu hoán tử vong mưa xối xả đối kháng. Nhưng, như vậy đối kháng, tối đa chỉ là miễn cưỡng phòng ngự. Cho dù là Lạc Thanh Ly cái này thủy thần thiên tôn, hôm nay đối mặt Huyết Nha Lang, vậy lộ vẻ được cố hết sức. Huyết Nha Lang cũng không để ý người ngoài, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tử ám ma nhãn mở sau đó, kinh khủng hắc ám ma quang. Hòa lẫn các loại tử vong mưa xối xả, cuồn cuộn hướng Diệp Thần lướt đi. Thần thánh chi thư, cho ta xua tan. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức vận chuyển quang thần pháp, gọi ra thần thánh chi thư, mênh mông thần thánh chói lọi tách thả ra, phải lấy quang minh xua tan hắc ám. Thần thánh chi thư vừa ra, đậm đà quang minh lực, chính là để cho trong thiên địa hắc ám, tiêu tán rất nhiều. Ha ha, bổn tọa hắc ám khí tượng. Chỉ sợ không phải ngươi một quyển sách là có thể xua tan. Huyết Nha Lang cười gằn, ma khí lại điên cuồng phun ra, bộc phát ra hơi thở, thậm chí so với si ma bò cạp còn lợi hại hơn. Si ma bò cạp còn có thực tế phép tắc hạn chế, nhưng Huyết Nha Lang, khi lấy được vạn khư địa mạch bồi bổ hạ, hạn chế thật to yếu bớt, nó hắc ám ma uy, có thể bùng nổ đến cực kỳ kinh khủng bước. Hắc ám tinh không, vạn giới sa đọa, luân hồi à, ngươi cũng cho ta sa đọa đi. Huyết Nha Lang ngửa mặt lên trời ngâm sướng, tiếng sói chu chấn động tiêu vũ, triệu hoán ra một phiến vô cùng bóng tối tinh không. Đó là tinh không bờ bên kia khí tượng, bất quá đã hoàn toàn ô nhiễm hư hỏng, khắp nơi đều tràn đầy hắc ám dơ bẩn, tất cả tồn tại trời trăng sao,
cũng đã chết. Quần tinh chết, chết quần tinh, thi thể trôi lơ lửng ở cái này phiến hắc ám tinh không phía trên, tựa như tượng trưng cho vạn giới sa đọa. Như vậy rớt xuống khí tượng, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng người đạo tâm, mang cho người hắc ám, tuyệt vọng, nghẹt thở cảm giác. Làm cái này phiến hắc ám tinh không, quần tinh thi thể, đáp xuống, liền Diệp Thần đều cảm thấy tuyệt vọng cùng nghẹt thở, đạo tâm một hồi lay động, tựa như hạ một sát thì phải hư hỏng. Hắn nơi cho đòi ra thần thánh chi thư, ánh sáng ngay tức thì liền ám đạm đi xuống, hoàn toàn không cách nào cùng cái này phiến hắc ám tinh không chống lại. Không thể không nói, huyết nha lang hắc ám ma uy, so với si ma bò cạp là cường hãn hơn. Lạc Thanh Ly, Tả Khâu Vân, còn có Vĩnh Phù Thiên Cung các võ giả, thấy vậy phiến hắc ám tinh không hạ xuống, tất cả người trong nội tâm, cũng toát ra tuyệt vọng ý niệm, rối rít dừng lại hạ động tác trong tay, lại là buông tha phản kháng. Đây là bóng tối lợi hại, đây là đuôi thú lợi hại, liền thần linh đạo tâm, đều có thể áp chế. Thần kiếm ngự lôi quyết, phá. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, luân hồi huyết mạch vận chuyển, duy trì thanh tỉnh, lập tức một kiếm bay chém ra, hấp dẫn 9 tầng trời thần lôi, sáng rực thiên uy hạ xuống. Vô cùng sấm sét, ở Diệp Thần luân hồi thiên kiếm bên trên, điên cuồng nổ tung. Ngàn vạn tiếng sấm kiếm quang, từ hắn trên thân kiếm bộc phát ra, ngắn ngủi đem cái này phiến hắc ám tinh không, chém ra một cái khe, để cho ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Ở ánh mặt trời chiếu rọi hạ, Lạc Thanh Ly, Tả Khâu Vân các người, khôi phục thanh tỉnh, đều là hù được hồn bất phụ thể, cảm giác sâu sắc huyết nha lang mạnh mẽ. Thủy thần thiên tôn, khẩn cầu ngươi che chở. Tả Khâu Vân cùng rất nhiều các võ giả, lật đật hướng Lạc Thanh Ly cầu nguyện, cũng cháy tự thân tín ngưỡng lực. Lạc Thanh Ly đạt được các tín đồ tín ngưỡng, nhất thời tinh thần đại chấn, linh khí tăng vọt, vội vàng thả ra một cái thủy hệ trận pháp, bảo vệ được Vĩnh Phù Thiên Cung các võ giả. Nhưng cái này vậy bảo vệ, chỉ sợ cũng kéo dài không được bao lâu. Huyết nha lang lực lượng, chân thực quá mức khủng bố, đuôi thú hung uy, đã nghiền ép thực tế, thậm chí lấn át hôm nay Lạc Thanh Ly. Vậy phiến hắc ám tinh không, Diệp Thần chém tích ra kẽ hở, rất nhanh hãy thu gộp lại tụ hợp. Hắc ám lần nữa hạ xuống, Diệp Thần thần kiếm ngự lôi quyết ánh sáng, vậy toàn bộ bị nghiền nát. Diệp Thần con người hơi đông lại một cái, bị thế giới hiện thật áp chế, đều có như thế kinh khủng lực lượng, nếu là ở không không lúc nào không, cái loại này ra hỏa có phải hay không một hơi thở liền có thể chu diệt mình. Hi hi, luân hồi chi chủ, vô dụng. Bổn tọa lực lượng, không phải ngươi có thể kháng nhận định, liền tiên đế đều không cách nào cùng bổn tọa đối kháng. Bổn tọa rất là tò mò, người bất quá chính là thiên huyền cảnh, thật có khó như vậy giết sao? Mà tổ vô thiên không nên thua ở ngươi cái này con kiến hôi trên tay mới đúng. Ha ha ha, bổn tọa ngày hôm nay thì phải để cho ngươi sa đọa, ở trong bóng tối vẫn diệt. Huyết nha lang liều lĩnh cười gằn, tiếng sói chu chấn thiên, ma khí nhô lên dưới, lần nữa sắp tối ám tinh không dưới áp chế tới, muốn chân áp Diệp Thần, để cho hắn cùng những cái kia chết đi quần tinh như nhau. Đều được là trong tinh không thi thể. Vô biên vô tận hắc ám, bao phủ xuống, Diệp Thần cảm thấy nghẹt thở. Bất quá, hắn cũng không hoảng loạn. Ở tuyệt đối sống chết trước mắt, hắn dòm ngó thấy phá cuộc rực rỡ. Phù quỷ mẫu xào, cho ta hấp thu. Diệp Thần cuồng quát một tiếng, hai tay xen lẫn ra một phiến phiến hắc ám phù văn. Cực hạn phù văn áo nghĩa, từ Diệp Thần trong tay bộc phát ra. Một phiến phiến hắc ám phù văn. Hòa lẫn cuồn cuộn hắc ám ma khí, còn có các loại cổ quái vặn vẹo dơ bẩn hơi thở, cuối cùng hợp thành một cái to lớn xảo huyệt, hình như là loại nào đó côn trùng trùng ổ, lại thật giống như là chân thực địa ngục, bên trong dựng dục vô số quỷ bí đồ. Đây là... Huyết nha lang nhìn Diệp Thần bện ra xảo huyệt, chó sói mâu nhất thời lướt qua một chút ngạc nhiên thần sắc. Chỉ gặp vậy cái xảo huyệt, chảy xuôi đen sẫm dơ bẩn cùng mủ, còn có tất cả loại sình sệt không thể danh trạng cổ quái chất lỏng. Hơi thở cực đoan hắc ám kiềm chế, cực đoan khủng bố quỷ dị, chút nào không thua gì nó nơi cho đòi kêu hắc ám tinh không. Huyết nha lang nhận ra, đó lại là trong truyền thuyết phù quỷ mẫu xào, nghe nói có thể thai nghén muôn vàn yêu ma, muôn vàn phù quỷ ác linh tồn tại. Mặc dù cũng không phải là thân thể đầy đủ, nhưng xuất hiện ở thế giới hiện thật, đã là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Năm đó thập vị ấu thú sinh ra thời điểm, đa đế cổ thần còn muốn mượn dùng phù quỷ mẫu xào. Dùng để làm thập vĩ xào huyệt. Hiện tại, Diệp Thần lại có thể đem trong truyền thuyết phù quỷ mẫu xào,
Triệu Hoán liền đi ra. Khi thấy phù quỷ mẫu xào xuất hiện, Vĩnh Phù Thiên Cung và Tà Phù Thần Điện các võ giả, ánh mắt đều là lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Bọn họ tinh tu phù đạo, tự nhiên biết vậy phù quỷ mẫu xào, muốn luyện thành nói, có gian nan dường nào. Ca ngợi luân hồi, thật là không tưởng tượng nổi. Hắn nơi cho đòi kêu phù quỷ mẫu xào, tựa hồ có chút đặc biệt, nhưng đủ cường đại. Lúc này mới bao lâu à? Nếu là đi liền huyễn môn sau đó, cái này phù quỷ mẫu xào sẽ là biết bao kinh khủng tồn tại. Tả Khâu Vân khen ngợi, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Giờ phút này Diệp Thần nơi cho gọi ra phù quỷ mẫu xào, hơi thở kinh khủng, mênh mông, bởi vì cái này phiến địa giới lực lượng giá trị, thậm chí mơ hồ đến gần ngày xưa Vĩnh Phù Thiên Cung cung chủ, vậy vượt qua tiên phù nữ giáo vị kia giáo chủ. Diệp Thần đang kêu gọi ra phù quỷ mẫu xào sau đó, cũng không có lại triệu hoán cái gì phù quỷ đi ra. Bởi vì hắn biết, tất cả triệu hoán vật, cũng không thể cùng Huyết Nha Lang chống lại. Huyết Nha Lang là đuôi thú, uy thế quá mức khủng bố lợi hại, muốn chiến thắng nó mà nói, cứng đối cứng là không được, chỉ có giải quyết tận gốc. Diệp Thần hít sâu một hơi, điên cuồng thúc dục mẫu ổ, hấp thu chung quanh hắc ám năng lượng. Huyết Nha Lang nơi cho đòi ra hắc ám tinh không, năng lượng khí tức điên cuồng tiết lộ ra ngoài, bị mẫu ổ hấp thu. Thoáng chốc tới giữa, nguyên bản đen thui như mực nước ép tinh không, đổi được ám đạm đi xuống, quần tinh thi thể vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Rất nhiều hắc ám vặn vẹo, quỷ bí không trạng khí tượng, toàn bộ bị Diệp Thần mẫu ổ hấp thu hết. Diệp Thần cái này mẫu ổ, giống như là một cái hắc động, một cái vực sâu không đáy, một cái vĩnh viễn vậy không điền đầy đồ đựng. Chung quanh hắc ám khí tức, toàn bộ đi vậy mẫu ổ rót ngược đi, đều bị hấp thu. Mẫu ổ nhanh chóng bành trướng, hóa thành không biết nhiều ít vạn trượng cao, thật giống như cả ngày không nhật nguyệt, cũng có thể hấp thu chiếm đoạt, khí tượng cực kỳ khủng bố, nguyên phiến bầu trời, đều bị mẫu ổ nơi chảy ra dơ bẩn hơi thở ô nhiễm hết, một phiến đục ngầu. Làm sao có thể? Người cái này xào huyệt, còn thật không điền đầy không được. Dĩ nhiên, lần tranh đấu này, Diệp Thần coi như là cùng Huyết Nha Lang kết làm lương tử, sau này đi đến không không thời không nói, có thể sẽ gặp phải đối phương trả thù. Ở không không lúc nào không bên trong, Huyết Nha Lang thực lực, có thể sẽ không lại bị cái gì hạn chế, tất nhiên là đặc biệt đáng sợ tồn tại. Nhưng, Diệp Thần không hề lo lắng. Bởi vì, hắn nếu như có phi thăng không không thực lực, coi như là đối mặt đuôi thú, cũng sẽ không có chút nào sợ. Trọng yếu hơn chính là, không không lúc nào không, có hắn hộ đạo giả, Nhâm Phi Phàm. Cũng không biết hôm nay Nhâm tiền bối, thực lực như thế nào. Kết thúc chiến đấu, toàn trường tất cả người, đều là dùng vô cùng rung động cùng ánh mắt sùng bái, nhìn Diệp Thần. Tả Khâu Vân thật sâu khen ngợi, luân hồi chi chủ, người quả nhiên mạnh mẽ và khí vận vô địch. Tuy nói lần chiến đấu này, Diệp Thần có thể đánh bại Huyết Nha Lang, là mượn Vĩnh Phù Thiên Cung địa mạch ưu thế, cũng không tính hoàn toàn dựa vào mình. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Thần nơi biểu dương ra kinh thiên chiến lực, vẫn là làm người ta vô cùng rung động. Diệp Thần ca ca, ngươi liền đuôi thú cũng có thể đánh bại, thật có thể nói là thiên hạ vô song, thế giới hiện thật còn có ai có thể cùng ngươi so sánh. Lạc Thanh Ly ánh mắt mê ly, trong tròng mắt tràn đầy sùng bái vui mừng thần thái, hồi tưởng lại tối hôm qua cùng Diệp Thần ở huyễn trong mộng kết hợp, nàng trong lòng lại là không hối hận cùng kích động. Thậm chí, nàng muốn tiến hơn một bước, ở thực tế cũng phải cùng Diệp Thần chung một chỗ. May mắn thôi, hắn ở thế giới hiện thật bị áp chế quá nhiều thực lực, nếu là ở không không lúc nào không, một hơi thở ta cũng không chống nổi. Diệp Thần cười khổ một tí, cảm giác thân thể có chút bị móc sạch, xem ra phải mau sớm đi huyễn môn, đem hoàn chỉnh phù quỷ mẫu xào nắm giữ. Có lẽ chỉ có chân chính nắm giữ, mới có thể thi triển hắn toàn bộ lực lượng, hơn nữa cũng sẽ không có lớn như vậy tác dụng phụ. Sau đó, hắn liền đem rất nhiều phù quỷ, lần nữa thu hồi mẫu ổ bên trong, lại đem điều này tràn đầy quỷ bí hơi thở, phủ đầy sình sệt hắc ám chất lỏng quỷ dị xào huyệt, thu vào. Nhìn vậy phù quỷ mẫu xào, bất kể là Tả Khâu Vân, vẫn là Lạc Thanh Ly, vẫn là Vĩnh Phù Thiên Cung rất nhiều các cường giả, trong mắt đều lộ ra một chút kinh quý vẻ. Nếu như cái này thế gian, thật tồn tại cái gì ngục mà nói, vậy phù quỷ mẫu xào, chính là tối tăm nhất địa ngục. Có thể cho gọi ra các loại phù quỷ yêu ma. Mà Diệp Thần, chính là trấn áp cùng chấp trưởng địa ngục xào huyệt người. Luân hồi chi chủ, người phù quỷ mẫu xào thần thông, cường hãn như vậy,
thậm chí có thể đánh bại Huyết Nha Lang, có lẽ ngươi hẳn mau sớm đi chuyến Huyễn Môn, đem hoàn toàn nắm giữ, sau đó còn có thể đi thử một chút chấp trưởng cá chép thiên phù. Tả Khâu Vân nói, cá chép thiên phù. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, mơ hồ bắt được một chút thật lớn thánh khiết hơi thở. Tả Khâu Vân nói, đúng vậy, cá chép thiên phù, là truyền thuyết bên trong, Quang Thần Thiên Tôn bổn mệnh pháp bảo, là thế gian vô thượng quang thần tổ khí. Chúng ta Phù Văn Thánh Địa, lúc ban đầu thờ phượng, cũng không phải là thủy thần, mà là quang thần. Quang Thần Thiên Tôn chết sau đó, hắn cá chép thiên phù, giao cho chúng ta Phù Văn Thánh Địa trông coi, thế nhưng cá chép thiên phù, thần thánh quang minh hơi thở, quá mức mênh mông cùng nóng rực, so mặt trời còn muốn nóng rực. Ta Phù Văn Thánh Địa bên trong, không người có thể chấp trưởng cá chép thiên phù, bất kỳ muốn chấp trưởng người, cũng sẽ bị vô tận quang minh lực, xuyên qua bốc hơi thành cướp xám. Vậy cá chép thiên phù tản ra quang minh huyền lực, thậm chí vạ lây ta Phù Văn Thánh Địa không thiếu cao thủ, hại được bọn họ sống sờ sờ bị vô thượng trói lọi, đốt thành cho bụi. Ta Phù Văn Thánh Địa, đối vậy cá chép thiên phù oán khí cực lớn, cuối cùng thậm chí buông tha đối quang thần tín ngưỡng, đổi tin thủy thần thiên tôn. Luân hồi chi chủ, người phù quỷ mẫu xào tu vi, cường hãn như vậy, có lẽ người có thể chấp trưởng cá chép thiên phù, hoàn thành khoáng cổ không có sự nghiệp. Ở nhắc tới cá chép thiên phù thời điểm, Tả Khâu Vân giọng bên trong, hận yêu xen lẫn, tâm trạng phức tạp. Diệp Thần hỏi, phù quỷ mẫu xào và cá chép thiên phù, có liên hệ gì sao? Tả Khâu Vân nói, cá chép thiên phù quang minh hơi thở, quá mức vĩ đại mênh mông, người bình thường muốn chấp trưởng, cực kỳ khó khăn, ta Phù Văn Thánh Địa bên trong, hàng tỷ thế kỷ nguyên tới nay, cho tới bây giờ không người có thể chấp trưởng qua. Nhưng là, ta Phù Văn Thánh Địa ba nhà thế lực, Vĩnh Phù Thiên Cung, Tà Phù Thần Điện, Tiên Phù Nữ Giáo triều đại nắm giữ chí tôn, bọn họ khổ tâm cô nghệ, nghĩ tới một cái giải quyết phương pháp. Đó chính là, lợi dụng phù quỷ mẫu xào lực lượng. Phù quỷ mẫu xào, là bóng tối tượng trưng, hàm chứa kinh khủng hắc ám ma khí, là một cái bóng tối xào huyệt. Cái này cái xào huyệt, vậy có thể dùng để làm đồ đựng, chứa cá chép thiên phù. Ở cửu thần thời đại lưu lại tổ khí bên trong, cá chép thiên phù là cường đại nhất tồn tại, ai có thể chấp trưởng mà nói, ai là có thể tái hiện quang thần thiên tôn đỉnh cấp thời điểm huy hoàng. Tả Khâu Vân giọng bên trong, mang vẻ kích động, muốn để cho Diệp Thần lợi dụng phù quỷ mẫu xào. Chứ cá chép thiên phù, từ đó chấp trưởng cái này kiện tổ khí, đạt thành tuyệt thế thành tựu. Cửu thần lưu lại rất nhiều tổ khí pháp bảo bên trong, cá chép thiên phù chính là lợi hại nhất tồn tại, là quang thần thiên tôn quyền bính tượng trưng. Quang thần thiên tôn tột cùng nhất thời điểm, thậm chí thiếu chút nữa trở thành chư thần chí tôn, chỉ là, bởi vì hắn tu luyện thanh liên đúc thánh pháp thất bại, đưa đến bị cắn trả, mới mất đi tranh đoạt chí tôn có thể. Quang thần thiên tôn có thể tranh đoạt chí tôn. Cũng phải bởi vì hắn là Nguyên Thiên Đế đã từng là người làm, đã từng Nguyên Thiên Đế chỉ điểm. Cái thứ hai nguyên nhân, chính là bởi vì hắn có cá chép thiên phù, đó là vô cùng cường đại pháp bảo, đại biểu quang minh trình độ cao nhất. Cá chép thiên phù mạnh mẽ, cường đại đến liền Phù Văn Thánh Địa ba thế lực lớn, hao phí hàng tỷ thế kỷ nguyên thời gian, cũng không thể nắm trong tay luyện hóa. Vậy cá chép thiên phù ở địa phương nào? Ở Vĩnh Phù Thiên Cung bên trong sao? Diệp Thần vậy là hứng thú. Hỏi. Hắn mơ hồ tới giữa, bắt được thiên cơ, cái này cá chép thiên phù, sau lưng không chỉ là có ánh sáng thần thiên tôn nhân quả, thậm chí có thể hàm chứa Nguyên Thiên Đế đầu mối. Tả Khâu Vân lắc lắc đầu nói, không, cá chép thiên phù, ở không không lúc nào không, chân chính Phù Văn Thánh trong ruộng. Chúng ta địa phương này, chỉ là chưa từng không lúc nào không rớt xuống một miếng nhỏ khu vực, cũng không thể coi là chân chính thánh địa. Chân chính thánh địa. So với nơi này muốn khổng lồ rất nhiều, cá chép thiên phù vậy phong ấn ở địa mạch bên trong, coi như là một cái khoai lang phỏng tay, người trong thánh địa cũng không có thể luyện hóa, nhưng vậy bỏ không được vứt, liền một mực phong ấn. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói cá chép thiên phù, nếu là ở không không lúc nào không, ta thì như thế nào có thể chấp trưởng. Hắn cũng biết, thiên ngoại thiên nơi này Phù Văn Thánh Địa, cũng không phải chân chính Phù Văn Thánh Địa. Chân chính Phù Văn Thánh Địa. Ở không không lúc nào không. Thiên ngoại thiên nơi này Phù Văn Thánh Địa, là bởi vì là vạn kiếm thần tinh rơi xuống, bị cắt kim loại rớt xuống. Trong truyền thuyết cá chép thiên phù, tự nhiên vậy không ở nơi này, mà là ở không không thời không thánh địa trụ sở chính. Tả Khâu Vân nói, ta có thể bố trí nghi thức, câu thông ta Vĩnh Phù Thiên Cung trụ sở chính,
cầu bọn họ mở cửa phong ấn, để cho ngươi tự mình tiếp xúc cá chép thiên phù. Luân hồi chi chủ, nếu như ngươi có thực lực, liền có thể mượn phù quỷ mẫu xào là đồ đựng, khống chế cá chép thiên phù, tái hiện quang thần thiên tôn huy hoàng của ngày xưa, vậy thuận tiện thay ta phù văn thánh địa, giải quyết một cái thiên cổ vấn đề khó khăn. Cá chép thiên phù đối phù văn thánh địa mà nói, thật sự là một cái khoai lang phỏng tay, vứt cũng không phải, chấp trưởng cũng không thể. Nếu như Diệp Thần có thể chấp trưởng cá chép thiên phù mà nói, vậy dĩ nhiên là giải quyết phù văn thánh địa phiền não, vĩnh phù thiên cung, tà phù thần điện, tiên phù nữ giáo ba nhà thế lực, đều có thể đem hắn phụng là chỗ thượng khách. Diệp Thần khẽ cau mày, cái này cá chép thiên phù, hàng tỷ thế kỷ nguyên tới nay, phù văn thánh địa đều không người có thể nắm trong tay, có thể tưởng tượng được, chấp trưởng có gian nan dường nào. Hắn muốn khống chế, vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Mượn dùng phù quỷ mẫu xào hắc ám lực lượng, đi chứa cá chép thiên phù cái loại này thần quang minh khí, cuối cùng chỉ là một ý nghĩ, rốt cuộc chân thực hiệu quả như thế nào, còn không người biết. Ta cân nhắc một chút. Diệp Thần nói. Tả Khâu Vân nói, luân hồi chi chủ, bố trí nghi thức cần thời gian rất dài, ta trước vì ngươi câu thông vĩnh phù thiên cung trụ sở chính, ngươi nếu có ý, vẫn có thể thử một chút đi tiếp xúc cá chép thiên phù. Diệp Thần nừ một tiếng, nói cũng tốt. Nhưng việc cần kíp, ta vẫn là muốn lấy trước được vạn kiếm thần tinh. Diệp Thần cũng không có quên, mình chuyến này mục đích. Cá chép thiên phù đối hắn mà nói, vẫn có chút hư không mờ mịt. Hắn hiện tại muốn nhất, chính là vạn kiếm thần tinh. Chỉ phải lấy được vạn kiếm thần tinh, hắn liền có thể mượn vạn kiếm thần tinh kiếm khí, chém bể trong cơ thể không gian mảnh vỡ, để cho thân thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí là chấp trưởng thái vũ huyết mạch lực lượng. Lạc Thanh Ly mặt mày hớn hở cười nói, Tả Khâu trưởng lão, Diệp Thần ca ca như thế lợi hại, muốn đến vậy tiên phù nữ giáo nữ ma đầu, vậy không phải là địch thủ của hắn. Người mau phát đóng kín một cái phi kiếm truyền thư đi ra ngoài, kêu người nữ kia ma đầu ngoan ngoãn đầu hàng, cầm vạn kiếm thần tinh giao ra, nếu không Diệp Thần ca ca đích thân tới nàng tiên phù nữ giáo, nàng chỉ có bị tiêu diệt kết quả. Diệp Thần mới vừa đánh bại huyết nha lang, nơi biểu dương ra sức chiến đấu. Đơn giản là bá đạo vô địch. Dõi mắt toàn bộ này địa giới phù văn thánh địa, đã không người có thể cùng hắn chống lại. Cho dù là tiên phù nữ giáo vị kia giáo chủ, cũng không khả năng đối kháng. Bàn về phù quỷ mẫu xào tu vi, cho dù Diệp Thần còn có một phần chia không nắm giữ, nhưng ở thế giới hiện thật đã so người bất kỳ đều cường hãn hơn. Phù quỷ mẫu xào, truyền thuyết là từ tinh không bờ bên kia lưu truyền ra thần thông, mà Diệp Thần gặp qua tinh không đạo thư. Còn có cái thế giới kia một chút bí ẩn. Hắn nắm giữ phù quỷ mẫu xào, lực lượng cũng phải so người ngoài lợi hại rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tả Khâu Vân nói, Thủy Thần Thiên Tôn, tiểu nhân lập tức phát tin đi tiên phù nữ giáo. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu là tiên phù nữ giáo chịu cúi đầu, ngoan ngoãn giao ra vạn kiếm thần tinh, vậy cũng được bớt đi hắn rất nhiều nhiều phiền toái. Lập tức. Tả Khâu Vân liền viết một phong thơ, phát đi tiên phù nữ giáo, lặng lẽ đợi hồi âm. Lúc này, ngoại giới, bất kể là thiên ngoại thiên thế giới, vẫn là thái thượng thế giới, thậm chí là không không lúc nào không, đều là một phiến sợ hãi. Diệp Thần đánh bại huyết nha lang, chuyện này, đã xúc động thiên cơ, kinh động thiên địa đại thế, càn khôn khí lưu, bị vô số người cảm giác được. Tất cả người, cũng có thể cảm nhận được Diệp Thần vậy phù quỷ mẫu xào. Vậy cổ hắc ám quỷ bí, tràn đầy kinh khủng hơi thở. Trong vạn khư thần điện, Vũ Hoàng cổ đế biết huyết nha lang đánh bại, nhất thời rung động, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thằng nhóc này, liền hai đuôi cũng có thể đánh bại, cho dù hai đuôi thực lực bị hạn chế phần lớn, nhưng ở thế giới hiện thật hẳn đủ nghiền ép vậy tiểu tử mới đúng, không thể nào. Vũ Hoàng cổ đế ngược lại hít một hơi khí lạnh, khó hiểu cảm thấy thân thể có chút lạnh cả người, thật giống như mình cả người. Thân xác liên quan thần hồn, đều phải bị Diệp Thần phù quỷ mẫu xào cắn nuốt hết vậy, gánh triền núi lông măng điều điều dơ lên. Tuy nói ở vĩnh phù thiên cung bên trong, Diệp Thần lấy được địa mạch trợ lực, nhưng bất kể như thế nào, có thể bằng sức một mình, đánh bại hai đuôi, vẫn là quá mức kinh sợ điểm, làm người ta không dám tin tưởng. Không không lúc nào không bên trong, đa đế cổ thần cảm giác được một màn này, tại chỗ liền hộc máu. Hai đuôi lại đánh bại. Điều này sao có thể? Đà đế cổ thần tái nhợt người chết mặt, lúc này hiện ra tầng tầng thi ban, cực kỳ dữ tợn.
hắn nguyên bản dự liệu, chính là hai đuôi tập sát Diệp Thần, coi như không thể giết chết, chí ít cũng có thể đem trọng thương. Nhưng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể không chút tổn hao nào, thậm chí hai đuôi bị bại chạy trốn. Hắn cùng hai đuôi có ước định, bỏ mặc chiến quả như thế nào, hắn cũng rất nhiều hai đuôi tự do. Hôm nay hai đuôi thần thú huyết nha lang, cũng không biết chạy đi nơi nào, lại cũng sẽ không trở lại Đà Đế Thiên Tông. Đà Đế cổ thần năm đó hao phí vô số tâm huyết, mới tìm hồi hai đuôi, hôm nay mất đi, lại không có thể đối Diệp Thần tạo thành tổn thương chút nào, hắn là tức được trực tiếp hộc máu, khó mà chịu đựng to lớn như vậy tổn thất. Luân hồi chi chủ khí vận, lại bàng bạc như vậy. Cái này thế giới hiện thật, còn có ai có thể áp chế hắn? Đà Đế cổ thần thật sâu nổi giận, lại là sợ hãi, tạm thời tới giữa, bàng hoàng vô sách. Bàng hoàng bên trong, hắn nghĩ tới một người. Đảm nhiệm thiên nữ. Diệp Thần cùng đảm nhiệm thiên nữ, quyết chiến sắp tới. Có thể chung kết luân hồi người, rất có thể chính là trời nữ. Thôi, ở đó trận quyết chiến bắt đầu trước, bất kỳ đối kháng luân hồi thủ đoạn, đều là phí công, vẫn là cùng quyết chiến kết quả đi ra nói sau. Đà Đế cổ thần ánh mắt che lấp, cũng biết không không thời không lực lượng, hạ xuống đến thế giới hiện thật, sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế, muốn táng diệt luân hồi, cơ hồ không thể nào. Hôm nay, hắn suy tính đến duy nhất phá cuộc có thể, chính là trời nữ. Thiên nữ cùng Diệp Thần quyết chiến, đây tuyệt đối là long trời lở đất, sẽ đối với tương lai thế cục, sinh ra khó mà dự liệu ảnh hưởng. Ở đó trận quyết chiến, không có đến trước, người ngoài táng diệt luân hồi cử động, cũng chỉ là phí công thôi. Lập tức, Đà Đế cổ thần truyền ra ý chí, mệnh lệnh Đà Đế Thiên Tông người, thu liễm hơi thở, tạm thời dừng lại hết thảy nhằm vào luân hồi kế hoạch. Thậm chí, hắn còn mệnh lệnh Hắc Huyết Ma Tôn, đem nhận được đại lượng nguyên ngọc, toàn bộ trả lại cho Phượng Hoàng nhất mạch, buông tha đối Diệp Thần đuổi giết, bởi vì căn bản không dùng. Liền hai đuôi đều không cách nào áp chế Diệp Thần khí vận cùng thực lực, chân thực quá kinh khủng, âm mưu ám sát thủ đoạn thì sẽ không có dùng. Một ngày thời gian sau, Thiên Ngoại Thiên, Phù Văn Thánh Địa, Vĩnh Phù Thiên Cung bên trong. Tả Khâu Vân đang bố trí nghi thức, câu thông Vĩnh Phù Thiên Cung trụ sở chính, hy vọng có thể để cho Diệp Thần tiếp xúc tới cá chép thiên phù. Dĩ nhiên, so với cá chép thiên phù và hoàn chỉnh phù quỷ mẫu xào, hiện tại Diệp Thần quan tâm hơn là Vạn Kiếm Thần Tinh. Ngày hôm qua Tả Khâu Vân đã hướng Thiên Phù nữ giáo bên kia phát đi phi kiếm truyền thư, yêu cầu các nàng đầu hàng, giao ra Vạn Kiếm Thần Tinh. Ngày hôm nay, Thiên Phù nữ giáo bên kia phát tới thơ hồi âm. Chỉ bất quá, bọn hắn thơ hồi âm có chút đặc biệt, lại có thể phát tới một cái đồng hồ cát chảy. Cái này đồng hồ cát chảy, tinh xảo huyễn đẹp như tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ cát chảy bên trong, chấm kim quang như đom đóm vậy trôi dạt, cấu trúc thành từng cái chữ viết. Những kim quang chữ viết này tạo thành một bài thơ hồi âm. Hồi nội dung bức thư, cũng không có nói có chịu hay không giao ra Vạn Kiếm Thần Tinh, chỉ nói một chuyện. Đó chính là, ngày hôm qua có một cô gái, hạ xuống đến Thiên Phù nữ giáo, đem giáo chủ giết chết, mình tiếp quản Thiên Phù nữ giáo. Cô gái này, không có tên chữ, nàng tên chữ, liền chính nàng đều quên, bởi vì nàng tồn tại 5 tháng, chân thực quá mức rất xưa đến liền chính nàng cũng quên có bao nhiêu xa vời. Nàng trí nhớ, đã mài mòn quá nhiều, nàng chỉ nhớ, nàng từ mới bắt đầu, ngay tại đuổi theo thời gian bí ẩn, 5 tháng bí mật. Nàng có một cái trong ảo tưởng huyết mạch, thực tế cũng không tồn tại, vậy cái huyết mạch chỉ là nàng ảo tưởng cùng nguyện vọng, kêu trụ quang huyết mạch. Nàng không có tên chữ, chỉ có một cái biệt hiệu, kêu đồng hồ cát chảy, là thời gian mất đi tượng trưng. Nàng hôm nay thân phận, là tử thần giáo đoàn đệ tam tịch hộ pháp. Biệt hiệu. Đồng hồ cát chảy. Cái này xa lậu thiếu nữ, nơi tồn tại 5 tháng, so với tử thần giáo đoàn còn muốn xa xôi. Ở tử thần giáo đoàn còn không ra đời, thiên khải chí tôn cùng ma nữ cũng còn chưa có xuất thế, thậm chí liền cửu thần cũng không tồn tại thời điểm, xa lậu thiếu nữ cũng đã tồn tại. Không người biết nàng lai lịch, thậm chí liền chính nàng đều quên. Nàng tồn tại 5 tháng quá rất xưa, nàng trí nhớ mài mòn quá lớn, thực lực vậy đang không ngừng mài mòn. Đến cuối cùng, nàng yếu ớt được lợi hại, không cách nào lại một mình sống được, chỉ có thể gia nhập tử thần giáo đoàn, thành ma nữ thuộc hạ. Ma nữ đối cái này thuộc hạ, lúc ban đầu tràn đầy tò mò, thậm chí còn có một chút kính sợ.
nhưng sau đó, nàng phát hiện Sa Lậu thiếu nữ mài mòn tích lũy, chân thực quá nghiêm trọng, hơn nữa thực lực cũng không có khả năng khôi phục, liền dần dần thay đổi thái độ, chỉ cầm nàng làm người làm sai khiến. Sa Lậu thiếu nữ cũng không ngại, ở vô hạn năm tháng mài mòn hạ, lòng nàng cảnh tựa hồ đã chết lặng, ma nữ kêu nàng làm gì, nàng thì làm cái đó. Hiện tại, ma nữ kêu nàng hạ xuống, phải đối phó Diệp Thần, đoạt lại kinh cức phương tỏa. Ngày hôm qua, Sa Lậu thiếu nữ hạ xuống đến tiên phù nữ giáo, giết chết như cũ giáo chủ, mình chấp trưởng toàn bộ giáo phái. Nàng vốn là muốn trực tiếp phát động tấn công, từ Diệp Thần trong tay đoạt lại kinh cức phương tỏa. Nhưng, Diệp Thần đánh bại Huyết Nha Lang, động trời giết hại chập chờn, để cho được Sa Lậu thiếu nữ chết lặng nội tâm, vậy hoàn toàn dao động. Nàng cảm nhận được Diệp Thần đáng sợ, thật muốn quyết chiến, nàng tuyệt đối không phải Diệp Thần địch thủ, dẫu sao có thực tế phép tắc hạn chế, nàng dưới mắt chỉ có thể phát huy không không lúc nào không 10%, cũng hoặc là một phần vạn lực lượng thôi. Hiện tại, Sa Lậu thiếu nữ phát tới thơ hồi âm, nàng cũng không có nói, phải đóng ra vạn kiếm thần tinh, chỉ nói muốn mời Diệp Thần, đến tiên phủ nữ giáo lãnh địa tụ họp một chút. Ma nữ lại có thể phái người xuống, muốn đoạt lại kinh cức phương tỏa. Diệp Thần nhìn trước mắt đồng hồ cát chảy, bên trong nổi lơ lửng chấm kim quang chữ viết, sắc mặt nhất thời biến đổi, tất cả thiên cơ cũng dò ngó thấy. Đồng hồ cát chảy hộ pháp, tử thần giáo đoàn hạng thứ 3 tồn tại, nàng giết người nữ kia ma đầu. Tả Khâu Vân nhưng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn tự nhiên nghe qua, tử thần đồng hồ cát chảy danh hiệu. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, tử thần giáo đoàn vị kia cao cao tại thượng đồng hồ cát chảy hộ pháp. Lại có thể hạ xuống đến chỗ này, thậm chí tiêu diệt tiên phù nữ giáo giáo chủ. Tiên phù nữ giáo giáo chủ, ở Tả Khâu Vân trong lòng, có thể nói là một tôn nữ ma đầu, cực kỳ cường hãn, năm đó giết chết Vĩnh Phù Thiên Cung cung chủ, cướp đi vạn kiếm thần tinh, lại là luyện thành phù quỷ mẫu sao tồn tại, thực lực rất đáng sợ. Nhưng đáng sợ như vậy tồn tại, một tiếng không hừ, cũng đã bị vậy Sa Lậu thiếu nữ giết chết. Vị kia Sa Lậu thiếu nữ thực lực, có thể tưởng tượng được có đáng sợ dường nào. Bất quá, đáng sợ như vậy Sa Lậu thiếu nữ, cũng không dám cùng Diệp Thần chính diện khai chiến, muốn mời Diệp Thần đi tiên phù nữ giáo, hơi có điểm thương lượng ý. Diệp Thần chân mày nhíu, suy tính muốn không nên đi qua. Lạc Thanh Ly nói, Diệp Thần ca ca, người muốn không nên đi qua. Diệp Thần trầm ngâm, suy tính thiên cơ, cũng không nhìn thấy cái gì cạm bẫy vòng bộ dấu hiệu. Vị kia Sa Lậu thiếu nữ, hiển nhiên cũng không dự định bố trí cái gì cạm bẫy, bởi vì căn bản không dùng. Đến Diệp Thần cảnh giới này, giống vậy cạm bẫy thủ đoạn, hắn một mắt là có thể khám phá, biết trước cắt hung, trước thời hạn giác xem kỹ, người khác mưu hại không được hắn. Hiện tại Diệp Thần có thể khẳng định, vị kia Sa Lậu thiếu nữ, là thật muốn đàm phán thương lượng. Ha ha, đi qua trò chuyện một chút cũng không sao. Ta đây muốn xem. Người trong truyền thuyết kia đồng hồ cát chảy, muốn cùng ta thương lượng chút gì? Diệp Thần quyết định chủ ý, vậy quyết định đi xem. Dẫu sao vạn kiếm thần tinh, ngay tại tiên phù nữ giáo lĩnh trong ruộng, đối phương không chịu giao ra, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đi qua một chuyến. Lập tức, Diệp Thần triệu tập người, mang theo Vĩnh Phù Thiên Cung rất nhiều cường giả, còn có Lạc Thanh Ly, ào ào hướng tiên phù nữ giáo lãnh địa đi tới. Tuy nói hẳn không có vòng bộ. Nhưng cẩn thận một chút, tóm lại không sai. Còn như Tả Khâu Vân, thì đóng giữ ở Vĩnh Phù Thiên Cung bên trong, vừa tiếp tục chuẩn bị nghi thức, câu thông không không lúc nào không, là Diệp Thần tương lai tiếp xúc cá chép thiên phù làm chuẩn bị. Diệp Thần cùng Lạc Thanh Ly, mang người đi tới tiên phù nữ giáo. Tiên phù nữ giáo bên này, sớm cảm giác được thiên cơ chập chờn, trước thời hạn phái người ra nghênh tiếp. Hai bên đường núi, đều là từng cái cô gái xinh đẹp. Ở tiên phù nữ giáo bên trong, chỉ có nữ đệ tử. Diệp Thần thấy những cái kia nữ đệ tử, người người mang sợ hãi thần sắc thương cảm, lại có vẻ sợ hãi. Cái này cổ sợ hãi, cũng không phải là sợ hãi Diệp Thần, mà là sợ hãi vị kia Sa Lậu thiếu nữ. Sa Lậu thiếu nữ tru diệt bọn hắn giáo chủ, trong lòng bọn hắn cao cao tại thượng chí tôn giáo chủ, ở Sa Lậu thiếu nữ dưới quyền, bất quá là một con kiến hôi, tiện tay liền bị nghiền chết. Phần này giết hại mang tới đánh vào, là hết sức hắn to lớn, cho nên ở tiên phù nữ giáo bên trong, tất cả giáo chúng, đều là mang vẻ sợ hãi. Diệp Thần bước vào tiên phù nữ giáo sơn môn, nhất để cho hắn rung động,
là tiên phù nữ giáo sơn môn bên trong, đứng sừng sững một viên to lớn thạch cầu. Viên kia thạch cầu, gồ ghề, hiện đầy hố vẫn thạch, to lớn đến không thể tưởng tượng nổi bước, đường kính không biết có nhiều ít vạn trượng, thật là không phải trần thế vật, mà là bầu trời sao. Cùng viên này to lớn thạch cầu so sánh, tiên phù nữ giáo vậy còn coi là nguy nga sơn môn, rất nhiều núi cao rừng rậm, đều được vô cùng nhỏ bé tồn tại, người cũng bị tôn lên được vô cùng nhỏ bé, so con kiến hôi còn không bằng. Diệp thần biết, viên kia to lớn thạch cầu, chính là trong truyền thuyết vạn kiếm thần tinh. Hôm nay vạn kiếm thần tinh, linh khí ám đạm, cho nên phơi bày một viên thạch cầu tư thái, chỉ cần khôi phục linh khí, là có thể lần nữa toát ra vô tận chói lọi, vô tấn kiếm khí, đủ để giết phá thiên địa. Luân hồi chi chủ, cung nghênh đại giá. Lúc này, trong hư không, truyền tới một đạo phiêu phiêu miểu miểu thanh âm, như huyễn trong mộng bụi mù, nếu như năm tháng cát chảy. Trong hư không, lau một cái đạm nhã nhàng đồn đại là tới, rồi sau đó liền thấy một cô gái, người mặc thuần màu sắc quần áo, xích hai chân, trong con người mang mãi mãi đạm mạc vẻ, tựa như khám phá thời gian năm tháng bể dâu, chậm rãi nổi lên, chung quanh thần quang lượn lờ, sau lưng mơ hồ có đồng hồ cát chảy đồ đằng hiển hóa. Thiếu nữ ngắm nhìn Diệp Thần, cũng chỉ là nhìn Diệp Thần một người, tựa như người ngoài đều là không khí, liền Lạc Thanh Ly cái này thủy thần, nàng cũng không coi vào đâu. Vị cô nương này, ta hẳn xưng hô như thế nào ngươi? Diệp Thần đạm như vậy cười một tiếng, nhìn cô gái này, nói. Ta tên chữ, ta đã quên mất, ngươi có thể kêu ta đồng hồ cát chảy. Thiếu nữ thanh âm không thích không bi, nàng chính là tử thần giáo đoàn đệ tam tịch hộ pháp, cũng là ma nữ nhất là ỷ vào dưới quyền, đồng hồ cát chảy. Diệp Thần nhìn xa lậu thiếu nữ sau lưng, tòa kia thần bí đồng hồ cát chảy đồ đằng, liền cảm thấy từng cơn mênh mông thời gian pháp tắc chập chờn. Cái này xa lậu thiếu nữ, đối thời gian pháp tắc nắm trong tay, khẳng định không thua với Diệp Thần, thậm chí muốn thắng được. Bất quá, Diệp Thần cũng không sợ. Trừ thời gian pháp tắc thủ đoạn bên ngoài, hắn còn có rất nhiều thần thông võ đạo, nếu quả thật đánh, hắn có to lớn lòng tin, có thể thắng được, đánh nát đồng hồ cát chảy. Đồng hồ cát chảy cô nương, người muốn hồi kinh cức phương tọa. Diệp Thần cười một tiếng hỏi. Không sai, kinh cức phương tọa, vốn chính là ta tử thần giáo đoàn đồ, người cũng hẳn vật quy nguyên chủ. Xa lậu thiếu nữ ngắm nhìn Diệp Thần, tuy thúc giục hắn trả lại, nhưng ánh mắt vẫn là không thích không bi. Một bộ đạm mạc bình tĩnh hình dáng. Nếu như ta không cho đâu, ngươi muốn động thủ tới cướp sao? Diệp Thần cười nói. Xa lậu thiếu nữ lắc đầu một cái, nói, không, ở thế giới hiện thật, ta không đánh lại ngươi. Ta hy vọng, chúng ta có thể thương lượng một tí, ta cầm vạn kiếm thần tinh cho ngươi, ngươi cầm kinh cức vương tọa trả cho ta, ta xong trở về hướng ma nữ đại nhân giao nộp. Lúc đầu xa lậu thiếu nữ, kêu Diệp Thần tới nơi này, chính là muốn cùng hắn thương lượng, dùng vạn kiếm thần tinh, đổi hồi kinh cức phương tỏa. Diệp Thần nghe xa lậu thiếu nữ mà nói, không khỏi được vui vẻ cười to, nói, vạn kiếm thần tinh, vốn là lôi thần thiên tôn đồ, cũng không phải là ngươi đồ, ngươi còn không tư cách cầm tới giao dịch. Xa lậu thiếu nữ lắc lắc đầu nói, luân hồi chi chủ, nói những thứ vô dụng này, dù sao, hôm nay vạn kiếm thần tinh, ở ta trong tay, ngươi muốn nói, liền lấy kinh cức phương tỏa để đổi đi. Chỉ cần ngươi chịu đổi, ta có thể giúp ngươi luyện hóa viên này thần tinh. Diệp Thần ánh mắt run lên, để lộ ra một chút lãnh ý, nói, nếu như, viên này vạn kiếm thần tinh, ta muốn trực tiếp mang đi đâu? Ngươi có thể ngăn được ta sao? Lời nói này rơi xuống, ở Diệp Thần sau lưng, tất cả Vĩnh Phù Thiên Cung các cường giả, đồng loạt rút ra đao kiếm, sử dụng pháp bảo, Lạc Thanh Ly vậy thả ra chúc phúc, một bộ kiếm bản nỗ trương hình dáng. Chỉ cần Diệp Thần ra lệnh một tiếng, bọn họ liền muốn động thủ cướp đoạt vạn kiếm thần tinh. Ngôi sao này, vốn là không thuộc về tiên phù nữ giáo, càng không thuộc về xa lậu thiếu nữ. Xa lậu thiếu nữ muốn cầm tới giao dịch, là cầm Diệp Thần làm kẻ ngu, Diệp Thần làm sao có thể đáp ứng. Thấy Diệp Thần nơi này trận doanh, kiếm bạt nỗ trương hình dáng, tiên phù nữ giáo bên này, cũng là toàn bộ khẩn trương, tất cả đệ tử sử dụng binh khí pháp bảo. Ấn đường có một cái đồng hồ cát chảy đồ đằng hiển hiện ra. Xem bọn hắn hình dáng, hiển nhiên đều bị xa lậu thiếu nữ khống chế, linh hồn đều bị chồng đóng dấu, chỉ có thể tuyệt đối phục tòng xa lậu thiếu nữ mệnh lệnh. Xa lậu thiếu nữ nhưng lắc đầu một cái, thở dài nói, luân hồi chi chủ, ta chẳng muốn cùng ngươi đánh.
Diệp Thần nói, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh, ngươi cầm vạn kiếm thần tinh cho ta là được. Thật ra thì, Diệp Thần cũng không muốn cùng hôm nay thực lực hạn chế quá nhiều Xa Lậu thiếu nữ khai chiến, bởi vì, hắn còn không muốn giết chết đối phương. Cất giữ Xa Lậu thiếu nữ tánh mạng, có thể đảm bảo tích trữ ma nữ trận doanh thực lực, chống lại Thiên Khải Chí Tôn. Như vậy thứ nhất, tử thần giáo đoàn sẽ lâm vào lâu bền nội chiến, đây đối với Diệp Thần có lợi. Nhưng nếu như Xa Lậu thiếu nữ chết, ma nữ trận doanh thế lực suy giảm, bị Thiên Khải Chí Tôn tóm thâu, đó cũng không phải là chuyện tốt. Một khi Thiên Khải Chí Tôn, một nhà độc quyền, khẳng định sẽ tìm Diệp Thần tính sổ, không tiếc giá phải trả đoạt lại kinh cức vương tọa. Xa Lậu thiếu nữ nói, ta cho ngươi không dùng, ngươi không thể nào nắm trong tay ngôi sao này. Thiếu nữ quay đầu, nhìn viên kia to lớn rung động thiên vũ thạch cầu. Viên này vạn kiếm thần tinh, là kiếm thiên đế hiến tế tự thân, cung phụng vận mệnh, ngưng tụ ra vĩ đại tinh thần, phía trên có ba đạo khảo nghiệm, đều là kiếm thiên đế lưu lại. Chỉ có thông qua vậy ba đạo khảo nghiệm, mới có thể chân chính nắm trong tay vạn kiếm thần tinh. Cho dù là năm đó Lôi Thần Thiên Tôn, vì thông qua cái này ba đạo khảo nghiệm, vậy hao tốn không thiếu tâm huyết. Mà ngày hôm qua bị ta giết chết tiên phủ giáo chủ, nàng thậm chí liền một đạo khảo nghiệm cũng làm khó dễ. Luân hồi chi chủ, người tu vi, nói cho cùng chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 6, muốn thông qua kiếm thiên đế lưu lại ba đạo khảo nghiệm, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, cầm kinh cức vương tọa trả cho ta, ta có thể giúp ngươi, xông qua vậy ba đạo khảo nghiệm, giúp ngươi nắm trong tay vạn kiếm thần tinh. Xa Lậu thiếu nữ mở ra điều kiện, chỉ cần Diệp Thần trả lại kinh cức vương tọa, nàng nguyện ý trợ giúp Diệp Thần, xông qua kiếm thiên đế lưu lại ba đạo khảo nghiệm, chấp trưởng vạn kiếm thần tinh. Còn có ba đạo khảo nghiệm. Diệp Thần nhướng mày một cái, nhìn xem vạn kiếm thần tinh, vừa quay đầu nhìn xem Lạc Thanh Ly. Lạc Thanh Ly gật đầu nói, đúng vậy, ở vạn kiếm thần tinh thượng mặt, đúng là có kiếm thiên đế lưu lại ba đạo khảo nghiệm, đều là vô cùng chật vật tồn tại. Nhưng, Diệp Thần ca ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thông qua, không cần người bất kỳ trợ giúp. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Thanh Ly cũng là nắm chặt quả đấm nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn Diệp Thần. Nàng tin tưởng Diệp Thần thực lực, cho dù là kiếm thiên đế lưu lại khảo nghiệm, Diệp Thần cũng có thể qua cửa. Xa Lậu thiếu nữ nhưng là lạnh lùng cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, không bằng chúng ta tới đánh cuộc đi, chính ngươi một mình qua cửa, nếu có thể xông qua kiếm thiên đế lưu lại ba đạo khảo nghiệm, ta có thể để cho ngươi cầm vạn kiếm thần tinh mang đi. Nhưng nếu như ngươi không xông qua, ngươi phải cầm kinh cức vương tọa trả cho ta. Viên này vạn kiếm thần tinh, ngươi cũng không thể lại mang đi. Diệp Thần nghe được Xa Lậu thiếu nữ xách lên đánh cuộc, ánh mắt hơi chăm chú, trong lòng suy tính. Hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc là phải đáp ứng, vẫn là cưỡng ép ra tay cướp đoạt. Xa Lậu thiếu nữ nói, đây là ta ranh giới cuối cùng, nếu như ngươi còn không chịu, vậy chúng ta cũng chỉ có sống chết gặp nhau, ngươi giết ta, tự nhiên có thể cướp đi vạn kiếm thần tinh. Dứt lời, Xa Lậu thiếu nữ bước ra một bước, cả người linh khí tách thả ra, các loại thời gian pháp tắc lưu chuyển, gần đây lạnh lùng đạm yên tĩnh thanh âm, lúc này vậy để lộ ra lăng lệ chi ý. Diệp Thần thấy thiếu nữ như vậy ác liệt tư thái, hơi nhún vai một cái, nói, đánh cuộc thì đánh cuộc, ta đây muốn xem, vậy ba đạo khảo nghiệm, có thể hay không làm khó ta. So sánh với cùng Xa Lậu thiếu nữ quyết chiến, khiêu chiến kiếm thiên đế lưu lại khảo nghiệm, rõ ràng ung dung hơn được hơn. Dẫu sao, cái này Xa Lậu thiếu nữ, là tử thần giáo đoàn đệ tam tịch hộ pháp, thực lực cực kỳ cường hãn. Diệp Thần coi như có thể chiến thắng nàng. Chỉ sợ cũng phải bỏ ra giá không nhỏ. Xa Lậu thiếu nữ gật đầu nói, được, ngươi nếu là qua cửa thất bại, vậy thì phải đem kinh cức vương tọa trả cho ta. Diệp Thần nói, không thành vấn đề. Diệp Thần nếu đáp ứng đánh cuộc, tự nhiên vậy đón nhận Xa Lậu thiếu nữ điều kiện. Nếu như hắn thật thua, hắn sẽ giao ra kinh cức vương tọa. Nhưng hắn tin tưởng, mình có thể thắng. Lập tức, ở vô số đạo ánh mắt tập trung hạ, Diệp Thần phi thân bước lên vạn kiếm thần tinh. Làm Diệp Thần bước chân, vừa bước lên vạn kiếm thần tinh, viên này ám đạm to lớn thạch cầu, nhất thời toát ra một chút thần quang, tựa như cổ xưa thiên cơ bị xúc động, hiển hóa ra đến từ mãi mãi khí tượng. Ở vạn kiếm thần tinh thượng mặt, nổi lên thiên địa cự môn, mênh mông rừng rậm, vĩ đại tinh không vân. Vân khí tượng, từng tia lưu quang chuyển động, để cho được u tối thạch cầu, xuất hiện một chút sức sống.
Diệp Thần ca ca, nhất định phải thắng à. Lạc Thanh Ly nắm chặt quả đấm, khẩn trương nhìn Diệp Thần bóng người. Vĩnh Phù Thiên Cung và Tiên Phù Nữ Giáo mọi người, cũng là ngắm nhìn Diệp Thần. Xa Lậu thiếu nữ ánh mắt khôi phục vắng lặng, lại là một bộ không thích không bi hình dáng, chờ Diệp Thần qua cửa. Diệp Thần bước lên vạn kiếm thần tinh sau đó, thiên cơ kích động, khí lưu xoay tròn, từng luồng thần quang ở hắn trước mắt bung ra, mưa gió xen lẫn tới giữa, một miếng to lớn môn hộ, xuất hiện ở trước mặt hắn. Mãi mãi thiên cơ, đầu ánh đến Diệp Thần đầu óc bên trong. Hắn lập tức cũng biết, đạo thứ nhất khảo nghiệm nội dung, chính là phá vỡ cánh cửa này hộ. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng kiếm đạo. Kiếm khai thiên môn. Đây chính là kiếm thiên đế khảo nghiệm, cần muốn khiêu chiến người có cực mạnh kiếm đạo thành tựu, mới có thể phá ra cửa này môn hộ, đạt được công nhận của hắn, tiến tới chấp trưởng vạn kiếm thần tinh. Diệp Thần dòm ngó gặp cổ xưa hình ảnh, thậm chí thấy được năm đó Lôi Thần Thiên Tôn, tư thái lãnh ngạo, một kiếm tích mở thiên môn vĩ đại khí tượng. Năm đó Lôi Thần Thiên Tôn, đang khiêu chiến kiếm thiên đế khảo nghiệm thời điểm, cũng đã là thiên đế chủ thần. Nàng muốn kiếm khai thiên môn, không hề mệt khó khăn. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, cái này kiếm khai thiên môn, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Thần kiếm ngự lôi quyết, phá cho ta. Diệp Thần quát to một tiếng, cũng không do dự quá nhiều, lập tức sử dụng luân hồi thiên kiếm, cho đòi dẫn 9 tầng trời thần lôi. Cuồn cuộn lôi quang ở vạn kiếm thần tinh thượng nổ tung, tinh cầu bề mặt trái đất lên tới chỗ toát ra màu tím điện mang, vô số sấm sét huy quang mênh mông mãnh liệt. Vạn kiếm thần tinh ra, Lạc Thanh Ly, Xa Lậu thiếu nữ, còn có rất nhiều các võ giả, thấy Diệp Thần như vậy hung mãnh kiếm thế, đều là âm thầm bội phục. Lấy Diệp Thần thiên huyền cảnh tầng thứ 6 thực lực, có thể bộc phát ra như thế hung mãnh kiếm thế, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Diệp Thần một kiếm chém điên cuồng ra, mang lôi đình vô tận uy quang kiếm thế, hung hăng chém ở trên trời trên cửa mặt. Nhưng, ra dữ liệu, thiên môn không nhúc nhích tí nào, cho dù nhận chịu vô tận sấm sét kiếm quang, vẫn không có một chút dao động dấu hiệu, càng không có bị phá ra cùng với hủy diệt dấu vết. Lại có thể như vậy vững chắc. Diệp Thần trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới cái này phiến thiên môn, lại có thể khó như vậy chảm phá. Hắn chém xuống một kiếm đi. Thiên môn không những không nhúc nhích đong đưa, ngược lại truyền tới phản chấn, để cho được cổ tay hắn từng cơn tê dại. Kiếm thiên đế lưu lại khảo nghiệm, quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần thu liễm lại khinh thị chi tâm, nghiêm túc suy tư. Liền tiên phù nữ giáo giáo chủ, đều không có thể thông qua ải thứ nhất khảo nghiệm, cái này kiếm khai thiên môn độ khó, tuyệt đối muốn so với Diệp Thần tưởng tượng, khó khăn rất nhiều. Đơn thuần dựa vào nhiều lực nói, có thể sẽ không có kết quả gì tốt. Trảm thiên cửu kiếm. Diệp Thần ra lại một kiếm, lần này vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, đem trảm thiên cửu kiếm bùng nổ đến mức tận cùng, như muốn trảm phá bầu trời vậy, kiếm khí tàn phá cuồng oanh. Oanh! Vậy phiến thiên môn, ở Diệp Thần kinh thiên luân hồi kiếm khí đánh xuống, kịch liệt chấn động đứng lên, thoáng nứt ra một cái khe cửa, có thần bí ánh sáng tràn đầy tràn ra. Nhưng cái này cái khe cửa, ở nứt ra sau đó, lại nhanh chóng khép lại đi xuống. Hết thảy khôi phục nguyên dạng. Quả nhiên, Diệp Thần dựa vào nhiều lực một kiếm, tuy dung chuyển thiên môn, nhưng như cũng không có thể hoàn toàn phá vỡ. Luân hồi chi chủ, nên sẽ không ngươi liền ải thứ nhất cũng làm khó dễ chứ. Xa Lậu thiếu nữ thấy vậy, đạm đạm cười lên. Nếu quả thật không được, ngươi lập tức giao ra kinh cức phương tọa, ta còn có thể lại trợ giúp ngươi, xông qua kiếm thiên đế khảo nghiệm. Diệp Thần cười cười nói, không cần. Chính là một cánh cửa hộ, còn không làm khó được ta. Tuy nói man lực vô dụng, nhưng Diệp Thần còn có rất nhiều thần thông biến hóa thủ đoạn. Thời gian kiếm, năm tháng mài mòn, mãi mãi thê lương, phá. Diệp Thần không nói nhảm, ra lại một kiếm. Một kiếm này, nhưng không còn là dã man giết hại kiếm, mà là một chuôi trắng xóa, tràn đầy thời gian pháp tắc bí ẩn, tràn đầy năm tháng đại lộ hơi thở kiếm, thời gian kiếm. Trên người hắn trụ quang huyết mạch, kịch liệt bốc cháy, thời gian pháp tắc năng lượng thả ra, hội tụ thành thời gian kiếm, mang năm tháng ăn mòn, kiếm khí như nước lũ vậy đi về trước cuộn sạch đi. Trong trần thế đáng sợ nhất, chính là thời gian, là năm tháng. Thời gian uy lực, đủ để cho biển cả biến thành tang điền, để cho vũ trụ tinh không lâm vào là hưu quạnh phế tích. Thời gian năm tháng, nhất là giết người. Cho dù là thiên đế chủ thần,
đối mặt vô cùng vô tận thời gian, nếu như không chuyên cần đạo tâm mà nói, cũng có bị ăn mòn hư hại nguy hiểm. Diệp thần trụ quang huyết mạch cháy dưới, thời gian kiếm thần mang tách thả ra, long trời lở đất. Thiên địa cũng thất sắc, ngoại giới bầu trời, đổi được một mảnh tối đạm, tựa như bị năm tháng bể dâu bao phủ. Vĩnh Phù Thiên Cung và Tiên Phù Nữ Giáo rất nhiều các võ giả, cảm nhận được cái này cổ thời gian pháp tắc khủng bố chập chờn, đều là sợ hãi. Ở vô số đạo sợ hãi trong ánh mắt, Diệp thần thời gian kiếm, hung hăng đánh vào vậy phiến thiên môn bên trên. Thẻ xem kỹ. Thiên môn bể tan tành. Ở thời gian cùng năm tháng dưới sự xung kích, vậy phiến thiên môn, cũng là hoàn toàn không chịu nổi, lập tức liền bị chọc thủng, hoàn toàn bể tan tành. Từng luồng thần bí ánh sáng, từ sau cửa truyền ra. Diệp thần dựa vào thời gian kiếm, kiếm khai thiên môn, trực tiếp thông qua ải thứ nhất khảo nghiệm. Diệp thần ca ca quả nhiên lợi hại. Phía dưới, Lạc Thanh Ly vỗ tay hoan hô, mặt đầy vui mừng, trong ánh mắt lại mang sùng bái. Diệp thần quả nhiên không có để cho nàng thất vọng, cũng không có hao phí nhiều ít thời gian, chính là thuận lợi thông qua ải thứ nhất. Tên này, Sa Lậu thiếu nữ thấy Diệp thần qua cửa, vậy thời gian kiếm bàng bạc năm tháng thần uy, vậy mang cho nàng một chút kích động, nàng lẩm bẩm nói nhỏ. Thời gian bí ẩn, thật là vĩ đại. Không biết ta trụ quang huyết mạch, lúc nào, mới có thể từ huyễn muốn trở thành chân thực. Sa Lậu thiếu nữ đáy mắt dưới, ẩn nhiên có sát khí lướt qua. Nàng trong ảo tưởng trụ quang huyết mạch, muốn trở thành chân thực, vậy chỉ có một cái con đường. Đó chính là, giết chết Diệp thần, trực tiếp chiếm đoạt Diệp thần huyết mạch. Lúc này, Diệp thần ở phá vỡ thiên môn sau đó, chính là qua lại mà qua, bị truyền tống đến một phiến trong rừng rậm. Cánh rừng rậm này, khắp nơi bao phủ sương mù dày đặc, tựa như thật như ảo, không nhìn thấu hư thật. Làm Diệp thần thân hình, bước vào cánh rừng rậm này sau đó, người bên ngoài, liền không thấy được tung ảnh của hắn. Nơi này là... Diệp thần dừng lại ở bước chân, ngắm nhìn bốn phía, liền cảm thấy trong cánh rừng rậm này mặt, có từng tia quỷ bí hơi thở tràn ngập. Vậy từng tia quỷ bí hơi thở, xâm nhập hắn tâm thần, nhất thời để cho trong nội tâm hắn mặt, các loại dục vọng ý niệm, cũng sôi trào, như sóng sóng trào động, không cách nào lắng xuống. Dục vọng rừng rậm, đây là kiếm thiên đế đạo thứ hai khảo nghiệm. Diệp thần ánh mắt co rúm một cái, thiên cơ thấy rõ, nhất thời bắt được nhân quả. Lúc đầu, cánh rừng rậm này, liền kêu dục vọng rừng rậm, bên trong tràn ngập rất nhiều quỷ bí hơi thở, có thể vuốt người dục vọng. Người bị lạc ở dục vọng bên trong, thì sẽ hoàn toàn thất thủ, như lõm sâu trong ao đầm mặt, không cách nào tự kiềm chế. Cái này đạo thứ hai khảo nghiệm, là khảo nghiệm người tâm cảnh. Chỉ có khắc phục dục vọng, mình tìm gặp tính, mới khá đi ra cánh rừng rậm này. Từ đó thông qua khảo nghiệm. Không đi ra lọt mà nói, vậy chỉ có thể khốn tại trong cánh rừng rậm này, ở dục vọng vũng bùn bên trong vùng vẫy. Diệp thần đi về phía trước, liền thấy rừng rậm hai bên đường, thỉnh thoảng xuất hiện một cái cổ xương trắng. Đó là đã từng là người khiêu chiến. Hàng tỷ thế kỷ nguyên tới nay, trừ Lôi Thần Thiên Tôn bên ngoài, còn có không thiếu cường giả, cũng muốn nắm trong tay Vạn Kiếm Thần Tinh. Nhưng rất đáng tiếc. Cuối cùng chân chính có thể khống chế Vạn Kiếm Thần Tinh người, ít chi lại càng ít, như Lông Phượng và Sừng Lân. Phần lớn người khiêu chiến, bọn họ cũng chết ở chỗ này, không có thể thông qua kiếm thiên đế khảo nghiệm, ở dục vọng bên trong bị lạc, hài cốt vĩnh viễn ở lại dục vọng rừng rậm bên trong. Ngoại giới, Sa Lậu thiếu nữ, Lạc Thanh Ly, còn có Vĩnh Phù Thiên Cung và Tiên Phù Nữ Giáo các võ giả, liền thấy Vạn Kiếm Thần Tinh thượng mặt, vậy phiến dục vọng rừng rậm, nổi lên đẹp lạ thường khí tượng. Một phiến phiến màu hồng nhạt sương mù dâng lên, trong sương mù mang theo làm người ta sao động hơi thở. Đó là dục vọng hơi thở. Cho dù rất nhiều các võ giả, cũng không có đích thân tới dục vọng rừng rậm, nhưng khi bọn hắn thấy những cái phấn kia đỏ sương mù dày đặc, nội tâm dục vọng vậy mơ hồ bị câu đưa ra, đạo tâm lay động. Không ít người thần sắc kinh hãi, bọn họ chỉ là nhìn những cái phấn kia màu đỏ sương mù, liền cảm thấy nội tâm hỗn loạn, dục vọng xen lẫn. Thân ở trong đó Diệp thần, bị dục vọng cám dỗ, có thể tưởng tượng được. Diệp thần ở rừng rậm mê vụ bên trong đi, không ngừng đi về trước, chỉ cảm thấy cánh rừng rậm này, không phải rừng rậm, mà là một cái dục vọng thiên đường. Ở nơi này phiến thiên đường bên trong, có rất nhiều hơn đẹp đồ tốt, chí cao quyền lực, vô tận thiên tài địa bảo, vô số hồng nhan sắc đẹp,
đếm không hết pháp bảo binh khí, thần công bí tịch vân. Vân, người đặt mình vào trong đó, trong lòng dục vọng toàn bộ bị vuốt, hơn nữa toàn bộ lấy được thỏa mãn, không bỏ đi được. Diệp Thần bước chân, một lần nữa dừng lại. Trước mắt vạn tượng phân tranh dục vọng hình ảnh, để cho được hắn đạo tâm, cũng là xuất hiện một chút dao động. Hắn nội tâm, cảm nhận được trước đó chưa từng có sảng khoái thoải mái, hoàn toàn là đạt tới nhất sướng thoải mái đỉnh cấp, tất cả dục vọng đều bị thỏa mãn. Không, đây là ảo giác. Diệp Thần trong lòng mãnh như vậy cảnh giác, rất nhanh tỉnh hồn lại. Hắn biết, trước mắt vô số thiên đường vậy hình ảnh, chỉ là hư ảo cảnh tượng thôi. Cái này phiến dục vọng rừng rậm, có thể sử dụng các loại ảo mộng vậy cảnh tượng, thỏa mãn người dục vọng, sau đó để cho người chìm đắm vào trong đó, bỏ không được rời đi, cuối cùng hoàn toàn thất thủ cùng bị lạc. Võ tổ đạo tâm, diệu pháp hoa sen. Diệp Thần đem võ tổ đạo tâm, vận chuyển tới trình độ cao nhất, lại thi triển ra diệu pháp hoa sen Phật pháp bí ẩn, trong lòng như có một đóa hoa sen tách ra, xua tan tất cả dục vọng mê huyễn khí tượng. Hạ một sát, Diệp Thần tâm cảnh, liền khôi phục trong sạch. Hắn ánh mắt, nhìn bốn phía, liền phát hiện rừng rậm vẫn là rừng rậm, cũng không phải là thiên đường. Muốn thỏa mãn mình dục vọng của nội tâm, muốn để cho nguyện vọng thực hiện, chỉ có mình đi tranh thủ, xa vào huyễn mộng, chỉ sẽ bùn đủ lõm sâu, không thể tự kiềm chế, bị hao hết tinh thần. Diệp Thần duy trì nội tâm trong suốt, tiếp tục đi tới trước, dần dần thấy được xâm lâm tẫn đầu rực rỡ. Chỉ cần hắn đi ra ngoài, coi như là thông qua cái này ải thứ hai khảo nghiệm. Hu hu hu. Nhưng mà vào lúc này, trong hư không khí lưu xoay tròn, sương mù dày đặc dâng trào, một đạo xinh đẹp lệ nhỏ yếu bóng người, chậm rãi từ trong hư không nổi lên. Đó là một cái rất rõ tú trong suốt thiếu nữ, người mặc thuần màu sắc quần áo, xích hai chân, mang trên mặt không thích không bi diễn cảm, ánh mắt tựa như lộ ra năm tháng cùng thời gian thê lương, để cho người nhìn một cái, liền làm lộ vẻ xúc động. Lại là cái đó xa lậu thiếu nữ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, lập tức cảnh giác, không nghĩ tới vậy xa lậu thiếu nữ, lại có thể hạ xuống đến chỗ này. Luân hồi chi chủ, cần gì phải gấp như vậy trước rời đi. Cánh rừng rậm này, chính là nhất huyễn mộng thiên đường, hoặc là, chúng ta có thể làm chút chuyện thú vị. Xa lậu thiếu nữ mỉm cười cười một tiếng, vậy tinh khiết minh lệ trên khuôn mặt, lại thấm ra một chút mập mờ thần sắc, mắt đẹp sáng như tinh thần vậy ngắm nhìn Diệp Thần. Gió thổi dậy nàng đơn bạc quần áo, uyển chuyển dáng vẻ như ẩn như hiện. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thần rút ra luân hồi thiên kiếm, ánh mắt vẫn là mang cảnh giác. Ta cũng có trụ quang huyết mạch, tuy nói là ảo tưởng tồn tại, nhưng đối với thời gian pháp tắc nắm trong tay, ta thậm chí ở trên ngươi, nếu như chúng ta kết hợp, đối mọi người đều có chỗ tốt. Xa lậu thiếu nữ cười yếu ớt xinh đẹp, nhìn về Diệp Thần ánh mắt bên trong, lại như là người yêu. Diệp Thần tim giật mình, khó hiểu cảm thấy bụng có một cổ tà hỏa dâng lên. Hắn biết, cái này xa lậu thiếu nữ, ở dẫn dụ hắn, muốn để cho hắn xa đọa, xa vào ở nơi này phiến dục vọng rừng rậm bên trong, lại cũng không ra được. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần khảo nghiệm, chính là thất bại, hắn không cách nào có được vạn kiếm thần tinh, thậm chí phải đem tánh mạng ở lại chỗ này. Ha ha, chút thủ đoạn này, còn muốn mê muội ta. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tâm cảnh nhanh chóng khôi phục trong sạch, ánh mắt mang theo một chút ác liệt, nhìn chằm chằm xa lậu thiếu nữ, cũng không có bị đối phương bất kỳ đầu độc. Suy, hạ một sát, Diệp Thần luân hồi thiên kiếm chém ra, đủ để xé trời sắc bén kiếm khí, giết phá hư không, lại là không có một chút thương hương tiếc ngọc ý, chém thẳng xa lậu thiếu nữ. Ngươi, xa lậu thiếu nữ kinh hãi, không nghĩ tới mình mị thuật, lại có thể không có chút nào tác dụng. Thậm chí đưa tới Diệp Thần phản kích. Diệp Thần kiếm khí cực kỳ cường hãn, xa lậu thiếu nữ không cách nào đối kháng, vội vàng mở ra thời gian pháp tắc, từng cái thời gian pháp tắc xen lẫn, trở thành một cái lưới lớn. Diệp Thần luân hồi kiếm khí, rơi vào tờ này thời gian lưới lớn bên trong, nhất thời giống như rơi vào sông dài năm tháng, tất cả kiếm khí uy lực, đều bị thời gian làm hao mòn hầu như không còn. A, à, xa lậu thiếu nữ mặt đẹp một trắng. Hiển nhiên vì ngăn cản Diệp Thần một kiếm này, nàng tiêu hao to lớn. Diệp Thần chiến lực, đơn giản là vô địch. Nếu như là ở không không thời không nói, xa lậu thiếu nữ dĩ nhiên có thể chiến thắng Diệp Thần, nhưng nơi này là thế giới hiện thật, bị phép tắc hạn chế, cứng đối cứng, nàng hoàn toàn không phải Diệp Thần địch thủ. Tương lai năm tháng,
thời gian sông dài, hạ xuống. Xa Lậu thiếu nữ cảm nhận được liền nguy hiểm, nàng đầu ngón tay nặn quyết, trong ảo tưởng trụ quang huyết mạch cháy, tương lai năm tháng hình ảnh hiện lên, từng cái thời gian sông dài, như sao sông vậy ở trong hư không xen lẫn, lại phảng phất là xuất xứ từ mãi mãi cầu vồng, đặc biệt nguy nga. Tương lai thời gian tuyến, có thiên thiên vạn vạn cái, ở đó thiên thiên vạn vạn cái trong thời gian, cũng có như vậy le que mấy cái, Diệp Thần là bị Xa Lậu thiếu nữ mê muội, bùn đủ lõm sâu. Giờ khắc này, Xa Lậu thiếu nữ lại có thể triệu hoán tương lai thời gian tuyến, từ thiên thiên vạn vạn cái phiền phức thời gian tuyến bên trong, tinh chuẩn bắt được mấy cái đối Diệp Thần bất lợi tồn tại, cũng triệu hoán xuống. Diệp Thần nội tâm đại chấn, trước mắt hiện lên một bức bức cờ bay phất phới hình ảnh, tương lai thời gian tuyến, gào thét tràn vào hắn nội tâm, hắn thậm chí thấy được mình cùng Xa Lậu thiếu nữ, sống tạm tương hợp hình ảnh, hoàn toàn bị đối phương mê hoặc, luân hãm vào cái này phiến dục vọng rừng rậm bên trong. Tuy nói những hình ảnh này, thực tế thì không tồn tại, cũng không từng phát sinh qua, nhưng giờ khắc này, Diệp Thần vậy được to lớn đánh vào. Xa Lậu thiếu nữ thời gian pháp tắc thủ đoạn, quả nhiên là tuyệt diệu, có thể lấy ra tương lai thời gian tuyến, tìm được đối bản thân có lợi tồn tại, công kích Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, chúng ta làm sao khổ tương đấu? Chúng ta cũng có thể cùng nhau hưởng thụ vậy vô thượng vui vẻ. Xa Lậu thiếu nữ mỉm cười, thân thể mềm mại bước liên tục một cước, liền cướp đến Diệp Thần bên người, đầu ngón tay khẽ vuốt ve Diệp Thần ngực, trong mắt tràn đầy thiêu hồn thực cốt tư thái. Diệp Thần hoảng hốt một tí, tạm thời tới giữa, lại có thể không phân được hiện tại cùng tương lai, không phân được kia cái thời gian tuyến là thật. Xa Lậu thiếu nữ gặp Diệp Thần bị mê muội, nội tâm cười nhạt, liền ôm Diệp Thần cổ, nhón chân lên hôn hắn, muốn để hắn hoàn toàn thất thủ. Làm nàng ôn nhuyễn nhang ngán đôi môi, chạm đến Diệp Thần đôi môi thời điểm, Diệp Thần cả người như giống như điện giật, nhưng là bỗng nhiên thanh tỉnh. Diệp Thần đạo tâm, cảnh giới cực cao, tuy bị mê muội, nhưng giờ khắc này, cảm thấy được có thất thủ nguy hiểm sau đó, cũng là lập tức tỉnh hồn lại. Yêu nữ, bằng ngươi cũng muốn mê muội ta. Diệp Thần ánh mắt tức giận, một quyền đánh giết ra, thốn kình khai thiên. Xa Lậu thiếu nữ kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần ở giây phút sau cùng, lại tỉnh lại. Vậy đủ để khai thiên một quyền, cuồng bạo bá đạo, hàm chứa nguyên thủy nhất dã man nhất kình lực, Xa Lậu thiếu nữ hoàn toàn không thể chống lại. Phịch đích một tiếng, Xa Lậu thiếu nữ thân thể tan vỡ, như khói xương vậy tiêu tán. Toàn bộ dục vọng rừng rậm, tất cả màu hồng sương mù, cũng là tản đi. Diệp Thần thấy được lối ra rực rỡ, sải bước đi về trước đạp đi, trên mình hơi toát ra mồ hôi, mới vừa cùng Xa Lậu thiếu nữ đánh cờ, hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Vạn kiếm thần tinh bên ngoài, Vĩnh Phù Thiên Cung và Tiên Phù Nữ giáo các võ giả, thấy Diệp Thần từ dục vọng rừng rậm bên trong đi ra, thân hình lần nữa xuất hiện, đều là kinh hãi. Nhanh như vậy liền thông qua khảo nghiệm sao? Lại qua đóng một cái, vậy chỉ cần lại qua đóng một cái, viên này vạn kiếm thần tinh, thì phải rơi vào luân hồi chi chủ trong tay. Luân hồi chi chủ quả nhiên là thiên hạ vô song. Rất nhiều tiếng nghị luận cùng tiếng than thở vang lên, Vĩnh Phù Thiên Cung các võ giả, dĩ nhiên là mừng rỡ khích lệ, Tiên Phù Nữ giáo rất nhiều giáo chúng, chính là vô cùng lo âu. Vạn kiếm thần tinh giá trị cực cao, các nàng tự nhiên không muốn bị Diệp Thần cướp đi. Phốc xích. Mà lúc này, một bên Xa Lậu thiếu nữ, lại đột nhiên hộc máu, gương mặt một phiến trắng bệch, thật giống như mới vừa trải qua một trận đại chiến vậy. Đám người thấy nàng bộ dáng này, đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Tỷ tỷ này, thân thể ngươi không sao chứ? Lạc Thanh Ly cười mỉa nhìn Xa Lậu thiếu nữ, nói. Xa Lậu thiếu nữ diễn cảm hơi vặn vẹo, Diệp Thần lại qua đóng một cái, lại qua đóng một cái mà nói, vậy Diệp Thần là có thể hoàn toàn thông qua kiếm thiên đế khảo nghiệm, bắt được vạn kiếm thần tinh. Một khi Diệp Thần bắt được vạn kiếm thần tinh, nàng liền phải thua hết chàng này đánh cuộc, lại cũng không khả năng đoạt lại kinh cức phương tỏa. Chỉ gặp vạn kiếm thần tinh bên trên, Diệp Thần đang đi ra dục vọng rừng rậm sau đó, tiếp tục đi vạn kiếm thần tinh chỗ sâu đi tới. Chung quanh thiên địa, dần dần sụp đổ, Diệp Thần từ mặt đất dần dần đi ra tinh không, hắn đặt mình vào ở một phiến mênh mông vĩ đại trong tinh không, chung quanh thiên quỹ tích, bầu trời đầy sao chuyển động, làm cho tâm thần người làm rộng rãi. Diệp Thần nhìn mảnh tinh không này, mơ hồ tới giữa, nhưng từ trên tinh không, dò ngó thấy một chút luân hồi thiên quốc đường danh, còn có rất nhiều
ảo tưởng đất nước đường danh. Đây lại là tinh không bờ bên kia khí tượng. Tinh không bờ bên kia, xem ra ngày xưa kiếm thiên đế, vậy từng dòm ngó gặp qua tinh không bờ bên kia bí ẩn, cũng muốn đi cái thế giới kia. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, trong truyền thuyết tinh không bờ bên kia, có thể nói là vô số cường giả theo đuổi trung cực thế giới, năm đó kiếm thiên đế, cũng không có ngoại lệ. Giờ khắc này, Diệp thần thấy tinh không bờ bên kia hình ảnh, chính là ngày xưa kiếm thiên đế trí nhớ. Kiếm thiên đế dòm ngó tinh không bờ bên kia, nội tâm bị rung động thật lớn, cho dù hắn vẫn diệt, hắn trong trí nhớ rung động hình ảnh, vậy vĩnh viễn bảo tồn tại vạn kiếm thần tinh thượng mặt. Vạn kiếm thần tinh bên ngoài, rất nhiều vĩnh phù thiên cung và tiên phù nữ giáo các võ giả, khi nhìn đến vậy phiến vĩ đại tinh không sau đó, rất nhiều người nội tâm rung động, chỉ cảm thấy thiên địa tinh không mênh mông, tự thân là nhỏ bé như vậy. Không thiếu võ giả quỳ xuống, hướng bầu trời tinh không quỳ bái. Xa Lậu thiếu nữ và Lạc Thanh Ly, khi nhìn đến vậy mảnh tinh không đồ quyển sau đó, ánh mắt cũng là hiện ra một chút mê ly. Diệp thần đặt mình vào ở trong tinh không, chân đạp hư không, mù mịt mờ mịt, thoáng chốc bắt được thiên cơ, biết cửa ải cuối cùng này khảo nghiệm, chính là tinh không khảo nghiệm. Chính xác mà nói, là tinh không rớt xuống khảo nghiệm. Để cho người bị lạc khảo nghiệm. Diệp thần ánh mắt nơi gặp, liền thấy trên tinh không, luân hồi thiên quốc đổi được hắc ám. Tựa như gặp phải cái gì nghiệt chướng quấn quanh, thiên thiên vạn vạn tòa ảo tưởng đất nước, vậy dần dần đổi được hắc ám, thật giống như bị ác mộng từng bước xâm chiếm. Hu hu hu. Trong tinh không, khắp nơi khí lưu ô minh, hắc ám khí thức cổn đáng, nguyên bản minh mông tinh không sáng chói, dần dần đổi được hắc ám cùng mục nát, đi về phía xa đọa. Bờ bên kia ở giữa luân hồi thiên quốc, rất nhanh liền sụp đổ, vô số ảo tưởng đất nước vậy sụp đổ. Vũ trụ sụp đổ. Tinh không sa đọa, thiên đường muốn lâm vào là cướp xám, ở trên trời cao luân hồi thiên quốc bên trong, truyền ra vô số nhọn kêu thảm thiết cùng bào hiếu, còn có tức giận kêu rên. Thiên đường bên trên, nguyên bản cuộc sống rất nhiều tinh không thần tộc, bọn họ có sáng bóng rực cánh, cả người thần quang vẩn quanh, quang vinh vĩ đại. Nhưng giờ khắc này, tất cả tinh không thần tộc cũng hư hỏng, dính liền hắc ám cùng dơ bẩn, hóa thân thành hỗn độn thiên ma. Tất cả hỗn độn thiên ma mở ra thật dài hắc ám vũ rực, quanh quẩn tinh không, phát ra tiếng cười the thé. Vô số thiên ma quanh quẩn khủng bố khí tượng, để cho được vạn kiếm thần tinh ra, rất nhiều võ giả gặp được, đều cảm thấy nghẹt thở cùng run rẩy. Đây cũng không phải là chân thật cảnh tượng, mà là kiếm thiên đế lưu lại trí nhớ. Năm đó, kiếm thiên đế dòm ngó tinh không bờ bên kia hình ảnh, liền thấy tinh không sa đọa, hỗn độn thiên ma che trời hình ảnh. Những hình ảnh này, thành kiếm thiên đế cả đời nhất là sợ hãi khó quên trí nhớ, từ sông dài năm tháng bên trong đầu ánh xuống. Dòm ngó tinh không, chính là cấm kỵ. Tu sĩ, mau rời đi. Vừa lúc đó, một đạo lảnh lót mà thanh âm đầy uy nghiêm, truyền vào Diệp thần trong lỗ tai. Chỉ gặp ở Diệp thần bầu trời, vô số đầu hỗn độn thiên ma, rít lên trước đạp chết tới. Cầm đầu một đầu thiên ma, thể hình đặc biệt là khổng lồ, trong mắt là máu đỏ màu sắc. Thanh âm trong uy nghiêm lại mang thê lương. Hắn nhìn chằm chằm Diệp thần, trong mắt mang ý định giết người, thật giống như Diệp thần không đi nói, hắn thì phải động sát thủ. Diệp thần biết, đây đều là kiếm thiên đế nhớ lại. Kiếm thiên đế năm đó dòm ngó tinh không bờ bên kia, gặp phải hỗn độn thiên ma ngăn trở. Cái này ải thứ ba khảo nghiệm, chính là muốn đánh tan những thứ này hỗn độn thiên ma. Không chịu đi đúng không? Ngươi xúc phạm cấm kỵ. Coi như ngươi là kiếm thiên đế, ta tinh không thần tộc, vậy không cho phép ngươi còn sống. Cầm đầu đầu kia hỗn độn thiên ma thủ lãnh, nhìn chằm chằm Diệp thần, cầm hắn coi thành kiếm thiên đế, vung tay lên, dẫn dưới quyền rất nhiều thiên ma cường giả, ùn ùn kéo đến hướng Diệp thần nhào tới giết. Diệp thần nhất thời nghẹt thở, cảm thấy vô biên áp lực gào thét tới. Cái này ải thứ ba khảo nghiệm, là cửa ải khó khăn nhất. Những thứ này hỗn độn thiên ma, thực lực vô cùng là mạnh mẽ, năm đó kiếm thiên đế và bọn họ chém giết thời điểm, cũng là cửu tử nhất sanh. Phải biết, kiếm thiên đế nhưng mà thiên đế chủ thần cấp nhân vật khác, cũng thiếu chút nữa bỏ mạng ở hỗn độn thiên ma trong tay. Diệp thần tu vi, cùng thiên đế chủ thần so sánh, vậy dĩ nhiên là kém được xa. Muốn hắn một thân một mình, đối mặt những thứ này hỗn độn thiên ma tập sát, áp lực có thể tưởng tượng được. Thật may, những thứ này hỗn độn thiên ma chỉ là kiếm thiên đế trí nhớ hình chiếu. Lấy Diệp thần thực lực,
vậy đủ để chống lại. Thần kiếm ngự lôi quyết, phá cho ta. Diệp thần sử dụng luân hồi thiên kiếm, kiếm quang nổ tung, cuồn cuộn thiên lôi bạo dũng tới, từng đạo cuồng bạo kinh lôi kiếm khí, biểu chém ra, nhất thời đem chung quanh xông tới hỗn độn thiên ma cường giả, tất cả xé nát. Không hổ là kiếm thiên đế, quả nhiên có chút con đường. Ngày trước ma thủ lãnh, ở mắt thấy Diệp thần động trời sấm sét kiếm pháp sau đó, trong mắt cũng là lướt qua vẻ kiêng kỵ, liền huy động liên tục trường, đem tích xiết mà đến kinh lôi kiếm khí, toàn bộ oanh diệt. Bất quá, vậy đến đây chấm dứt, phù quỷ mẫu xào, cho ta cắn nuốt. Thiên ma thủ lãnh ánh mắt sát khí bại lộ, bỗng nhiên vẫy tay đánh ra từng cái hắc ám quy luật, vô số ma khí hội tụ, lại là ở trong tinh không, cấu trúc ra một cái to lớn hắc ám xảo huyệt. Cái đó hắc ám xảo huyệt, hiện đầy chất nhờn cùng bẩn thỉu bóng tối đồ, bên trong giống như dựng dục cái gì yêu ma, chính là phù quỷ mẫu xào. Phù quỷ mẫu xào, chính là từ tinh không bờ bên kia lưu truyền ra bí pháp. Cái này thiên ma thủ lãnh, lại có thể vậy nắm giữ phù quỷ mẫu xào thần thông. Diệp thần ánh mắt chớp mắt, nhất thời rõ ràng, khó trách ở phù văn thánh trong ruộng, vĩnh phù thiên cung, tà phù thần điện, tiên phù nữ giáo ba nhà thế lực, cũng muốn cướp đoạt vạn kiếm thần tinh. Lúc đầu cái này vạn kiếm thần tinh thượng mặt, kiếm thiên đế lưu lại trong trí nhớ, có phù quỷ mẫu xào bí ẩn. Nếu như ai có thể được ngôi sao này, ai liền có thể sâu hơn nhập nắm giữ phù quỷ mẫu xào bí quyết. Hu hu hu, to lớn hắc ám xào huyệt, phát ra quỷ dị khí lưu xoay tròn tiếng, như hắc động vậy, truyền ra một cổ to lớn hấp lực. Diệp thần cảm thấy mình thân thể, phải bị hấp dẫn tới, sau đó phải bị chiếm đoạt. Đây là phù quỷ mẫu xào lợi hại. Thậm chí Diệp thần có thể cảm nhận được kiếm thiên đế chính là hoàn chỉnh phù quỷ mẫu xào, cường đại dường nào. Bất quá theo năm tháng chạy mất yếu hóa rất nhiều, nếu là không có yếu hóa, mình tuyệt đối bị trong nháy mắt giết. Xem ra, huyễn môn chuyến đi, tất đi không thể. Dưới mắt phù quỷ mẫu xào, không chỉ có thể cho gọi ra phù quỷ yêu ma, còn có thể chiếm đoạt kẻ địch, đem kẻ địch thay đổi thành phù quỷ con rối. Muốn chiếm đoạt ta? Ha ha, phù quỷ mẫu xào, ta cũng có. Diệp thần cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Cả người nổ ra kinh khủng hắc ám khí chiều, ngàn vạn đạo phù văn xen lẫn, cuối cùng vậy diễn biến ra một cái phù quỷ mẫu xào. Cái này, không thể nào. Ngày trước ma thủ lãnh, thấy Diệp thần lại có thể nắm giữ phù quỷ mẫu xào bí ẩn, không khỏi được thất kinh. Đáng chết, ta tinh không thần tộc thần thông, làm sao có thể để cho các ngươi người ngoài chấp trường. Ngươi phải chết, chết ở vậy vô tận hắc ám dưới. Thiên ma thủ lãnh giận dữ. Vặn vẹo đồ sộ vung tay lên, lực lượng vô tận hoàn toàn bùng nổ, hắn nơi cho gọi ra phù quỷ mẫu xào, chính là như hắc ám tinh thần rơi xuống vậy, hung hăng hướng Diệp thần trấn áp xuống đi. Diệp thần nghiêm nghị không sợ, cũng là vung tay lên, sau lưng phù quỷ mẫu xào ùng ùng bay ra, muốn cùng ngày trước ma thủ lãnh phù quỷ mẫu xào, hung hăng đụng nhau. Oanh! Hai tòa hắc ám xào huyệt đụng nhau, giống như là hai cái đồ sộ đại hắc động đụng, nhất thời ở trong tinh không. Nhấc lên một tràng động trời hắc ám nổ lớn, vô số quỷ dị chất nhờn, bóng tối nguyên thế chấp khắp nơi phóng. Chung quanh thiên ma các cường giả, ở tiếp xúc tới những thứ này nổ bắn ra hắc ám nguyên thế chấp sau đó, lập tức kêu thảm chết đi, thân thể suy suy vang dội, cũng hắc ám ăn mòn được mình đầy thương tích. Cho dù là thông thường hỗn độn thiên ma, đều không cách nào chịu đựng phù quỷ mẫu xào kinh khủng hắc ám ăn mòn. Cái này phù quỷ mẫu xào hắc ám sát phạt, đơn giản là khủng bố. Ở hai tòa hắc ám xào huyệt va chạm nổ ngay tức thì, Diệp thần lợi dụng trụ quang huyết mạch lực lượng, bày ra trùng trùng thời gian bình phong che chở, từng cái năm tháng sông dài, ở hắn quanh người chảy xuôi. Lúc này Diệp thần, đối thời gian pháp tắc nắm trong tay, so với trước kia lại tinh diệu một ít. Đây là bởi vì, mới vừa sông ải thứ hai thời điểm, hắn gặp qua xa lậu thiếu nữ thời gian pháp tắc thủ đoạn, hắn núi đá, có thể công ngọc. Chính hắn vậy lĩnh ngộ được không thiếu, thời gian pháp tắc lực lượng tăng lên. Nhưng, dù vậy, làm hai tòa phù quỷ mẫu xào, va chạm nổ phát ra hắc ám năng lượng, đánh vào lúc tới, Diệp thần cũng là được liền to lớn chấn động. Rất nhiều hắc ám năng lượng, chôn vùi ở năm tháng cùng thời gian sông dài bên trong, nhưng vẫn có một phần nhỏ, đánh vào Diệp thần trên mình. Cái này một phần nhỏ đánh vào, để cho được Diệp thần tạng phủ sôi trào, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Mà cùng Diệp thần so sánh, ngày trước ma thủ lãnh, chính là kêu thảm thiết liền liền, che đầu mặt bị ăn mòn địa phương,
gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Vô số hắc ám nguyên thế chấp, còn có dơ bẩn phủ đầy chất nhờn đồ, phóng đến trên người hắn, hắn giống như là một cái đánh rơi đến mở trong nước con chuột, bính bính nhảy loạn, thân thể nhanh chóng bị ăn mòn thành xương trắng. Chung quanh rất nhiều thiên ma cường giả, vậy sớm trong nổ tung tiêu diệt. Diệu pháp hoa sen, phá. Diệp thần sử dụng một đóa bảy màu hoa sen, thanh khí phiêu giật, Phật quang hòa hợp, đem chung quanh tất cả bóng tối hơi thở cùng dơ bẩn, toàn bộ xua tan đi. Thiên ma phai mờ, tinh không khôi phục thanh tịnh. Diệp thần nhìn cái này phiến thanh tịnh tinh không, nội tâm đại hỉ, trong đầu nghĩ, cái này ải thứ ba khảo nghiệm, coi là thông qua chứ. Vạn kiếm thần tinh bên ngoài, Vĩnh Phù Thiên Cung và Tiên Phù Nữ Giáo các võ giả, thấy Diệp thần phù quỷ mẫu xào kinh khủng như vậy thần thông, diệu pháp hoa sen nếu như này minh mông Phật môn khí tượng, đều là rung động. Diệp thần thần thông cảnh giới, đơn giản là vô địch, tiên Phật thần thánh các loại thần thông, niêm tay sẽ tới, cho dù là tinh không sa đọa, hỗn độn thiên ma tàn phá bừa bãi khảo nghiệm, cũng bị Diệp thần thông qua. Tuy không thể nói có bao nhiêu ung dung, nhưng chỉ ít, không hề mệt khó khăn. Quá tốt, ba cửa khảo nghiệm thông qua, vạn kiếm thần tinh là Diệp thần ca ca. Lạc Thanh Ly đại hỉ, nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Một bên Xa Lậu thiếu nữ, nhưng mang một chút lạnh nhạt cười, khoanh tay, ngước nhìn vạn kiếm thần tinh. Nhưng gặp vạn kiếm thần tinh bên trên, Diệp thần vốn đang lấy là, khảo nghiệm đã kết thúc. Nhưng hạ một sát, ngoài dự liệu của hắn một màn xuất hiện. Chỉ gặp mới vừa khôi phục trong suốt tinh không, giờ phút này lại lần nữa đổi được hắc ám đứng lên. Bóng tối trong tinh không, có vô số hỗn độn thiên ma, bay lượn xuống. Cầm đầu một đầu thiên ma, mắt đồng đỏ tươi, ánh mắt mang theo sát ý, lại là mới vừa đầu kia thiên ma thủ lãnh. Dòm ngó tinh không, chính là cấm kỵ. Tu sĩ, mau rời đi. Ngày trước ma thủ lãnh, gào thét hô, hướng Diệp thần đưa ra cảnh cáo. Cái này lời cảnh cáo tiếng nói, Diệp thần mới vừa tựa hồ nghe qua. Không chịu đi đúng không? Ngươi xúc phạm cấm kỵ, coi như ngươi là kiếm thiên đế, ta tinh không thần tộc, vậy không cho phép ngươi còn sống. Rồi sau đó, ngày trước ma thủ lãnh, phát ra càng nghiêm khắc lời nói, trong mắt sát khí đậm đà, mang vô số thiên ma cường giả đạp chết xuống. Một màn này, mới vừa giống vậy phát sinh qua. Thời gian luân hồi. Đây là ta mới vừa trải qua sự việc. Diệp thần bộ dạng sợ hãi, cái đó thiên ma thủ lãnh, mới vừa rõ ràng đã hóa thành xương trắng. Hôm nay lại xuất hiện ở trước mặt hắn, thời gian rõ ràng cho thấy tuần hoàn, hết thảy sự việc cũng bắt đầu lại. Diệp thần nhìn vô số thiên ma giết tới, vội vàng mở ra tự do rực, nhanh chóng tránh ra. Vào giờ khắc này, Diệp thần cảm thấy không ổn. Dựa vào trụ quang huyết mạch bén nhạy cảm ứng, hắn bắt được chung quanh thời gian pháp tắc, xuất hiện biến hóa. Thời gian lại có thể ở tuần hoàn, hắn mới vừa trải qua sự việc, sẽ không ngừng lặp lại luân hồi. Không ngừng tuần hoàn đi xuống, cho tới khi tinh lực của hắn toàn bộ hao hết, để cho hắn kiệt lực mà chết. Diệp thần mới vừa đại chiến hoàn, hiện tại lại phải lần nữa chiến đấu, hắn đan điền bên trong linh khí coi như lại dư thừa, cũng không khả năng chống đỡ nổi. Yêu nữ, là ngươi dở trò quỷ. Diệp thần ánh mắt run lên, quay đầu nhìn dưới mặt đất bên trên, đứng Xa Lậu thiếu nữ. Thời gian ở tuần hoàn luân hồi, nhất định là cái này Xa Lậu thiếu nữ đang dở trò. Nàng chẳng muốn Diệp thần thông qua khảo nghiệm, thậm chí muốn ở nơi này viên vạn kiếm thần tinh thượng mặt, dựa vào thời gian tuần hoàn thủ đoạn, sống sờ sờ đem Diệp thần dây dưa chết. Nếu như là vậy thời gian tuần hoàn khốn cục, Diệp thần có thể ung dung phá đánh ra. Nhưng Xa Lậu thiếu nữ bày ra thời gian tuần hoàn, dung hợp kiếm thiên đế trí nhớ, thật khó phá cuộc. Ha ha, ta không có, ngươi chớ nói nhảm. Có thể là ta ngày hôm qua leo lên hơn 10.000 kiếm thần tinh. Để lại điểm thời gian pháp tắc hơi thở đi. Xa Lậu thiếu nữ đạm như vậy cười một tiếng, cũng không có thừa nhận, là nàng bày cuộc hãm hại Diệp thần. Đáng chết! Diệp thần đối mặt vô số hỗn độn thiên ma công kích, vừa giống như mới vừa như vậy, vận dụng phù quỷ mẫu xào lực lượng, đem thiên ma toàn bộ đánh tan. Nhưng đánh tan thiên ma sau đó, thời gian lại một lần nữa tuần hoàn, bị Diệp thần giết chết thiên ma, lần nữa hạ xuống, tinh không lần nữa sa đọa hắc ám. Vĩnh Phù Thiên Cung và Tiên Phù Nữ Giáo các võ giả, thấy Diệp thần lâm vào thời gian tuần hoàn, người người sợ hãi, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi nhìn về phía Xa Lậu thiếu nữ. Cái này Xa Lậu thiếu nữ,
không hổ là tử thần giáo đoàn hạng thứ ba hộ pháp, trước không nói nàng sức chiến đấu như thế nào, đơn thuần là cái này thần thông biến hóa thủ đoạn, cũng đủ để cho người sợ hãi. Vậy thời gian tuần hoàn thủ đoạn, sợ rằng liền tiên đế đều khó chống lại. Diệp thần lại một lần nữa rơi vào thời gian tuần hoàn bên trong, hắn linh khí đã tiêu hao được 7-8 phần, đối mặt vô số thiên ma đánh giết, hắn tình cảnh nhất thời đổi được vô cùng nguy hiểm. Lạc Thanh Ly thấy Diệp thần nguy hiểm, nhất thời vậy luống cuống, tức giận trợn mắt nhìn xa lậu thiếu nữ, nói, đáng ghét. Người cái này đàn bà xấu, muốn lừa bịp hại Diệp thần ca ca. Nàng chỉ lo lắng Diệp thần xảy ra chuyện, vội vàng phi thân lên, muốn xông vào vạn kiếm thần tinh bên trong, đem Diệp thần cứu ra. Nhưng, vạn kiếm thần tinh thượng mặt, nhưng thật giống như có từng tầng một không khí tường, chặn lại Lạc Thanh Ly bước chân, nàng trùng trùng đụng vào không khí trên tường mặt, hoàn toàn không cách nào đột phá đi vào. Vô dụng, thủy thần thiên tôn. Cái thế giới này rất nhiều chuyện, là ngươi không thể ra sức, dù là ngươi là cửu thần một vị trong đó. Kiếm thiên đế khảo nghiệm còn đang tiến hành, trừ phi người khiêu chiến qua cửa, hoặc là chết, nếu không người ngoài là không vào được. Xa lậu thiếu nữ đạm mạc cười cười nói. Viên này vạn kiếm thần tinh, bản thân chính là kiếm thiên đế hiến tế tự thân biến thành, mặt trên có chứa hắn trước khi chết lưu lại nhân quả luật pháp thì. Những thứ này nhân quả luật pháp thì, cùng vận mệnh đại lộ tương liên, cho dù là thiên đế chủ thần, đều không thể đột phá. Nói cách khác, coi như Nhâm Phi phàm tới, cũng không khả năng đem Diệp thần cứu ra. Diệp thần muốn đột phá đi ra ngoài, chỉ có theo dựa vào chính mình lực lượng. Vậy ta liền giết ngươi. Lạc Thanh Ly giận dữ, vạn thủy thần quyết thi triển, nhất trọng trọng hơi nước nổ lên, đem xa lậu thiếu nữ và sau lưng nàng rất nhiều tiên phù nữ giáo đệ tử, toàn bộ bao phủ ở. Rất nhiều tiên phù nữ giáo đệ tử, tại chỗ hét thảm lên, huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Vạn thủy thần quyết, là thủy thần đạo pháp trình độ cao nhất, truyền thuyết có thể điều khiển thế gian tất cả nguồn nước. Bên trong cơ thể máu, thể dịch, cũng coi là nước. Cho nên, làm Lạc Thanh Ly thi triển ra vạn thủy thần quyết đỉnh cấp nghĩa sâu xa sau đó, liền có thể điều khiển bên trong cơ thể thủy dịch, để cho người huyết dịch sôi trào, hoặc là rút sạch thân thể con người nguồn nước, để cho người biến thành khô thi. Lạc Thanh Ly lúc này là thật sự nổi giận, muốn giết xa lậu thiếu nữ. Phá hỏng thời gian tuần hoàn khốn cục, để cho Diệp thần thoát khốn. Xa lậu thiếu nữ cảm thấy từ bên trong thân thể nguồn nước, kịch liệt sôi trào, muốn xông lên chảy ra bay ra ngoài, bị Lạc Thanh Ly rút ra lấy. Một khi một màn này phát sinh, nàng liền sẽ biến thành khô thi. Thậm chí, nàng sẽ không có lại sống lại có thể. Bởi vì, Lạc Thanh Ly vạn thủy thần quyết, có thể điều khiển tất cả nguồn nước, thời gian sông dài vậy mang theo nước. Nàng có thể rút sạch xa lậu thiếu nữ trên mình thời gian tuyến, đem trên người nàng thời gian sông dài, toàn bộ rút sạch, từ đó đoạn tuyệt nàng sống lại có thể. Thân là thủy thần, Lạc Thanh Ly rất hiền lành, nhưng hàng tỷ thế kỷ nguyên tới nay, vậy chém chết qua không thiếu tà ma ngoại đạo. Phàm là bị nàng giết chết người, cho tới bây giờ không có sống lại có thể, bởi vì thời gian tuyến cũng nàng hút khô. Diệp thần thấy Lạc Thanh Ly giận đùng đùng ra tay, cũng là cảm nhận được liền nàng đáng sợ. Quả nhiên, cửu thần có thể trở thành chúng thần chí tôn, không một cái là phiếm hạng người. Diệp thần trong lòng hơi có chút rung động, ngày thường nhìn như đáng yêu thanh thuần, người vô hại Lạc Thanh Ly, một khi bạo đi, cũng là tương đương đáng sợ. Thủy thần thiên tôn, quả nhiên lợi hại. Bất quá, ngươi lực lượng, tựa hồ suy thoái rất nhiều, ngươi còn giết không chết ta. Xa lậu thiếu nữ cảm nhận được Lạc Thanh Ly thần thông khủng bố, sắc mặt cũng là ngưng trọng, nhưng cũng không hoảng hốt. Bởi vì, nàng có thể rõ ràng cảm thấy, Lạc Thanh Ly lực lượng, cùng đỉnh cấp thời điểm so sánh, đã suy thoái rất nhiều. Thời gian ngừng, định. Từng đạo kỳ diệu pháp ấn, từ xa lậu thiếu nữ trong tay đánh ra, hiển hóa ra đồng hồ cát chảy, bóng mặt trời, trời trăng sao vân. Vân minh mông thời gian khí tượng. Từng cái thời gian pháp tắc. Như tơ tuyến vậy trói buộc ở Lạc Thanh Ly trên thân thể. Xa lậu thiếu nữ cũng không có nghĩ biện pháp, đi phá giải Lạc Thanh Ly vạn thủy thần quyết, bởi vì cửu thần thần thông, không như vậy dễ dàng phá giải. Nàng là trực thủ chỗ hiểm, trực tiếp công kích Lạc Thanh Ly. Ở từng cái thời gian pháp tắc sợi tơ trói buộc hạ, Lạc Thanh Ly thân thể, nhất thời rơi vào cứng còng, giống như bị định thân vậy. Nàng thời gian, bị ngưng, mặc dù miễn cưỡng còn có thể hoạt động.
nhưng đã đặc biệt khó khăn, vạn thủy thần quyết huy năng, cũng là ngay tức thì kết thúc. Xa lậu thiếu nữ thân thể mềm mại bên trong thủy phân, thiếu chút xíu nữa, thì phải phá thể bay ra, bị Lạc Thanh Ly rút sạch, nhưng ở cái này một khắc cuối cùng, nàng để cho Lạc Thanh Ly tĩnh lại, kết thúc vạn thủy thần quyết hiệu quả, cứu vãn tự thân, có thể nói nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Nhìn thân thể cứng còng Lạc Thanh Ly, xa lậu thiếu nữ không hề đuổi giết, gặp tốt hãy thu, xa xa tránh lui chạy đi, ánh mắt lần nữa rơi vào vạn kiếm thần tinh thượng mặt. Chỉ gặp vạn kiếm thần tinh thượng mặt, Diệp Thần rơi vào thời gian tuần hoàn, gặp phải vô số hỗn độn thiên ma không gián đoạn đánh giết, tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Hu hu, Diệp Thần ca ca, thật xin lỗi, ta không đánh lại người phụ nữ này. Lạc Thanh Ly thanh âm nghẹn ngào, mắt đục đỏ ngầu, cũng sắp khóc. Nàng cảm thấy tự thân lực lượng, suy thoái quá nhiều, lại là bị xa lậu thiếu nữ định trụ, nội tâm thật cảm thấy hổ thẹn. Diệp Thần cũng không ngại, hoặc là nói, hắn không thời gian suy nghĩ nhiều, thời thời khắc khắc cũng phải đối mặt vô số thiên ma đánh giết, hắn sớm muộn phải bị dây dưa chết. Không được, phải mau sớm phá đánh ra, nếu không, ta thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Diệp Thần khẽ cắn răng, ánh mắt chuyển động, không ngừng dò ngó thiên cơ, đoán phương pháp phá cuộc. Trong sâu thẳm, Diệp Thần thấy được một chút phá cuộc rực rỡ. Xa lậu thiếu nữ bày ra thời gian tuần hoàn, đang không ngừng luân hồi. Muốn đánh phá cái này luân hồi, vậy chỉ dùng cường đại hơn luân hồi lực lượng. Luân hồi thiên quốc, hạ xuống đi. Diệp Thần phúc tới tâm linh, quát to một tiếng, trái tự thân luân hồi huyết mạch, cuồn cuộn luân hồi khí bạo dũng ra, còn sót lại đan điền linh khí, cũng là vào giờ khắc này điên cuồng cháy. Cho gọi ra một tòa vĩ đại thần thánh thiên đường thánh thổ. Đó chính là trong truyền thuyết Luân hồi thiên quốc. Ung ung. Luân hồi thiên quốc vừa xuất hiện, chính là lôi cuốn vô cùng uy năng, từ trên trời hạ xuống, vô số thần thánh luân hồi chói lọi, so với thần thánh chi thư còn chói mắt hơn trăm lần, nóng rực vô cùng, đem chung quanh rất nhiều hỗn độn thiên ma, toàn bộ nghiền diệt. Trong chỗ u minh thời gian pháp tắc, ở Diệp Thần Luân hồi thiên quốc chân áp xuống, cũng là xuất hiện bể dấu hiệu. Quy luật tan vỡ, tạo thành to lớn khí lưu vòng xoáy, hô hô vang dội. Nhưng Diệp Thần cảm thấy, chung quanh thời gian pháp tắc, chỉ là xuất hiện tan vỡ, cũng không có hoàn toàn nghiền. Hắn luân hồi thiên quốc, lực lượng còn chưa đủ, không đủ để nghiền bạo xa lậu thiếu nữ bày ra thời gian pháp tắc. Nói cách khác, Diệp Thần còn không cách nào nhảy ra thời gian tuần hoàn. Không bao lâu, những cái kia hỗn độn thiên ma, đem sẽ lần nữa cuốn đất tới. Triều võ linh vũ, cho ta hiến tế. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, sử dụng một kiện pháp bảo, chính là nham thần tổ khí, triều võ linh vũ. Oanh! Diệp Thần trực tiếp hiến tế hết triều võ linh vũ, nhất thời, cuồn cuộn nham thần khí bạo dũng ra, để cho được toàn bộ luân hồi thiên quốc, ánh sáng đều là tăng vọt rất nhiều, uy năng mãnh liệt, vô số luân hồi ngâm sướng long trời lở đất. Thấy triều võ linh vũ bị hiến tế, Diệp Thần cũng có chút đau lòng. Tuy nói hắn có cường đại hơn nham thần tổ khí, kim trương thần ấn. Nhưng triều võ linh vũ, dẫu sao cũng là từ cửu thần thời đại truyền xuống pháp bảo, loại bảo bối này dùng hết một kiện, thế gian liền thiếu một kiện, thậm chí có thể liên lụy nham thần thiên tôn, để cho hắn linh khí hao tổn. Diệp Thần hơi có chút thương tiếc. Thật may, hiến tế triều võ linh vũ, bộc phát ra uy lực, cũng không có để cho hắn thất vọng. Luân hồi thiên quốc hấp thu triều võ linh vũ hiến tế năng lượng, uy năng kịch liệt bạo tăng, đem chung quanh các loại thiên địa quy luật, bất kể là thời gian pháp tắc, vẫn là không gian quy luật, cũng toàn bộ nghiền bể mất. Quy luật bể tan tành, tinh không phai mờ, Diệp Thần trong mắt nơi gặp, lại cũng không có tinh không, chỉ có vạn kiếm thần tinh vậy hoang vu bề mặt trái đất. Chúc mừng ngươi, luân hồi chi chủ, ngươi thông qua bản đế lưu lại ba đạo khảo nghiệm, từ nay về sau. Viên này vạn kiếm thần tinh, chính là tài sản của ngươi. Trong hư không, bỗng nhiên vang lên một đạo xuất xứ từ mãi mãi thanh âm, già nua bên trong mang theo sắc bén ý, giống như ẩn chứa kiếm khí. Vậy hiển nhiên là kiếm thiên đế thanh âm. Diệp Thần thông qua ba đạo khảo nghiệm, cũng là đạt được trong sâu thẳm, kiếm thiên đế đồng ý. Diệp Thần luân hồi thiên quốc, còn đứng sững ở hoang vu vạn kiếm thần tinh bên trên, lộ vẻ được đặc biệt nguy nga, làm người ta rung động. Vĩnh Phù Thiên Cung và Tiên Phù Nữ giáo rất nhiều các võ giả, mắt thấy luân hồi thiên quốc vĩ đại khí tượng sau đó, rối rít quỳ ngã xuống. Cái gì? Xa lậu thiếu nữ thấy vậy, nhất thời kinh hãi,
không cách nào lại giữ đạm yên tĩnh diễn cảm, mặt đầy đều là kinh hãi cùng sợ hãi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể phá nàng thời gian tuần hoàn khốn cục, thông qua kiếm thiên đế khảo nghiệm, thậm chí đã đạt được kiếm thiên đế đồng ý. Từ nay về sau, Diệp Thần chính là viên này vạn kiếm thần tinh chủ nhân. Diệp Thần hít sâu một hơi, giống như là phúc tới tâm linh vậy, cắn bể đầu ngón tay, đem mình máu tươi, nhỏ xuống ở vạn kiếm thần tinh trên vùng đất. Vù vù, luân hồi máu tươi nhỏ xuống, nguyên viên vạn kiếm thần tinh, đều được bồi bổ, lại cùng Diệp Thần thành lập liên lạc, tựa như thành Diệp Thần khí quan một phần chia. Vạn kiếm thần tinh địa mạch chỗ sâu, tích góp năng lượng thả ra ngoài, lần nữa phụng dưỡng lại Diệp Thần. Diệp Thần đạt được vạn kiếm thần tinh địa mạch dễ chịu, mới vừa cùng hỗn độn thiên ma chiến đấu tiêu hao, cũng là nhanh chóng khôi phục như cũ. Hắn duy nhất tổn thất, chính là vậy nham thần tổ khí chiêu võ linh vũ. Không thể không nói, tổn thất này không hề nhỏ. Nhưng, có thể có được vạn kiếm thần tinh, Diệp Thần tổn thất, cũng là hoàn toàn đền bù lại. Ông, nguyên viên vạn kiếm thần tinh, ông minh vang dội, linh khí lần nữa khôi phục, toát ra ngàn vạn nặng sáng mờ, một cái cầm ác liệt cự kiếm, từ dưới lòng đất chui lên, nhắm thẳng vào trời, vô số kiếm khí ngang dọc loạn vũ, suy suy vang dội. Trong thoáng chốc, vạn kiếm thần tinh khí tượng lột xác đổi mới hoàn toàn, lại cũng không có vắng lặng suy sụp tinh thần hơi thở, chỉ có huy hoàng kiếm khí, ác liệt giết hại, vô tận lạnh lùng. Ngàn vạn thanh thần kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào trời, khí tượng đồ sộ, đủ để cho người xem rung động. Diệp Thần thân thể, trôi lơ lửng ở vạn kiếm thần tinh bên trên, giống như là thế gian vĩ đại nhất kiếm thần. Ma nữ đại nhân, ta đánh bại. Xa Lậu thiếu nữ nhìn Diệp Thần bóng người, tại chỗ hộc máu, gương mặt một phiến trắng bệch. Nàng hộc máu, cũng phải bởi vì thời gian tuần hoàn quy luật bị phá, nàng cắn trả nghiêm trọng. Cái thứ hai nguyên nhân, chính là chàng này đánh cuộc, nàng thua, vạn kiếm thần tinh rơi vào Diệp Thần trong tay, nàng cũng không cách nào lại đoạt lại kinh cức phương tọa, trong bụng một phiến bi thương. Vạn kiếm thần tinh, trên tinh cầu, hàng tỷ thần kiếm chỉ thiên, hình ảnh mười phần nguy nga. Ngôi sao này, cùng Diệp Thần hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Diệp Thần tu vi, vậy đang nhanh chóng tiến bộ, từ thiên huyền cảnh tầng thứ 6 sơ cấp, đột phá đến trung cấp bước. Quá tốt, Diệp Thần ca ca thắng. Lạc Thanh Ly vùng vẫy mở trên mình thời gian sợi tơ trói buộc, bay vậy tựa như chạy đến Diệp Thần trước người, lao vào trong ngực hắn, mặt đầy mừng rỡ. Luân hồi uy vũ, Vĩnh Phù Thiên Cung các võ giả, cũng là rối rít ủng hộ, sôi sục kích động. Diệp Thần ôm Lạc Thanh Ly eo thon, tâm tình tương đương vui vẻ, long hành hổ bộ, đi tới vậy Xa Lậu thiếu nữ trước mặt, nói, yêu nữ, ngươi thua. Hôm nay Xa Lậu thiếu nữ, bị cắn trả nghiêm trọng, tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà Diệp Thần, mới vừa đạt được vạn kiếm thần tinh, hơi thở bạo tăng. Này tiêu người dài dưới, nếu như Diệp Thần phải ra tay, Xa Lậu thiếu nữ hẳn phải chết. Xa Lậu thiếu nữ tự nhiên biết một điểm này. Mặt đầy tịch mịch chán nản, nói, người thắng, muốn giết cứ giết. Diệp Thần mỉm cười cười một tiếng, khơi mào nàng trắng nõn cằm, ngắm nhìn nàng ánh mắt, nói, ta không giết ngươi, ngươi có thể cút về, nhưng, vậy kinh cức phương tọa, ta là không thể nào giao cho ngươi. Xa Lậu thiếu nữ ngây dại, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, thanh âm khẽ run nói, ngươi chịu thả ta đi. Diệp Thần cười nói, thừa dịp ta còn không thay đổi chủ ý trước, ngươi tốt nhất lập tức lăn. Diệp Thần không nhúc nhích sát thủ, là vì tương lai dự định. Giết chết Xa Lậu thiếu nữ mà nói, ma nữ trận doanh thế lực suy yếu, khẳng định không ngăn được Thiên Khải Chí Tôn tấn công. Diệp Thần còn cần ma nữ trận doanh tồn tại, cùng Thiên Khải Chí Tôn trận doanh đối kháng. Như vậy thứ nhất, tử thần giáo đoàn rơi vào lâu bền nội chiến, tinh lực tiêu hao, đối hắn luân hồi trận doanh có vẻ có lợi. Xa Lậu thiếu nữ nhìn Diệp Thần ánh mắt, mơ hồ tới giữa. Vậy dòm ngó thấy Diệp Thần ý tưởng. Ngươi thật là ác độc, luân hồi chi chủ, thật là giỏi tính toán, muốn cầm ta và ma nữ đại nhân làm con cờ. Vậy là ngươi phải đi, vẫn là muốn chết ở ta trong tay. Diệp Thần cười nói. Xa Lậu thiếu nữ trầm mặc xuống, rồi sau đó yên lặng xoay người, tay run run biến dạng hư không, cuối cùng yên lặng rời đi. Nàng biết rõ mình trở về, sẽ để cho nội chiến tiếp tục. Nhưng vậy tổng không thể trắng trắng chết ở chỗ này. Thấy Xa Lậu thiếu nữ đi,
Vĩnh Phù Thiên Cung và Tiên Phù Nữ Giáo các võ giả, thần sắc khác nhau. Lạc Thanh Ly nói, Diệp Thần ca ca, tại sao phải để cho chạy nàng? Diệp Thần cười sờ một cái Lạc Thanh Ly đầu, nói, trở về rồi hãy nói đi. Vạn kiếm thần tinh đã thuận lợi, Diệp Thần tâm tình tương đương vui vẻ, liền cùng Lạc Thanh Ly trở lại Vĩnh Phù Thiên Cung. Cái này thời gian hai ngày, Diệp Thần mượn trước giúp thực tế quy tắc áp chế đánh bại hai đuôi huyết nha lang, thông qua nữ kiếm thiên đế khảo nghiệm, đạt được vạn kiếm thần tinh, đánh bại xa lậu thiếu nữ, thanh danh rung động toàn bộ phù văn thánh địa. Tà phù thần điện và tiên phù nữ giáo hai nhà thế lực, cũng tới đây đầu dựa vào, nguyện ý cũng nhập Vĩnh Phù Thiên Cung, từ đây phụng luân hồi vi tôn. Ở Vĩnh Phù Thiên Cung bên trong, trừ Lạc Thanh Ly điêu xem bên ngoài, lại đứng sừng sững dậy Diệp Thần điêu xem. Tả Khâu Vân trưởng lão không khỏi mừng rỡ, lại hướng Diệp Thần truyền ra tin vui, hắn đã thành công câu thông Vĩnh Phù Thiên Cung trụ sở chính bên kia, đang vận dụng một ít thủ đoạn mở cửa cá chép thiên phù phong ấn. Nhưng bởi vì không không lúc nào không và thế giới hiện thật quy tắc hạn chế, cần một ít ngày giờ. Phỏng đoán lại qua một đoạn thời gian, phong ấn mở cửa, Diệp Thần là có thể chính thức tiếp xúc cá chép thiên phù. Cái này cá chép thiên phù, vạn cổ tới nay. Cho tới bây giờ không người nào có thể chấp trưởng, bất kỳ muốn khống chế cá chép thiên phù người, cũng sẽ bị bàng bạc kinh khủng quang minh hơi thở, xuyên qua bốc hơi thành cướp xám. Bất quá, Vĩnh Phù Thiên Cung trên dưới, đối Diệp Thần cũng rất có lòng tin. Diệp Thần mấy ngày nay lộ ra sức chiến đấu, còn có thần thông biến hóa, thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn rất có thể, trở thành quang thần thiên tôn trở xuống, duy nhất một chấp trưởng cá chép thiên phù người. Dĩ nhiên. Ở tiếp xúc cá chép thiên phù trước, Diệp Thần còn cần giải quyết tự thân vấn đề. Hắn trong thân thể, còn khảm bộ từng cục không gian mảnh vỡ, đó là Bạch Vũ tự bạo thái vũ huyết mạch, cho hắn lưu lại to lớn tai họa ngầm. Muốn giải quyết những thứ này không gian mảnh vỡ, nhất định phải dựa vào vạn kiếm thần tinh. Mượn dùng vạn kiếm thần tinh kiếm khí, liền có thể đem những cái kia không gian mảnh vỡ nghiền bạo. Tả Khâu tiền bối, ta hồi tinh nguyệt giới một chuyến. Chờ các ngươi Vĩnh Phù Thiên Cung, mở lúc nào thả cá chép thiên phù phong ấn, ngươi lại cho biết ta một tiếng. Diệp Thần hướng Tả Khâu Vân nói, chuẩn bị rời đi nơi đây, trở lại tinh nguyệt giới, giải quyết trong cơ thể không gian mảnh vụn vấn đề. Những thứ này không gian mảnh vỡ, chính là thái vũ huyết mạch nổ sau lưu lại, như phụ cốt thư vậy, khảm đeo vào Diệp Thần trong cơ thể. Muốn giải quyết, tự nhiên phải trở về luân hồi trận doanh địa bàn, mượn thiên thời địa lợi nhân hòa lực. Mới khá bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tả Khâu Vân nói, phong ấn mở cửa, hẳn ngay tại đoạn thời gian này, luân hồi chi chủ, đến lúc đó, ngươi liền có thể thử nghiệm tiếp xúc cá chép thiên phù. Tả Khâu Vân thanh âm, mang vẻ kích động, hắn vậy rất muốn xem, Diệp Thần có thể hay không chấp trưởng cá chép thiên phù. Cái này cá chép thiên phù, đối Vĩnh Phù Thiên Cung mà nói, là khoai lang phỏng tay vậy tồn tại, vừa không cách nào nắm trong tay, vậy bỏ không được vứt. Nếu như Diệp Thần có thể chấp trưởng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Thương nghị đã định, Diệp Thần liền một mình trở lại tinh nguyệt giới, Lạc Thanh Ly thì ở lại Vĩnh Phù Thiên Cung bên trong, tiếp nhận tín đồ cung phụng, chậm chạp khôi phục đã từng là thực lực. Diệp Thần trở lại tinh nguyệt giới, hỏa thần thiên tôn Tô Nghê Thường, liền từ mạng hắn tinh trong thế giới đi ra. Lúc này Diệp Thần chấp trưởng vạn kiếm thần tinh, mượn vạn kiếm thần tinh uy áp, cũng có thể chế trụ kinh cức vương tọa. Không để cho hắn tàn phá sinh trường. Tô Nghê Thường vừa ra tới, trên người nàng lửa trời hơi thở, nhất thời tràn ngập nguyên phiến tinh nguyệt giới. Hỏa thần thiên tôn có 102 uy nghiêm, chấn động bốn phương. Tinh nguyệt giới bầu trời, màu đỏ hỏa vân cháy, các loại phượng hoàng chu tước gáy vang, khí tượng khá là nguy nga. Tinh nguyệt giới bên trong, rất nhiều luân hồi trận doanh mọi người, ở mắt thấy trên bầu trời khí tượng sau đó, đều là khiếp sợ. Vô số người trong lòng toát ra một cái ý niệm. Hỏa thần thiên tôn vậy quy thuận luân hồi trận doanh. Đây chính là cửu thần thời đại tồn tại à. Bất kỳ cửu thần thời đại thần, đều không có thể khinh thường. Diệp Thần mang Tô Nghê Thường, trở lại Ngạo Thế Thiên Cung bên trong. Kỷ Tư Thanh sớm cảm giác được Tô Nghê Thường hơi thở, ra nghênh tiếp, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, khom người nói, hỏa thần thiên tôn, cung nghênh đại giá, người cuối cùng từ trong biển khổ đi ra ngoài. Nàng đạt được hỏa thần đạo thống, Tô Nghê Thường coi như là nàng nửa sư phụ, hôm nay thấy Tô Nghê Thường thoát khốn, nàng tất nhiên mừng rỡ. Tư Thanh, vẫn khỏe chứ?
Tô Nghê Thường ôn hòa cười một tiếng, nội tâm cảm thấy rất thỏa mãn, nói ta lần này thoát khốn, rốt cuộc có thể đem ta chọn đời tu vi, toàn bộ truyền thụ cho ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là hỏa thần. Kỷ Tư Thanh ngẩn ngơ, biết rõ đây chính là thiên đại cơ duyên, có thể nếu thật sự là như thế, hỏa thần thiên tôn đã từng là hết thảy đều biến mất. Kỷ Tư Thanh do dự hồi lâu, vẫn là nói, thiên tôn, vậy ngươi đâu? Tô Nghê Thường lắc lắc đầu nói, ta thời đại đã kết thúc, và ta cùng thời đại cửu thần, đều liều mạng muốn khôi phục đã từng là thực lực, nhưng ta không có hứng thú, ta hôm nay chỉ muốn làm người bình thường thôi. Vừa nói nhìn lại Diệp Thần một mắt. Nàng vào giờ khắc này, không chùn bước tin tưởng Diệp Thần và luân hồi trận doanh. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, liền gật đầu nói, Tô cô nương, người yên tâm, đi về sau cuộc đời còn lại, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Ai nếu dám động ngươi, phải từ ta trên thi thể bước qua đi. Nếu như Tô Nghê Thường, thật cầm tất cả tu vi lực lượng, toàn bộ truyền cho Kỷ Tư Thanh mà nói, vậy Diệp Thần tự nhiên vậy sẽ nhớ nàng ân tình, bảo vệ nàng chu toàn. Tô Nghê Thường nghe được Diệp Thần lần này cam kết, có vẻ vui vẻ yên tâm, khẽ cười nói, vậy ta an tâm. Dừng một chút, nàng lại hỏi, Diệp Thần, có thể cho ta một giọt luân hồi máu sao? Có thể. Diệp Thần không do dự, phá vỡ đầu ngón tay, cong ngón tay đánh ra một giọt luân hồi máu. Tô Nghê Thường đầu ngón tay một chảo, dùng máu hóa trận, hiển hóa ra một cái thiên hỏa đại trận, trong miệng thấp giọng ngâm sướng, chung quanh các loại quy luật hỗn loạn, thời gian ở nghịch chuyển. Rồi sau đó, ở đó thiên hỏa đại trận bên trong, có một đạo thanh thuần mạn lệ bóng người, dần dần nổi lên, lại là Nguyệt Hồn Tiên Tử. Tô cô nương, người sống lại Nguyệt Hồn Tiên Tử. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, hắn còn nhớ, ban đầu Nguyệt Hồn Tiên Tử, là bị Đạo Đức Thiên Tôn, đẩy tới mồi lửa bên trong đốt chết, chết được đặc biệt thảm thiết. Hôm nay, Tô Nghê Thường nhưng nghịch chuyển thời gian, đem nàng sống lại. Đúng vậy, Diệp Thần, đa tạ ngươi luân hồi máu, nếu không, ta cũng rất khó sống lại muội muội ta. Tô Nghê Thường ánh mắt tràn đầy cảm kích, nghịch chuyển thời gian, sống lại người chết, ở không không lúc nào không bên trong, là bình thường không quan trọng sự việc, nhưng ở thế giới hiện thật, nhưng là cấm kỵ vậy tồn tại, đặc biệt khó xử đến. Nếu như là vậy dưới tình huống, Tô Nghê Thường cũng không cách nào sống lại muội muội. Nhưng, mượn dùng Diệp Thần luân hồi máu, dựa vào luân hồi lực lượng, nàng nhưng là có thể đem Nguyệt Hồn Tiên Tử sống lại. Nguyệt Hồn Tiên Tử sơ sơ sống lại, mờ mịt nhìn bốn phía, rồi sau đó thiên cơ thấy rõ, cái gì cũng biết, kích động lao vào Tô Nghê Thường trong ngực, kêu khóc nói, tỷ tỷ. Nàng nhất ỷ lại người, chính là nàng tỷ tỷ Tô Nghê Thường. Hôm nay nàng sống lại, tỷ muội đoàn tụ, một màn này hình ảnh khá là ấm áp. Diệp Thần thấy Nguyệt Hồn Tiên Tử sống lại, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ yên tâm. Từ ở bề ngoài nhìn, Nguyệt Hồn Tiên Tử rất rõ thuần, rất trẻ tuổi, khí chất liền cùng võ giao như nhau, mang một chút thanh thông, rất khó đem nàng cùng mẫu thân cái này hai chữ liên hệ với nhau. Nhưng nàng cũng đích xác là đệ nhị yêu cơ mẫu thân. Nàng hôm nay sống lại, muốn đến đệ nhị yêu cơ vậy sẽ cao hứng vô cùng. Diệp Thần, đa tạ người ta sống lại rồi. Nguyệt Hồn Tiên Tử một bên ôm trước Tô Nghê Thường, một bên cảm kích hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Tỷ muội hai người ôm nhau, hai cái đều là người đẹp tuyệt sắc, hình ảnh này nhìn như ngược lại là mười phần rửa mắt. Không cần khách khí. Diệp Thần mỉm cười nói. Ừ, cái đó, người có thể giúp ta kêu yêu cơ tới đây sao? Nguyệt Hồn Tiên Tử nhẹ giọng hỏi, nàng hôm nay sống lại, trong lòng lại nhớ nhung đệ nhị yêu cơ. Diệp Thần trầm ngâm một tí, rồi sau đó gật đầu nói, có thể, ta thử một chút. Đệ nhị yêu cơ ở Tử Hoàng Thiên Cung, rất có thể bị Đạo Đức Thiên Tôn giám quản, Diệp Thần cũng không biết có thể hay không đem nàng gọi ra, chỉ có thể nói thử một chút. Lập tức, Diệp Thần truyền ra ý chí, cho biết đệ nhị yêu cơ nhân quả, bất quá đợi một hồi, vậy không nhận được đáp lại. Muốn đến đệ nhị yêu cơ, lúc này cũng không tiện rời đi Tử Hoàng Tiên Cung. Nàng có thể chậm một chút lại tới. Diệp Thần không đành lòng để cho Nguyệt Hồn Tiên Tử thất vọng, cười nói. Được rồi, vậy ta trước cùng tỷ tỷ ta. Nguyệt Hồn Tiên Tử mắt nhìn trước Tô Nghê Thường, tràn đầy không muốn xa rời ý. Tỷ muội hai người tay cặp tay, liền cùng rời đi Ngạo Thế Thiên Cung, ở tinh nguyệt giới các nơi dạo chơi. Diệp Thần cười một tí. Cùng Kỷ Tư Thanh vuốt ve một hồi, liền một mình bế quan, chuẩn bị giải quyết trong cơ thể không gian mảnh vụn tai họa ngầm.
Phòng bế quan bên trong, Diệp Thần bình tĩnh tâm thần, thu liễm hơi thở, nội thị thân thể. Giờ phút này, ở Diệp Thần trong thân thể, mỗi cái bộ phận tới giữa, cũng khảm bộ từng cục không gian mảnh vỡ. Những thứ này không gian mảnh vỡ, mỗi một khối đều là một phiến mênh mông hư không, như vũ trụ nằm ánh sáng vậy rộng lớn vô tận. Diệp Thần thân thể bộ phận, đều bị những thứ này mênh mông không gian, hoàn toàn ngăn cách thành cô đảo, óc suy nghĩ không cách nào đến, không cách nào khống chế thân thể, muốn dựa vào Xích Hoàng Tiên Tử cháy thần hồn, thiết lập đặc thù lối đi, mới khá liên lạc. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, Xích Hoàng Tiên Tử hy sinh thiết lập lối đi, đang nhanh chóng phai mờ. Một khi những lối đi này, toàn bộ xóa nhòa nói, Diệp Thần thì phải lâm vào là hoạt tử nhân, óc suy nghĩ sống thêm nhảy, vậy không khống chế được thân thể tay chân, bởi vì lẫn nhau khoảng cách quá xa, so vũ trụ nằm ánh sáng còn muốn xa xôi. Diệp Thần cần đem trong cơ thể không gian mảnh vỡ, toàn bộ nghiền bạo nghiền, mới có thể để cho thân thể khôi phục bình thường. Mà Vạn Kiếm Thần Tinh, chính là nghiền bạo không gian thần khí. Lúc này, Vạn Kiếm Thần Tinh đang treo ở Diệp Thần Liệt Nhật Mệnh Tinh thế giới bên trong, cùng viên kia Liệt Nhật Mệnh Tinh, lẫn nhau chiếu sáng chiếu rọi. Vạn Kiếm Thần Tinh, Chu Thiên Kiếm Khí, Sát Phạt Ta Thân, Phá. Diệp Thần tâm niệm vừa động, lập tức thúc giục Vạn Kiếm Thần Tinh. Ùm ùm, nguyên viên Vạn Kiếm Thần Tinh, từ Diệp Thần Mệnh Tinh trong thế giới đi ra ngoài, nặng rơi vào hắn trong đan điền, đạt được vô số linh khí bơm vào, trong thoáng chốc bộc phát ra động trời vang động. Từng cái bén kiếm khí, từ trong đó bạo chém ra. Mỗi một đạo kiếm khí, đều mang kinh khủng canh kim hơi thở, mũi nhọn bức người, sau lưng lại hàm chứa một chút thiên đế chủ thần uy nghiêm, còn có vận mệnh đại đạo uy áp. Viên này Vạn Kiếm Thần Tinh, là kiếm thiên đế hiến tế tự thân, cung phụng vận mệnh biến thành, cho nên, Vạn Kiếm Thần Tinh bộc phát ra kiếm khí, lực sát thương to lớn, vừa có ngày xưa kiếm thiên đế một chút còn sót lại uy nghiêm, lại có vận mệnh đại đạo cao nhất uy áp. Diệp Thần mượn Vạn Kiếm Thần Tinh, muốn giết phổ thông tiên đế nói, vậy đơn giản là như đổ sát heo chó. Từng cái kiếm khí, từ Vạn Kiếm Thần Tinh tuôn ra, xông phá Diệp Thần đan điền, hướng Diệp Thần quanh thân kinh mạch, chém chết ra. Vô số điều kiếm khí, ở hắn kinh mạch mạch máu, thần kinh mạch lạc bên trong qua lại, mang cho hắn to lớn thống khổ, giống như là biến dạng toàn thân. Nhưng, Diệp Thần cắn răng chịu đựng, cũng không có lùi bước. Hắn không ngừng thúc giục Vạn Kiếm Thần Tinh, tách thả ra kiếm khí, từng cái kiếm khí, chính là gào thét mãnh liệt, chém chết hướng trong cơ thể hắn tầng tầng khảm bộ không gian mảnh vỡ. Những thứ này không gian mảnh vỡ, là Thái Vũ huyết mạch lưu lại, không gian quy luật cực kỳ vững chắc, khó mà dung chuyển. Nhưng giờ phút này, ở Vạn Kiếm Thần Tinh kiếm khí chém chết dưới sự xung kích, vậy từng cục không gian mảnh vỡ, nhưng là nhanh chóng băng diệt tan giã bể. Không cách nào ngăn trở Vạn Kiếm Thần Tinh kiếm khí mũi nhọn. Rất tốt, quả nhiên hữu hiệu. Diệp Thần thấy Vạn Kiếm Thần Tinh tạo tác dụng, nội tâm đại hỉ. Những cái kia không gian mảnh vỡ, ở tan biến sau đó, từ bên trong chảy ra từng tia ấm áp huyết khí, bị Diệp Thần hấp thu. Những máu kia khí, nhưng là Thái Vũ huyết mạch nhất năng lượng tinh thuần. Diệp Thần hấp thu những máu kia khí, ngang hàng là chiếm đoạt Thái Vũ huyết mạch. Đang không ngừng chiếm đoạt bên trong, Diệp Thần đầu ông tác hưởng, nhiều hơn rất nhiều hiểu ra. Đó là đối không gian phép tắc hiểu ra. Thái Vũ huyết mạch, cùng trụ quang huyết mạch tương đối. Trụ là lúc đó, vũ là không. Thái Vũ huyết mạch, chính là không gian phép tắc trình độ cao nhất huyết mạch. Theo Vạn Kiếm Thần Tinh, kiếm khí không ngừng bung ra, Diệp Thần trong cơ thể không gian mảnh vỡ, cũng là không ngừng bị nghiền bạo, bể tan tành, băng diệt. Huyết khí hòa tan, bị hắn hấp thu. Diệp Thần thân thể, xuất hiện kỳ dị biến hóa. Hắn không ngừng hấp thu không gian huyết khí, dần dần nắm giữ Thái Vũ huyết mạch năng lượng, trên mình hiện ra thở mạnh voi. Từng mảnh hư không, so vũ trụ năm ánh sáng còn muốn mênh mông, ở Diệp Thần quanh người hiện lên, hợp thành một phiến hùng vĩ không gian kết giới. Nếu như lúc này, có người đi vào phòng bế quan, muốn tới gần Diệp Thần mà nói. Đó là vô luận như thế nào cũng đến gần không tới. Bởi vì Diệp Thần chung quanh thân thể, từng tầng một hư không bao phủ, hắn nhìn như người ở bên cạnh, nhưng trong thực tế xa cuối chân trời, nhảy ra vạn giới ra, ai cũng không chạm được tới hắn thân thể. Kinh người hơn chính là, trụ quang huyết mạch năng lượng, bắt đầu cùng Thái Vũ huyết mạch dung hợp. Thời gian cùng không gian, đang dung hợp. Từng cái thời gian đại đạo quy luật,
ở Diệp Thần quanh người hư không xuất hiện. Ông ông ông! Diệp Thần cảm thấy mình đầu óc, sinh ra rất nhiều hơn kỳ diệu lĩnh ngộ. Thời gian cùng không gian dung hợp sau đó, hắn đối thời gian pháp tắc nắm trong tay, rõ ràng so trước kia tăng lên một tầng thứ. Hiện tại, Diệp Thần có thể thấy rõ, ở giữa thiên địa, có từng cái thật nhỏ sợi tơ, những sợi này tuyến chính là thời gian tuyến. Phóng đại vừa thấy, những thứ này thời gian tuyến, thật ra thì chính là từng cái thời gian sông dài. Đi qua sự tình phát sinh, hiện ở sự tình phát sinh, tương lai sự tình phát sinh, cũng có thể ở điều này cái thời gian sông dài bên trong, bắt được hình ảnh. Diệp Thần thấy được đã từng là người chết, giống như là âm dương thần điện người chết, còn có rất nhiều hơn là luân hồi trận doanh mà chết người. Ta phải đem bọn họ sống lại. Diệp Thần trong lòng toát ra một cái ý niệm, ở thực tế phép tắc hạn chế hạ, người chết là rất khó sống lại, nhưng hắn có luân hồi huyết mạch, chấp trưởng sống chết bí ẩn, nhưng là có thể phá cái này cái hạn chế. Hạ một sát, Diệp Thần tay chụp tới, liền đem rất nhiều người chết, từ đi qua thời gian sông dài bên trong mò ra, để cho bọn họ xuất hiện ở đây, hiện tại điều này thời gian tuyến, từ đó đem bọn họ sống lại. Hiện tại Diệp Thần nắm trong tay Thái Vũ huyết mạch, cùng trụ quang huyết mạch dung hợp, không gian cùng thời gian dung hợp, hai đại pháp tắc dung hợp thành thời không quy luật. Diệp Thần nắm trong tay thời không quy luật, mượn nữa giúp luân hồi huyết mạch, lại là nghịch chuyển năm tháng, đem vô số người chết, từ đi qua thời gian sông dài bên trong mò ra, sống lại bọn họ. Thực tế hạn chế, trực tiếp bị Diệp Thần phá vỡ. Sinh tử cấm kỵ, bị Diệp Thần nghịch chuyển. Đây là luân hồi vĩ đại, là luân hồi huyết mạch uy năng. Rất nhiều sống lại người chết, có thiên thiên vạn vạn người, bọn họ sống lại sau đó, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, thần sắc từ mờ mịt mê muội, dần dần đổi được khiếp sợ rung động, cuối cùng biến thành sùng bái cùng kích động. Tán tụng luân hồi. Rồi sau đó, tất cả người quỳ ngã xuống, hướng Diệp Thần quỳ bái. Diệp Thần trong bụng rất vui sướng, hắn vẫn là lần đầu tiên thử nghiệm, sống lại nhiều người như vậy. Trước kia cùng hắn kết có thiện duyên, lại bất hạnh người bị chết, phần lớn đều bị hắn sống lại. Còn có một vài người, bởi vì tu vi mạnh mẽ, ví dụ như Gió Đế Quân, Diệp Thần vẫn không thể sống lại. Hiện tại Diệp Thần có thể sống lại, chỉ là vô lượng cảnh trở xuống người, còn như vô lượng cảnh trở lên người chết, hắn còn không cách nào sống lại. Dẫu sao vô lượng cảnh võ giả, tu vi mạnh mẽ, ở năm tháng sông dài bên trong phân lượng vậy nặng vô cùng, rất khó mò được động, sống lại vậy rất mệt khó khăn. Sống chết cấm kỵ bị phá vỡ, năm tháng sông dài nghịch chuyển, vô số người chết sống lại, trực tiếp kinh động thiên địa. Toàn bộ thái thượng thế giới, thiên địa khí voi kịch liệt chấn động, khắp nơi có luân hồi kim quang lững lờ, từng cơn ngâm sướng vang tận mây xanh, phù văn xen lẫn. Cái này mênh mông khí tượng. Tượng trưng cho Diệp Thần luân hồi huyết mạch lực lượng, đã phá vỡ thiên địa hạn chế. Vô số người mắt thấy cái này phiến khí tượng, đều là rung động kinh ngạc. Trong vạn khư thần điện, Vũ Hoàng cổ đế mắt thấy tầng tầng luân hồi kim quang nở rộ hình ảnh, gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Thằng nhóc này, lại phá vỡ sống chết cấm kỵ, hắn thực lực, tiến bộ như vậy nhanh chóng, còn có ai có thể đè ép được hắn. Thiên nữ, hôm nay liền xem tài năng của ngươi. Vũ Hoàng cổ đế trong tròng mắt tràn đầy che lấp, thật ra thì hắn nếu như toàn lực bùng nổ, không để ý bất cứ giá nào nói, vẫn là có chân áp Diệp Thần có thể. Dẫu sao, hắn kinh doanh vạn khư một cái kỷ nguyên thời gian, căn cơ hùng hậu. Nhưng nếu như không để ý giá phải trả, coi như có thể chấn áp Diệp Thần, hắn tự thân tổn thất vậy đặc biệt thảm trọng, cái mất nhiều hơn cái được. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi, cùng thiên nữ cùng Diệp Thần quyết chiến đến ngày tới. Một khi quyết chiến mở, lấy thiên nữ thực lực, coi như giết không chết Diệp Thần, cũng có thể thật to suy yếu Diệp Thần lực lượng. Đến lúc đó, chính là vạn khư phản kích thời điểm. Tử Hoàng Tiên Cung, Thiên Dương Vực, Thiên Ngoại Thiên Di La Cung cùng nhóm thế lực, cũng bắt được Diệp Thần phá vỡ sống chết cấm kỵ, kinh thiên động địa hình ảnh, rất nhiều thế lực tâm tính khác nhau, nhưng ý tưởng đều là giống nhau. Ở thời khắc này, Diệp Thần quá mạnh mẽ. Ai cũng không dám cùng hắn chính diện tranh phong, đều đang đợi thiên nữ cùng Diệp Thần quyết chiến ngày mở ra. Hai ngày thời gian trôi qua, Diệp Thần đem trong cơ thể không gian mảnh vỡ, toàn bộ nghiền bạo nghiền, hoàn toàn nắm trong tay Thái Vũ huyết mạch lực lượng, hơn nữa cùng trụ quang huyết mạch dung hợp, chấp trưởng thời không quy luật, có nghịch chuyển thời không mạnh mẽ thủ đoạn.
Diệp Thần tu vi, lần nữa đột phá, từ thiên huyền cảnh tầng thứ 6 trung cấp, tấn thăng đến cao cấp bước. Không mấy ngày thời gian, ta lại đột phá, quả nhiên là một ngày ngàn dặm à. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, nhanh như vậy đột phá đến tầng thứ 6 cao cấp, Thái Vũ huyết mạch mang cho hắn tăng thêm, đích xác là vô cùng to lớn. Diệp Thần phá cửa ra, chỉ gặp toàn bộ tinh nguyệt giới, khắp nơi ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, thủy tường đầy trời, điều điều khí vận kim long nhảy lên, khí tượng 10 phần nguy nga. Hắn luân hồi huyết mạch, hôm nay cường đại đến bao trùm thiên địa bước, toàn bộ tinh nguyệt giới, cũng nhận được chúc phúc che chở. Diệp Thần, chúc mừng ngươi rồi. Đây là, chỉ gặp hai đạo thướt tha thân ảnh yểu điệu, từ trong hư không hạ xuống, lại là đệ nhị yêu cơ và chỉ phi huyết. Yêu cơ, ngươi tới. Diệp Thần thấy đệ nhị yêu cơ tới, trong lòng đại hỉ. Đệ nhị yêu cơ mắt lộ vẻ cười ý, một như thường lệ quyến rũ, hạ xuống Diệp Thần bên người, ôm hắn cánh tay, chỉ phi huyết cùng thị ở bên cạnh. Ta nhận được ngươi ý chí đưa tin, nói mẫu thân ta sống lại, muốn gặp ta, nhưng ta ở Tử Hoàng Tiên Cung, có nhiều cản tay, không liền rời đi, đến ngày hôm nay mới thoát khỏi cha ta tai mắt, tới đây gặp ngươi. Đệ nhị yêu cơ hơi có chút không biết làm sao, trước đây nàng mang Diệp Thần đi Tử Hoàng Uyên, đã xúc phạm đạo đức thiên tôn cấm kỵ. Những ngày qua thời gian, nàng bị trông coi rất chặt, rất khó khăn mới ra ngoài. Vất vả ngươi. Diệp Thần sờ một cái đệ nhị yêu cơ gò má, rồi sau đó liền gọi tới Nguyệt Hồn Tiên Tử, để cho mẹ con các nàng gặp nhau. Mẹ con gái đoàn viên, đệ nhị yêu cơ cùng Nguyệt Hồn Tiên Tử, đều là không khỏi mừng rỡ. Nguyệt Hồn Tiên Tử kéo đệ nhị yêu cơ tay, ôn nhu nói, yêu cơ, ngươi sau này liền lưu lại, đừng trở về, chúng ta và Diệp Thần cùng nhau ở. Đệ nhị yêu cơ ám nhiên lắc đầu, tựa hồ có chỗ cố kỵ, nói, không được, nương thân, bây giờ còn chưa phải lúc, ta có người bạn sắp chết, ta hiện tại tới đây, thật ra thì cũng là muốn mời Diệp Thần xuất thủ cứu giúp. Diệp Thần nghe nói như vậy, hơi kinh hãi, nói, là ai? Phạm Tiểu Thư sao? Hắn mơ hồ bắt được thiên cơ, đệ nhị yêu cơ nói bằng hữu, tựa hồ chính là Phạm Tinh Nghiên. Đệ nhị yêu cơ gật đầu nói, đúng vậy, còn nhớ Nhất Vĩ sao? Tinh Nghiên nàng dùng tinh không thần tuyền, chữa hết Văn Thiên Đại Sư, để cho Văn Thiên Đại Sư ra tay, thuần phục Nhất Vĩ. Nhưng, Nhất Vĩ quá mạnh mẽ, thuần phục không quá thuận lợi, thậm chí muốn vùng vẫy chạy trốn. Trùng Dương chân nhân thấy tình thế bất lợi, đã xuất quan, hơn nữa và Văn Thiên Đại Sư thương lượng, muốn hy sinh Tinh Nghiên, dùng tánh mạng của nàng là hiến tế, trấn áp Nhất Vĩ. Nàng không muốn chết, liền hướng ta cầu cứu. Đệ nhị yêu cơ giọng, tràn đầy lo âu, nàng cùng Phạm Tinh Nghiên quan hệ mật thiết, chính là bạn thân, tự nhiên không muốn nhìn thấy nàng chết, cho nên hướng Diệp Thần nhờ giúp đỡ. Trùng Dương chân nhân muốn hy sinh Phạm Tiểu Thư, trấn áp Nhất Vĩ. Diệp Thần nhướng mày một cái, không nghĩ tới Trùng Dương chân nhân ác như vậy. Phải biết, Phạm Tinh Nghiên là hắn đồ đệ duy nhất, hắn lại có thể bỏ được hy sinh. Xem ra vì thuần phục Nhất Vĩ, Trùng Dương chân nhân cũng có điểm điên cuồng, không để ý bất cứ giá nào, không niệm tình cảm. Đệ nhị yêu cơ nắm Diệp Thần tay, nói, đúng vậy, Tinh Nghiên nàng hiện tại rất nguy hiểm, Diệp Thần, có thể người cứu nàng, cũng chỉ có ngươi. Diệp Thần là người trọng tình trọng nghĩa, nghe được đệ nhị yêu cơ như thế nói, tự nhiên vậy không do dự quá nhiều, rất hào phóng dứt khoát nói, yên tâm, yêu cơ, Phạm Tiểu Thư cũng là bạn của ta, nàng hôm nay xảy ra chuyện, ta sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Đệ nhị yêu cơ thấy Diệp Thần chịu ra tay cứu người, nhất thời đại hỉ, nói, đa tạ ngươi, Diệp Thần. Thời gian gấp, Phạm Tinh Nghiên tùy thời có thể xảy ra chuyện, Diệp Thần đơn giản ủy thác tốt tinh nguyệt giới công việc, liền cùng đệ nhị yêu cơ, chỉ phi huyết cùng nhau, biến dạng hư không, trực tiếp đi Thiên Dương vực. Ba người đi tới Thiên Dương vực bên trong, lập tức bị mấy cái cường đại trấn thủ người phát hiện. Vậy mấy cái trấn thủ người, nhận được Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ, không dám đắc tội, nhắm mắt lại trước, hỏi. Luân hồi chi chủ, yêu cơ tiểu thư, cung nghênh đại giá, không biết các ngươi hạ xuống Thiên Dương vực, có gì sao? Đệ nhị yêu cơ con người bắn ra rét lạnh vẻ, nói, không muốn chết, cũng cho ta lăn. Liền dẫn Diệp Thần, sải bước đi Thiên Dương vực trung tâm, Thánh Hỏa Điện phương hướng bay đi. Vậy mấy cái trấn thủ người, trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không dám ngăn trở. Coi như bọn họ không sợ đệ nhị yêu cơ, nhưng vậy sợ Diệp Thần. Diệp Thần,
đệ nhị yêu cơ, chỉ phi huyết ba người, bay đi Thánh Hỏa Điện, càng đến gần Thánh Hỏa Điện, lại càng có thể cảm thấy một cổ quỷ bí hơi thở, tràn đầy khủng bố, âm lệ, giết hại, tàn nhẫn mùi vị, đó chính là nhất vĩ si ma bỏ cạp, tản ra hơi thở. Bầu trời bên trong, có tầng tầng mây đen ngưng kết, tai khí cuồn cuộn, sát khí âm trầm, vậy cũng là nhất vĩ lệ khí, tích tụ biến thành. Xem ra thuần phục nhất vĩ, đúng là không quá thuận lợi. Ngoài ra, Diệp Thần còn phát hiện, Thiên Dương vực linh khí, so trước kia suy giảm liền rất nhiều, bầu trời cùng địa mạch, cũng không có nhiệt độ của ngọn lửa, tựa như mồi lửa đã không có ở đây. Mồi lửa có phải hay không bị cha ngươi cầm trở lại? Diệp Thần tò mò hướng đệ nhị yêu cơ hỏi. Đúng vậy, cha ta và Trùng Dương chân nhân, coi như là quyết liệt, hắn đã đem mồi lửa triệu hoán trở về. Đệ nhị yêu cơ đáp. Vốn là, mồi lửa là cung phụng ở Thánh Hỏa Điện bên trong, chỉ theo trước đạo đức thiên tôn và Trùng Dương chân nhân quyết liệt, mồi lửa đã được triệu hoán trở về. Hiện tại Trùng Dương chân nhân, đã không thể lại đụng chạm mồi lửa, hoàn toàn là đạo đức thiên tôn một người nắm trong tay. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, nói như vậy, Trùng Dương chân nhân không thể mượn dùng mồi lửa lực lượng, thực lực khẳng định giảm bớt nhiều. Đây đối với Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là chuyện tốt. Như vậy thứ nhất, hắn muốn từ Trùng Dương chân nhân trong tay, cứu Phạm Tinh Nghiên, vậy thì dễ dàng rất nhiều. Ba người nhanh chóng đi tới trước, rất nhanh đi tới Thánh Hỏa Điện. Chỉ gặp Thánh Hỏa Điện bốn phía, chi chít, như biển người, khắp nơi đều là cường đại võ giả. Những võ giả này, chia hai bên, một bên là Thánh Hỏa Điện người, bên kia, là Thiên Tinh Cung người. Phạm Tinh Nghiên xuất thân Thiên Tinh Cung, là Thiên Tinh Cung thánh nữ, nàng phải bị hiến tế, Thiên Tinh Cung các võ giả, bắt được tin tức, lập tức đuổi tới cứu viện. Chỉ bất quá, Thiên Tinh Cung thế lực, cùng Thánh Hỏa Điện so sánh, có chênh lệch thật lớn. Muốn ở Trùng Dương chân nhân dưới quyền cứu người, tự nhiên không phải chuyện dễ, hai bên đội ngũ giằng co. Luân hồi chi chủ tới. Không biết là ai thấy được Diệp Thần, kêu lên một tiếng. Rồi sau đó, hai bên giằng co đội ngũ, ánh mắt đồng loạt nhìn về Diệp Thần, trong mắt mang kính sợ, tôn sùng, sợ, kiêng kỵ vân. Vân thần sắc. Rào 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 rào. Đám người như sóng chiều vậy tách ra, nhường ra một con đường. Diệp Thần sải bước tiến lên trước, đệ nhị yêu cơ và chỉ phi huyết, đi theo hắn phía sau, đi Thánh Hỏa Điện quảng trường đi tới. Trên quảng trường, một đầu bò cạp to lớn, bị trăm ngàn sợi xích sắt trói, khóa ở trong quảng trường tim, chính là nhất vĩ si ma bò cạp. Ở si ma bò cạp gánh triền núi trên, lại buộc chặt một người cô gái, chính là Phạm Tinh Nghiên. Phạm Tinh Nghiên dưới chân, khắc vẽ một cái cửu long đại trận, nàng sắc mặt trắng bệch, tóc xốc xếch, trong cơ thể máu tươi không ngừng bị đại trận hấp thu, hóa thành áp chế si ma bò cạp lực lượng. Nàng trong huyết mạch mặt, có dũng khí loại nguyên thế chấp, là Trùng Dương chân nhân thu nàng làm đồ đệ sau đó, giao phó cho nàng đặc thù lực lượng. Hiện tại, Trùng Dương chân nhân muốn bắt nàng làm hiến tế, ép khô nàng trong cơ thể máu tươi lực lượng, phụ trợ áp chế si ma bò cạp. Si ma bò cạp vùng vẫy gầm nhẹ, nhưng không cách nào thoát khỏi chung quanh vô số xích sắt phong tỏa. Hai cái nam tử, đang đứng ở si ma bò cạp bên người, chính là Văn Thiên Đại Sư cùng Trùng Dương chân nhân. Văn Thiên Đại Sư hai tay dương ra, ngâm sướng một đoạn đoạn thần chú, pháp bảo của hắn Cửu Thiên Phục Long Ấn, đã hoàn toàn thúc dục động lực, kim quang tách thả ra, ở trong hư không xoay tròn, thả ra chín cái kim long bàng bạc khí tượng, không ngừng đánh vào si ma bò cạp thân thể, muốn đem chấn áp thuần phục, nhưng hiệu quả cũng không khá lắm. Trùng Dương chân nhân sắc mặt rất khó xem, thấy Diệp Thần tới, nghiêng liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt cứ tiếp tục rơi vào si ma bò cạp trên mình, quát lên, nhất vĩ. Người còn không chịu quy thuận, thật muốn ta tự mình xuất thủ không? Si ma bò cạp hì hì cười nhạt, nói, bằng ngươi cũng muốn chấn áp ta. Cái này thế gian, trừ Nguyên Thiên Đế ra, không có bất kỳ người, có thể để cho ta thành tâm quy thuận, người còn không cái này tư cách. Nếu không phải thế giới hiện thật hạn chế ta thực lực, các ngươi đều chết hết. Trong lúc nói chuyện, si ma bò cạp kịch liệt vùng vẫy, trên mình bộc phát ra một cổ kinh khủng hơi thở, hắc ám ngất trời. Lại là che khuất bầu trời, hiển hóa ra hắc ám tinh không đồ quyển. Ở đó phiến hắc ám tinh không đồ quyển bên trong, từng vì sao, câu nối thành một màn bò cạp đồ án. Cái này cái gọi là bò cạp đồ đằng, mơ hồ cùng si ma bò cạp đồng tình, đến từ tinh không bờ bên kia năng lượng, muốn hạ xuống. Càn rỡ,
còn dám vùng vẫy. Trùng Dương chân nhân tức giận, sử dụng một kiếm, chảm phá tinh không, đem vậy nhìn như xem bò cạp đồ đằng, hoàn toàn phá hủy. Bò cạp đồ đằng bị phá hủy, xì ma bò cạp phát ra tiếng kêu chói tai, nhưng mắt đồng bên trong như cũ mang bất khuất, bướng bỉnh bất tuần, từ đầu đến cuối không có cúi đầu ý. Văn Thiên Đại Sư, thật muốn ta hy sinh ta cái này học trò bảo bối, mới có thể trấn áp cái này nhiệt xúc sao? Trùng Dương chân nhân mi đầu đại chiếu, nhìn về phía Văn Thiên Đại Sư, lại có chút không thôi nhìn Phạm Tinh Nghiên một mắt. Thật ra thì hắn không hề muốn Phạm Tinh Nghiên chết, chỉ là vì trấn áp si ma bỏ cạp, mới không thể không như vậy. Văn Thiên Đại Sư nói, cũng chỉ có thể mời Phạm Tiểu Thư hy sinh, chỉ có phương pháp này. Phạm Tinh Nghiên huyết mạch bên trong, chảy xuôi Trùng Dương chân nhân ban cho đủ loại nguyên thế chấp năng lượng, trong đó thậm chí có không không năng lượng tồn tại, rất thích hợp dùng để áp chế si ma bỏ cạp. Hiện ở cục diện này, tổng không thể để cho Trùng Dương chân nhân mình hy sinh, vậy cũng chỉ có thể hy sinh Phạm Tinh Nghiên. Trùng Dương chân nhân than thở một tiếng, gật gật đầu nói, được rồi, Tinh Nghiên, người an tâm lên đường. Hướng Văn Thiên Đại Sư ánh mắt tỏ ý. Văn Thiên Đại Sư thúc giục pháp trận, liền phải chiếm đoạt hết Phạm Tinh Nghiên. Phạm Tinh Nghiên cảm thấy dưới chân trận pháp, năng lượng ba động bỗng nhiên đổi được hung mãnh, đang không ngừng chiếm đoạt nàng khí huyết. Nàng gương mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng ý, nhìn về Trùng Dương chân nhân, vừa nhìn về phía Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ, Chỉ Phi Huyết. Thiên Tinh cùng rất nhiều các võ giả, thấy Phạm Tinh Nghiên tức sắp chết, nhất thời kịch liệt rối loạn, nhưng bị Thánh Hỏa Điện cường giả chế trụ, không cách nào cứu viện. Đủ rồi. Diệp Thần cũng nhìn không được nữa, bước ra một bước, cong ngón tay cách không bắn ra, một đạo kình khí bắn ra, liền đem trói ở Phạm Tinh Nghiên xích sắt trên người. Toàn bộ đánh gãy. Đệ nhị yêu cơ cùng Chỉ Phi Huyết, xông tới, đem Phạm Tinh Nghiên giải cứu được. Toàn trường xôn xao. Văn Thiên Đại Sư yên lặng lui hai bước. Trùng Dương chân nhân sắc mặt âm trầm, nói, luân hồi chi chủ, người muốn làm gì? Phạm Tinh Nghiên bị giải cứu được, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, biết là Diệp Thần cứu nàng, nhất thời mặt đầy cảm kích, kêu một tiếng, Diệp Đại Ca. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng. Hướng Trùng Dương chân nhân nói, Trùng Dương chân nhân, ngươi muốn thuần phục nhất vĩ, ta không có ý kiến, nhưng Phạm Tiểu Thư là bạn của ta không thể nhìn nàng chết. Trùng Dương chân nhân than thở một tiếng, nói ta vậy không muốn nhìn nàng chết, nhưng vì thuần phục nhất vĩ, cũng chỉ có thể như vậy, ngươi không muốn quấy rối, ta không muốn cùng ngươi là địch, ngươi rời đi bây giờ, chúng ta còn có thể làm người bạn. Trước kia, Trùng Dương chân nhân đứng ở Tử Hoàng Tiên Cung bên này, cùng Diệp Thần tồn tại mâu thuẫn. Nhưng hiện tại, hắn đã thoát khỏi Tử Hoàng Tiên Cung, bây giờ không có cùng Diệp Thần là địch lý do. Trước bởi vì nhất vĩ sự việc, hai bên rất có tranh đấu, nhưng hôm nay đã thương lượng thỏa đáng, nhất vĩ do hắn nắm giữ, hắn tự nhiên không muốn kêu thêm chọc Diệp Thần. Diệp Thần thực lực, càng ngày càng lớn mạnh, nếu như đánh, ở trong cho mượn dùng tương lai thân lực lượng điều kiện tiên quyết, Trùng Dương chân nhân muốn chém chết Diệp Thần tuyệt đối rất mệt khó khăn. Trọng yếu hơn chính là luân hồi chi chủ khí vận quá kinh khủng, muốn hoàn toàn chém chết, khó khăn một chút. Ta rời đi có thể, nhưng ta phải dẫn Phạm Tiểu Thư cùng đi. Diệp Thần kiên quyết nói. Phạm Tinh Nghiên gặp Diệp Thần khắp nơi bảo vệ mình, nội tâm càng cảm kích. Thiên Tinh cùng rất nhiều các võ giả, lại là kêu gào ủng hộ, là Diệp Thần trợ uy. Trùng Dương chân nhân mi đầu đại chiếu, nói, đó chính là không có thương lượng. Diệp Thần nói có. Ngươi thuần phục ngươi đuôi thú, ta mang đi bạn của ta, mọi người nước giếng không phạm nước sông, ta ngày hôm nay không cùng ngươi tranh đoạt. Trùng Dương chân nhân vui vẻ cười to, nói, luân hồi chi chủ, ta lặp lại lần nữa, ta không muốn cùng ngươi tranh đấu, nhưng ngươi cố ý muốn đánh loạn ta bố trí, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói rơi xuống, Trùng Dương chân nhân cả người linh khí nổ, tương lai thời không quy luật lưu chuyển, tương lai người lực lượng hạ xuống, hắn phi kiếm sử dụng. Thân kiếm ánh chiếu bầu trời, lại là tóe ra một cổ minh mông kim quang. Vậy cổ kim quang, lại là thiên đế kim tua ánh sáng. Thiên đế kim luân, là tán thần nhất mạch cao nhất thần khí. Ban đầu nhâm phi phàm cơ duyên xảo hợp, lấy được thiên đế kim luân. Nhưng, Trùng Dương chân nhân tương lai thân, chính là tán thần nhất mạch thiên tôn nắm giữ, hắn tự nhiên cũng có tư cách, mượn dùng thiên đế kim tua lực lượng. Giờ khắc này, thiên đế kim tua lực lượng, đầu chiếu vào Trùng Dương chân nhân trên thân kiếm.
kiếm hắn, kim quang dâng trào, như liệt nhật vậy huy hoàng, hơi thở đặc biệt hung mãnh. Đệ nhị yêu cơ, Phạm Tinh Nghiên, chỉ phi huyết ba phụ nữ, thấy Trùng Dương chân nhân xuất kiếm, sắc mặt đều là biến đổi, thật sâu cảm thấy nguy hiểm. Diệp Thần nhưng là không sợ chút nào, nói, nếu như ngày hôm nay thật muốn ta động thủ, vậy, Trùng Dương chân nhân, ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Dứt lời, Diệp Thần trong đan điền, bỗng nhiên có một viên chói mắt tinh thần, xông lên bay ra, thăng thiên lên. Đó là Vạn Kiếm Thần Tinh. Vạn Kiếm Thần Tinh vừa ra, một cái cầm mũi nhọn lộ ra phi kiếm, từ phía trên chém chết đi ra, rơi xuống đất thành trận, vây quanh Thánh Hỏa Điện quảng trường, tạo thành một cái kiếm thật lớn trận, ông ông tác hưởng. Ở cái kiếm trận này bên trong, vô số kiếm khí, ở trong đó nổi lên, liền chuẩn bị muốn chém đánh ra. Vạn Kiếm Thần Tinh, ngươi lại lấy được cái này thần vật. Trùng Dương chân nhân sắc mặt đại biến, cảm thấy nguy hiểm, thừa dịp Diệp Thần kiếm khí còn không nổi lên hoàn thành, lập tức thúc giục phi kiếm chém ra, đánh đòn phủ đầu. Hắn phi kiếm phía trên, thiên đế kim tua kim quang, như sóng chiều vậy bung ra, ùng ùng vang dội, đặc biệt kinh người. Thời không quy luật, thời không vách đá. Diệp Thần thong thả, trong cơ thể trụ quang, quá vũ hai cái huyết mạch, năng lượng thúc giục, thời không quy luật tách thả ra, quanh người phiến phiến phù văn nổ lên, từng cái thời gian cùng không gian quy luật, cấu trúc thành một mặt đồ sộ vách đá. Cái này đồ sộ vách đá, là thời không vách đá, có thời không động lại lực lượng vĩ đại. Ở thời không vách đá xuất hiện ngay tức thì, Diệp Thần chung quanh thời không, tựa như cũng là lâm vào động lại cùng đình trệ. Trùng Dương chân nhân phi kiếm, chém chết tới đây, rơi vào động lại thời không bên trong, thân kiếm quỹ tích nhất thời đình trệ, thật giống như rơi vào vô biên vũng bùn cùng ao đầm, không cách nào lại tiến về trước nửa điểm. Trụ quang quá vũ, thời không bí ẩn, người đối thời gian cùng không gian quy luật nắm trong tay, lại đến cảnh giới như vậy. Trùng Dương chân nhân lần nữa khiếp sợ, nội tâm lại rung động thật sâu, đã biết Diệp Thần đem trụ quang huyết mạch cùng thái vũ huyết mạch dung hợp, đối thời không phép tắc nắm trong tay, có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, là thế giới hiện thật người thứ nhất. Đối mặt địch nhân công kích, Diệp Thần thậm chí không cần né tránh, chỉ cần ở trước người bày thời không bình phong che chở, liền có thể ngăn cách hết thảy, ngăn cản hết thảy. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, ở ngăn trở Trùng Dương chân nhân một kiếm sau đó, lập tức thúc giục Vạn Kiếm Thần Tinh, vô số kiếm khí mang phai mở thời không uy năng, ùn ùn kéo đến hướng Trùng Dương chân nhân chém tới. Thiên Đế Kiếm Lưu. Trùng Dương chân nhân thần sắc đại biến, vội vàng triệu hồi phi kiếm, ở trước người hóa ra một phiến màu vàng kiếm lưu, khó khăn lắm ngăn trở Diệp Thần kiếm khí đánh giết. Lương Vương đại nhân. Rất nhiều Thánh Hỏa Điện các cường giả, thấy Trùng Dương chân nhân gặp nạn, liền muốn tới cứu viện, nhưng bị Diệp Thần kiếm trận cách trở, ai cũng không vào được. Trùng Dương chân nhân, liền để cho ta xem, là dưới mắt ngươi lợi hại, còn là thần của ta thông lợi hại. Diệp Thần quát to một tiếng, cả người nổ ra từng luồng bóng tối hơi thở. Những thứ này hắc ám khí tức, giống như sương mù vậy, nhanh chóng lan tràn ra, trong đó tựa như lại hàm chứa cái gì sình sệt đậm đà chất lỏng. Ừng ực vang dội, không ngừng trên không trung xen lẫn, lóe lên mảng lớn phù văn, rất nhanh cấu trúc thành một cái to lớn xào huyệt. Cái này to lớn hắc ám xào huyệt, chiếm cứ ở trên trời, toát ra vô biên vô tận hắc ám chập chờn, như sóng chiều cuồn cuộn, rung động nhân tâm. Toàn trường tất cả người, đang nhìn cái đó hắc ám xào huyệt thời điểm, nội tâm cũng rung chuyển, tựa như thấy được trong truyền thuyết địa ngục, có thể thai nghén vô số yêu ma địa ngục. Đó chính là phù quỷ mẫu sao. Diệp Thần biết, Trùng Dương chân nhân có tương lai thân, tu vi cường hãn, muốn chấn áp hắn mà nói, tầm thường thủ đoạn là vô dụng, phải dùng phù quỷ mẫu sao cái loại này kinh khủng thần thông. Phù quỷ mẫu sao vừa ra, thiên địa liền lâm vào hắc ám, âm phong đại tác. Phải biết cái này vẫn là không hoàn chỉnh phù quỷ mẫu sao, nếu như hoàn chỉnh phù quỷ mẫu sao, tất nhiên đối Diệp Thần trợ lực là hết sức hắn lớn. Diệp Thần nhìn vậy hắc ám xào huyệt, trong lòng cũng âm thầm xác định, chuyện này kết thúc sau đó, phải lập tức đi một chuyến huyễn môn. Một vì Đinh Nguyệt như ước định, hai là nắm giữ hoàn chỉnh hắc ám xào huyệt. Diệp Thần ngón tay vung lên, trong hư không phù quỷ mẫu xào, lập tức tuôn ra vô số đầu phù quỷ yêu ma, mỗi một đầu phù quỷ, cả người cũng lượn lờ trùng trùng phù văn cổ xưa, hắc ám khí tức giết hại như nước thủy triều, như vậy từ U Minh địa ngục đi ra ác ma, đặc biệt khủng bố. Khặc khặc, tất cả phù quỷ, hai tròng mắt đỏ tươi,
răng nanh xâm nghiêm, cười gằn, huy động ma khí đao kiếm, giết phá hư không, cuồng như vậy hướng Trùng Dương chân nhân chém chết đi. Đây là phù quỷ mẫu xào. Trùng Dương chân nhân thần sắc bộ dạng sợ hãi, Diệp Thần thủ đoạn thần thông, thật to ra hắn dự liệu. Cái này phù quỷ mẫu xào, chính là từ tinh không bờ bên kia lưu truyền ra ma đạo thần thông, sát phạt đặc biệt khủng bố, hắn không nghĩ tới Diệp Thần đã luyện thành, tu vi thành tựu còn như vậy lô hỏa thuần thanh. Thiên thiên vạn vạn đầu phù quỷ yêu ma, che trời vậy nhào tới, làm người ta nghẹt thở. Trùng Dương chân nhân trong mắt, đã không thấy được những người khác, chỉ thấy vô số đầu phù quỷ, châu chấu bay vậy đánh tới, chi chít. Như thế nhiều phù quỷ, coi như là thế giới hiện thật tiên đế cũng không nhất định ngăn cản ở. Diệp Thần cái này phù quỷ mẫu xào thần thông, liền cao cấp tiên đế đều có thể tiêu diệt, trực tiếp chìm ngập. Trùng Dương chân nhân khua kiếm giết lung tung, đem tất cả phù quỷ chém rớt, nhưng Diệp Thần nơi cho gọi ra phù quỷ, số lượng thực ra quá nhiều, giết không khỏi giết, hoàn toàn giết không xong. Rất nhanh, Trùng Dương chân nhân thân thể, liền gặp phải vô số đầu phù quỷ nhào cắn, xé, máu thịt đầm đìa, vết thương chồng chất, xương trắng nhảy ra. Lấy hắn bản thân lực lượng, căn bản không cách nào cùng Diệp Thần phù quỷ chống lại, trừ phi là mượn dùng tương lai người lực lượng. Tương lai pháp tướng, tán thần thiên tôn, chí tôn nắm giữ, phá. Trong lúc nguy cấp, Trùng Dương chân nhân cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, quát to một tiếng, trực tiếp đem tương lai người lực lượng, bùng nổ đến mức tận cùng. Oanh! Một đạo pháp tướng to lớn, phóng lên cao. Cái này đạo pháp tướng, chừng vạn trượng cao, hình dáng là Trùng Dương chân nhân hình dáng, nhưng toàn thân thần quang lượn lờ, như lưu ly vậy trong suốt, quanh thân từng cái cổ xưa quy luật quanh quẩn, đại khí bàng bạc, thấm ra cổ xưa quân vương cùng chí tôn chúa tể hơi thở. Đó là truyền thuyết bên trong, tán thần thiên tôn hơi thở. Trùng Dương chân nhân tương lai thân, chính là tán thần thiên tôn. Tán thần thiên tôn tương lai pháp tướng vừa ra, hào hùng thiên đế thần uy, nhất thời cuồn cuộn nổ tung, từng cái mênh mông quy luật, mang vô thượng thần quang, ánh chiếu chư thiên, lóa mắt người mắt, đem Diệp Thần nơi cho gọi ra phù quỷ, mảng lớn tiêu diệt. Vô số phù quỷ hét thảm lên, ở đó tán thần thiên tôn pháp tướng ánh sáng chiếu rọi xuống, rối rít chôn vùi, khó mà chống lại. Có thể ép ta đến bước này, luân hồi chi chủ, người vậy coi là lợi hại. Trùng Dương chân nhân nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong giọng nói vừa tức giận, lại mang tán thưởng. Toàn trường tất cả người, mắt thấy hắn tán thần thiên tôn pháp tướng, đều là rung động, lại bội phục Diệp Thần thủ đoạn. Diệp Thần lấy thiên huyền cảnh tầng thứ 6 tu vi, đem Trùng Dương chân nhân ép đến tuyệt cảnh, không thể không bộc phát ra cường hãn nhất tương lai lực lượng, đơn giản là vô địch. Diệp Thần ánh mắt híp lại, Trùng Dương chân nhân vậy vạn trượng cao nguy nga pháp tướng, nóng rực thần quang, vậy sáng chói được hắn có chút hoa mắt, hắn áp lực lại là to lớn. Cũng may đây là thế giới hiện thật, nếu không hắn có thể một hơi thở cũng không nhịn được. Phù quỷ mẫu xào, vạn kiếm thần tinh, dung hợp. Diệp Thần áp lực tuy lớn, nhưng cũng không hoảng hốt, lui về phía sau hai bước, vung hai tay lên, vạn kiếm thần tinh cùng phù quỷ mẫu xào, lập tức dung hợp một chỗ. Ưng ực, phù quỷ mẫu xào bên trong, tóe ra từng cổ một hắc ám sền sệt cổ quái chất lỏng, thấm vào đến vạn kiếm thần tinh bên trong, đem nguyên ngôi sao cũng nhuộm đen. Vạn kiếm thần tinh ngay tức thì sa đọa, đổi được hắc ám, phía trên mỗi một thanh thần kiếm, cũng hóa thành đen nhánh ánh sáng màu. Dĩ nhiên, cái này cổ sa đọa, là hoàn toàn ở Diệp Thần nắm trong tay bên trong, hắn muốn để vạn kiếm thần tinh, dính hắc ám lực, như vậy thứ nhất, là được bộc phát ra kinh khủng hơn sát phạt. To lớn hắc ám xào huyệt, bao quanh tinh cầu khổng lồ, tinh cầu ùng ùng ở trên trời chuyển động, ngay chớp mắt đã hóa thành một phiến đen nhánh. Cái này cổ đen nhánh hơi thở, cho dù là Trùng Dương chân nhân pháp tướng thần quang, đều không cách nào che giấu. Cái gì? Trùng Dương chân nhân thấy vạn kiếm thần tinh cùng phù quỷ mẫu xào dung hợp, thần sắc nhất thời tủng sợ hãi, không nghĩ tới Diệp Thần thần thông biến hóa như vậy lợi hại. Suy suy suy. Hạ một sát, chỉ gặp ở đó hắc ám xào huyệt bên trong, vạn kiếm thần tinh rót đầy hắc ám khí tức, từ trên tinh cầu nổ bắn ra ăn gian vạn đạo hắc ám kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí cũng mang theo cổ xưa kiếm thiên đế ý chí thần uy, lại có tinh không sa đọa, hắc ám hủy diệt vậy khủng bố giết hại. Trùng Dương chân nhân luống cuống, hắn là thật không nghĩ tới, Diệp Thần thủ đoạn như vậy lợi hại. Hắn tuy có thể mượn dùng tương lai người lực lượng,
nhưng cuối cùng phải bị thực tế hạn chế, không thể nào toàn bộ phát huy. Mà Diệp Thần, là đỉnh cấp bùng nổ, không có chút nào câu nệ, thật là vô địch. Nghỉ nghỉ nghỉ. Ngàn vạn đạo hắc ám kiếm khí, phá không từng giết, hung hăng chém ở Trùng Dương chân nhân pháp tướng phía trên. Vậy vạn trượng cao nguy nga pháp tướng, phía trên lượn lờ tầng tầng thần quang, ở vô số hắc ám kiếm khí dưới sự xung kích, rất nhanh vậy dính liền hắc ám, thần quang phai mờ, pháp tướng bị xuyên thấu được mình đầy thương tích. Phốc xích. Trùng Dương chân nhân bị to lớn đánh vào, tại chỗ hộc máu, sắc mặt tái mét. Thiên đế kim luân, uy năng hạ xuống. Nguy cấp bên trong, Trùng Dương chân nhân đứng yên bước chân, cũng không thối lui, hai cánh tay dương ra, phát ra thật lớn ngâm sướng, câu thông trong chỗ u minh thiên đế kim luân. Hôm nay thiên đế kim luân, ở Nhâm Phi Phàm trong tay, nhưng Nhâm Phi Phàm thật ra thì cũng chưa hoàn toàn chấp trưởng, chỉ là mượn dùng xong. Mà Trùng Dương chân nhân, thành tựu tương lai tán thần thiên tôn, hắn tự nhiên cũng có thể mượn dùng thiên đế kim tua lực lượng, dẫu sao đó là tán thần nhất mạch thần khí. Vù vù, Trùng Dương chân nhân sau lưng pháp tướng, cặp mắt nhất thời biến hóa, biến thành hai bánh mặt trời, hiển hóa ra thiên đế kim tua thần uy, nổ bắn ra ra vạn số tiền lớn mang, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn. Hu hu hu, Diệp Thần bắn tới hắc ám phi kiếm, ở đó thiên đế kim tua vạn số tiền lớn quang dưới sự xung kích, nhất thời chôn vùi. Thậm chí, Trùng Dương chân nhân pháp tướng cặp mắt, bắn ra kim mang, còn xuyên thấu hư không, như hai đạo mũi tên nhọn. Bắn vào Diệp Thần phù quỷ mẫu xào trên. Suy, phù quỷ mẫu xào bị bắn thủng, hắc ám khí tức tan vỡ, liên quan vạn kiếm thần tinh đều bị liền một chút tổn thương. Phốc, lần này đến phiên Diệp Thần hộc máu, hắn khẽ cắn răng, cũng không hoảng loạn, thúc dục luân hồi huyết mạch lực lượng, thánh ma thần mạch mở, đại lượng ma khí bạo dũng ra, bơm vào đến phù quỷ mẫu xào bên trong, lớn mạnh hắc ám cùng Trùng Dương chân nhân thiên đế kim luân lực lượng đối kháng. Nhất thời, Diệp Thần và Trùng Dương chân nhân liền rơi vào giằng co bên trong. Diệp Thần hắc ám kiếm khí cùng Trùng Dương chân nhân thiên đế kim tua ánh sáng giằng co lẫn nhau, tạm thời tới giữa, người này cũng không thể làm gì được người kia. Toàn trường tất cả người, đệ nhị yêu cơ, Chỉ Phi Huyết, Phạm Tinh Nghiên, Văn Thiên Đại Sư, còn có Thiên Tinh Cung và Thiên Dương vực các võ giả, thấy cái này giằng co tình cảnh, tất cả người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần sẽ cường hãn đến tình cảnh này. Ở Trùng Dương chân nhân mượn tương lai người lực lượng, còn có thiên đế kim tua lực lượng sau đó, Diệp Thần lại còn có thể khổ khổ chống đỡ, thậm chí còn có thể duy trì ngang tay, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Thật may cha ta triệu hoán cướp còn loại. Còn nữa, lần trước Trùng Dương chân nhân hẳn bị chút tổn thương, còn không hết bệnh. Đệ nhị yêu cơ trong lòng âm thầm vui mừng, nàng phụ thân đạo đức thiên tôn. Đem mồi lửa triệu hoán trở về, đưa đến thiên dương vực địa mạch lực lượng, thật to suy yếu. Trùng Dương chân nhân địa mạch ưu thế, không hề mạnh, để cho Diệp Thần có đối kháng có thể. Nhưng dù vậy, Diệp Thần có thể cùng Trùng Dương chân nhân đánh ngang tay, vậy là phi thường cường đại. Giờ phút này, Diệp Thần cùng Trùng Dương chân nhân, giằng co lẫn nhau trước, hai người thần sắc đều là âm trầm. Bọn họ đều biết, nếu như đánh tiếp nữa mà nói, chỉ sẽ là lưỡng bại câu thương. Nhưng, hai người cũng biết, nếu ai lùi bước, ai liền muốn thua, cho nên ai cũng không dám lui về phía sau nửa bước. Đối lập kéo dài 15 phút, Trùng Dương chân nhân pháp tướng trong mắt bên trong, thiên đế kim tua ánh sáng, đã ám đạm liền rất nhiều. Diệp Thần phù quỷ mẫu xào, hắc ám khí tức cũng là lớn lớn suy yếu, sắp chống đỡ không nổi nữa. Hắn phù quỷ mẫu xào cuối cùng không phải hoàn chỉnh. Nếu là đi liền huyễn môn, có lẽ dưới mắt thế cục liền thay đổi. Nhưng, hai người đều là cắn chặt hàm răng, liều chết kiên trì, muốn cùng đối phương lùi bước buông tha. Lại đối lập 15 phút, Diệp Thần cảm thấy cả người linh khí, còn có huyết mạch năng lượng, đều sắp bị tiêu hao sạch. Trùng Dương chân nhân linh khí, vậy sắp bị tiêu hao sạch. Nhưng, hai người vẫn là cố chấp giằng co, cũng không ai chịu lùi bước. Toàn trường tất cả người cũng rung động trầm mặc. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Diệp Thần và Trùng Dương chân nhân đều phải kiệt lực mà chết. Thanh Liên phân thân, cho ta tiếp tục. Diệp Thần khẽ cắn răng, ở tự thân linh khí mau tiêu hao sạch thời điểm, sử dụng một đạo phân thân, chính là Thanh Liên phân thân. Cái này đạo Thanh Liên phân thân, mặt ngoài cùng nội tức, cùng Diệp Thần giống nhau như đúc, ẩn chứa lực lượng,
có chừng Diệp Thần 4 thành tiêu chuẩn. Thanh Liên phân thân thay thế Diệp Thần, tiếp tục cùng Trùng Dương chân nhân đối lập. Trùng Dương chân nhân bối rối, hắn linh khí đã mau khô kiệt, kiên trì đến hiện tại, chính là muốn đánh cuộc Diệp Thần trước không nhịn được, nào nghĩ tới Diệp Thần lại có thể thả ra Thanh Liên phân thân. Nhìn vậy Thanh Liên phân thân, chiến ý tràn đầy hình dáng, Trùng Dương chân nhân đạo tâm, thiếu chút nữa thì muốn tan vỡ. Hắn thở thật dài một tiếng, lui về phía sau hai bước, nói, luân hồi chi chủ, là ngươi thắng. Những lời này nói xong, Trùng Dương chân nhân thân thể lảo đảo lắc lư, hơi thở có chút nhỏ phù, sau lưng tương lai pháp tướng, cũng là hoàn toàn hội diệt đi. Lương Vương đại nhân, Thiên Dương vực rất nhiều các cường giả, lật đật tới đây đỡ ở Trùng Dương chân nhân, e sợ cho hắn xảy ra chuyện. Diệp Thần thu hồi Thanh Liên phân thân, thân thể cũng là lảo đảo lắc lư, thở hồng hộc, cả người đều là mồ hôi, khóe miệng mơ hồ xuất hiện một đạo tia máu. Mới vừa đối lập, vậy để cho hắn tiêu hao to lớn, thiếu chút nữa thì muốn đèn cạn dầu. Dĩ nhiên, Trùng Dương chân nhân tình huống, và Diệp Thần so sánh cũng không tốt gì. Dẫu sao, Diệp Thần còn có Thanh Liên phân thân cái này đạo lá bài tẩy, Trùng Dương chân nhân đã không có lá bài tẩy. Diệp Thần mơ hồ suy đoán, Trùng Dương chân nhân ở nhất vĩ trên mình xài không thiếu khí lực, nếu không trạng thái hẳn biết khá hơn một chút. Chàng này đánh cờ, là Diệp Thần thắng. Trùng Dương chân nhân, ta có thể mang Phạm tiểu thư đi chứ? Diệp Thần thở hổn hển, lau khô khóe miệng máu, nhìn chằm chằm Trùng Dương chân nhân hỏi. Trùng Dương chân nhân không nói gì, yên lặng một hồi, ánh mắt chuyển động, tựa như lại nghĩ đến cái gì, hướng Văn Thiên đại sư nói. Văn Thiên đại sư, không có đầu nhi ta là tế, người còn có thể thuần phục nhất vĩ sao? Văn Thiên đại sư gương mặt trắng bệch, mới vừa mắt thấy Diệp Thần cùng Trùng Dương chân nhân chiến đấu. Hắn bị dọa sợ không nhẹ, e sợ cho bị vạ lây. Lúc này chiến đấu đã lắng xuống, lòng hắn thần như cũ rung, nghe được Trùng Dương chân nhân hỏi, mới ở trong mộng mới tỉnh, cả người run lên, hoảng hốt vội nói, không thể, Trùng Dương chân nhân, xin thứ cho ta kỹ thuật không tinh. Thanh âm mang xấu hổ. Trùng Dương chân nhân trầm tư một hồi, nói, nhất vĩ ngươi không thể thuần phục, vậy nửa đuôi đâu? Văn Thiên đại sư ngẩn ngơ, nói cái gì? Trùng Dương chân nhân ánh mắt ngưng mắt nhìn nhất vĩ, nói cái gọi là đuôi thú, trên bản chất là một đoàn năng lượng thể, là có thể cắt nhỏ, năm đó đêm hàn mang đi thập vĩ, không cách nào khống chế, chính là đem cắt nhỏ. Nhất vĩ ngươi không thể thuần phục, vậy nửa đuôi đâu? Văn Thiên đại sư kinh hãi, nói Trùng Dương chân nhân, ngươi muốn cắt phân nhất vĩ. Trùng Dương chân nhân nói, đúng vậy. Văn Thiên đại sư kinh hãi, rồi sau đó cúi đầu trầm ngâm. Nói, nếu như chỉ là nửa đuôi, ta cũng có thể thuần phục. Hắn không cách nào thuần phục nhất vĩ, là bởi vì là nhất vĩ quá tàn bạo, năng lượng quá mãnh liệt, khó mà áp chế. Nhưng nếu như, nhất vĩ cắt nửa phút, chỉ còn lại một nửa năng lượng nói, hắn dựa vào cửu thiên phục long ấn, nhưng là có cưỡng ép chân áp có thể. Hống! Nhất vĩ si ma bò gặp, nghe được mình phải bị cắt nhỏ, nhất thời tức giận bào hiếu, muốn vùng vẫy. Nhưng bị vô số sợi xích sắt trói, cũng không cách nào tránh thoát. Trùng Dương chân nhân gật đầu một cái, trong bụng đã có quyết đoán, liền hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, có lẽ chúng ta có thể thương lượng một tí. Diệp Thần nói, thương lượng cái gì? Trùng Dương chân nhân nói, ta có thể để cho ngươi mang đi tinh nghiên, thậm chí có thể đem nhất vĩ cắt nhỏ, đưa nửa đuôi cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chút điều kiện. Ngươi ta tới giữa, thật ra thì cũng không thù oán. Dẫu sao ta đã thoát khỏi Tử Hoàng Thiên Cung, chúng ta tồn tại khả năng hợp tác. Diệp Thần suy nghĩ sâu xa chốc lát, ngược lại là giác được đối phương nói có lý, liền nói tiếp tục. Mới vừa Trùng Dương chân nhân cùng Diệp Thần, sanh tử quyết chiến, Diệp Thần biểu hiện ra tuyệt đối cường hãn sức chiến đấu. Hiện tại, Trùng Dương chân nhân giọng nói chuyện, cũng là khách khí rất nhiều, thậm chí còn muốn cùng Diệp Thần đàm phán hợp tác. Dẫu sao hắn cũng biết. Diệp Thần thực lực đã đủ tư cách đàm phán, cưỡng ép đối kháng, không có kết quả tốt, ngược lại không như lui nhường hợp tác. Trùng Dương chân nhân nói, đầu tiên, ta đưa nửa đuôi cho ngươi, cần ngươi lấy đồ để đổi, ta muốn mất đi thiên thư. Nhất vĩ năng lượng, không phải chuyện đùa, cắt nhỏ một nửa cho Diệp Thần mà nói, Trùng Dương chân nhân tổn thất to lớn, hắn tự nhiên sẽ không trắng tặng không ra. Hắn cần Diệp Thần cầm ra đủ giá trị đồ, cùng hắn trao đổi. Mất đi thiên thư sao?
Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, mất đi thiên thư là thần tích tụng đời điển chương 8, uy năng đặc biệt khủng bố. Cái này thế gian một trang cuối cùng mất đi thiên thư, ở Diệp Thần trong tay, chỉ là Diệp Thần tu vi có hạn, còn không cách nào phát huy thiên thư này uy lực chân chính. Trùng Dương chân nhân có tương lai thân, đối không không thời không quy luật, trưởng khống lực cao thâm, mất đi thiên thư nếu là rơi vào trong tay hắn, có thể bùng nổ cường đại nhất uy năng. Cái này mất đi thiên thư, ban đầu cũng là thiên tim lão tổ, tim tim niệm niệm đồ mong muốn, giá trị không phải chuyện đùa. Hiện tại Diệp Thần muốn lấy được nửa đuôi, liền phải dâng ra mất đi thiên thư. Mất đi thiên thư cùng nửa đuôi giá trị, cái nào nặng nhẹ, chân thực khó mà cân nhắc. Nhưng, đuôi thú sau lưng, quan hệ đến thập vĩ nhân quả, phân lượng hiển nhiên quan trọng hơn một ít. Diệp Thần cẩn thận cân nhắc, cuối cùng là gật đầu nói, có thể, ngươi nếu như cắt nhường nửa đuôi, ta có thể đem mất đi thiên thư cho ngươi. Trùng Dương chân nhân ha ha cười một tiếng, nói, sảng khoái. Chỉ bất quá, ta có thể trước đó cùng ngươi nói xong, ngươi coi như bắt được nửa đuôi, cũng không phải như vậy dễ dàng thuần phục. Văn Thiên Đại Sư lực lượng, hẳn không đủ để chống đỡ hai lần tuần thú. Văn Thiên Đại Sư cười khổ nói, đúng vậy, nếu như nhất vĩ cắt nửa phút, chia nhỏ thành hai đầu đuôi thú, vậy ta tối đa chỉ có thể thuần phục một đầu. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng rét một cái. Đuôi thú bướng bỉnh khó thuần, hắn tự nhiên là biết. Nếu như đạt được nửa đuôi sau đó, không thể thuần phục, đó chính là một cái mìn định giờ. Bất quá, Diệp Thần trong đầu nghĩ, nếu là nửa đuôi, hắn theo dựa vào chính mình lực lượng, có lẽ cũng có thể trấn áp, không cần dựa vào Văn Thiên Đại Sư. Có thể, ta biết, ta sẽ tự mình ra tay thuần phục. Diệp Thần gật đầu đáp ứng, đuôi thú quan hệ đến thập vĩ bí ẩn, có thể cầm nặn ở trong tay, dĩ nhiên là chuyện tốt, hắn không muốn bỏ qua. Trùng Dương chân nhân nói, rất tốt, có quyết đoán. Luân hồi chi chủ, ta còn muốn và ngươi hợp tác, cùng nhau chu diệt đạo đức thiên tôn, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần nói, ngươi muốn giết đạo đức thiên tôn. Trùng Dương chân nhân nói, đúng vậy, đạo đức thiên tôn tồn tại, tất nhiên ô nhục mồi lửa, uy hiếp thế giới hiện thật thăng bằng, ta hiện tại thân ngay tại thế giới hiện thật, ta không thể để cho cái thế giới này băng diệt, đạo đức thiên tôn phải chết. Còn như mồi lửa, thật ra thì bản thân chính là luân hồi huyết mạch một phần chia, đoạt được mồi lửa sau đó, ngươi chấp trưởng là được, ta tin tưởng ngươi lực lượng, đủ để bảo vệ thực tế, chúng ta sau này sẽ là bạn rất thân. Đệ nhị yêu cơ kinh hãi, tiến lên kéo Diệp Thần cánh tay, nói, không nên giết cha ta. Diệp Thần chau mày, hắn cùng đạo đức thiên tôn, thù oán càng ngày càng sâu, chỉ bất quá, xem ở đệ nhị yêu cơ mặt mũi, hắn từ đầu đến cuối không có biểu lộ sát ý. Lúc này nhìn đệ nhị yêu cơ bộ kia đáng thương hình dáng, Diệp Thần trong lòng cũng hơi có chút không đành lòng, hướng Trùng Dương chân nhân nói, không cần giết người, chúng ta có thể phế bỏ đạo đức thiên tôn tu vi, giải trừ uy hiếp, để cho hắn làm người bình thường là được. Trùng Dương chân nhân suy tư một tí, cuối cùng gật đầu đồng ý, nói có thể, đạo đức thiên tôn thực lực vô cùng là mạnh mẽ, chỉ cần ngươi chịu buông xuống tư tình nhi nữ, cùng ta liên thủ đối phó hắn là được. Đạo đức thiên tôn kinh doanh Tử Hoàng Tiên Cung, không biết nhiều ít kỷ nguyên, từ thời đại hồng hoang, một mực kéo dài đến hiện tại. Ở vạn khư còn không ra đời, luân hồi còn không thời điểm ra đời, đạo đức thiên tôn cũng đã tồn tại. Ở Tử Hoàng Tiên Cung địa giới trên, đạo đức thiên tôn là vô địch, người bất kỳ đều không cách nào áp chế hắn. Hơn nữa, hắn lưng sau đó, còn có Hồng Quân lão tổ trợ lực, muốn đánh bại hắn, cướp lấy mồi lửa, vậy càng là khó hơn lên trời. Trùng Dương chân nhân một thân một mình, là tuyệt đối không cách nào đối kháng, hắn cần và Diệp Thần hợp tác. Hắn cũng biết, Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ, quan hệ mật thiết, có thể bỏ không được động thủ. Cho nên, hắn nhượng bộ một bước, có thể không giết đạo đức thiên tôn, nhưng tu vi phải phế bỏ. Đệ nhị yêu cơ nghe được Diệp Thần và Trùng Dương chân nhân, dự định liên thủ phế bỏ nàng phụ thân tu vi, cướp lấy mồi lửa, nàng thần sắc nhất thời ám nhiên. Không biết như thế nào cho phải. Đạo đức thiên tôn đối nàng cực tốt, từ nhỏ ân sủng chiếu cố, nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy phụ thân xảy ra chuyện. Nhưng, đương thời giây phút, Diệp Thần và Trùng Dương chân nhân, đã quyết sách hoàn thành, nàng lại như thế nào có thể ngăn trở. Gìn giữ đạo đức thiên tôn tánh mạng, chỉ là phế bỏ tu vi, đây đã là Diệp Thần lằn danh. Trùng Dương chân nhân cuối cùng nói, luân hồi chi chủ, chúng ta vỗ tay làm thề.
Diệp Thần nói, vỗ tay làm thề. Hai người liền vỗ tay thề, quyết định liên thủ đối phó Đạo Đức Thiên Tôn. Tiếp theo, chính là cắt nhỏ nhất vĩ. Trùng Dương Chân Nhân nói, cắt nhỏ nhất vĩ, cũng không phải là chuyện dễ, luân hồi chi chủ, người tốt nhất trước đem mất đi thiên thư cho ta. Ta mượn mất đi thiên thư lực lượng, sẽ cùng Văn Thiên Đại Sư liên thủ, hẳn có thể đem nhất vĩ cắt nhỏ. Đến lúc đó, ta sẽ đem thuộc về ngươi nửa phần, đưa đến người địa giới trên. Diệp Thần cân nhắc một tí, liền đem mất đi thiên thư sử dụng, giao cho Trùng Dương Chân Nhân, nói có thể. Hắn đã cùng Trùng Dương Chân Nhân vỗ tay làm thề, tự nhiên cũng không sợ đối phương đổi ý, nếu không nhân quả thiên phạt, đối phương không cách nào chịu đựng. Trùng Dương Chân Nhân đạt được mất đi thiên thư, lại vui lại than thở, vẻ mặt khá là phức tạp. Hết thảy sự việc thương lượng thỏa đáng, Diệp Thần liền dẫn Phạm Tinh Nghiên, đệ nhị yêu cơ, chỉ phi huyết rời đi. Thiên Tinh cùng các võ giả, tất cả đều hoan hô, hết sức phấn khởi, vậy đi theo Diệp Thần trở về. Diệp Thần cùng Trùng Dương Chân Nhân hợp tác thương nghị, cũng không có giấu giếm người bất kỳ, bởi vì không gạt được. Chuyện lớn như vậy, nhất định kích động thiên cơ, khẳng định sẽ bị Đạo Đức Thiên Tôn phát hiện. Hai người cũng không định dùng âm mưu gì, chính là muốn đường đường tránh tránh, đánh bại Đạo Đức Thiên Tôn, cướp lấy mồi lửa. Diệp Thần mang đệ nhị yêu cơ, Phạm Tinh Nghiên, chỉ phi huyết ba phụ nữ, trở lại tinh nguyệt giới Ngạo Thế Thiên Cung, đêm đó liền cùng người khác nữ chung chăn gối. Một phen tiêu hồn vui vẻ, cao nhất vô cùng vui. Lúc này Diệp Thần thực lực, đã vô cùng cường đại, hoàn toàn không sợ dính nhân quả, cho nên đối với đợi chuyện nam nữ, không cần giống như trước như vậy hạn chế, xuất tính mà là, hài lòng thoải mái. Chỉ bất quá, đang hưởng thụ qua vui vẻ sau đó, đệ nhị yêu cơ cũng không có lộ ra biểu tình cao hứng bao nhiêu, một bộ lo lắng hình dáng. Ở sáng sớm hôm sau, nàng liền tạm biệt Diệp Thần, trở về Tử Hoàng Tiên Cung. Diệp Thần cùng Đạo Đức Thiên Tôn tranh đấu, nàng kẹp ở trong, cuối cùng là đau khổ khổ sở. Chỉ phi huyết cùng Phạm Tinh Nghiên, trong lòng cũng rất có lo lắng âm thầm, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng cùng vui vẻ, các nàng rốt cuộc thành Diệp Thần người phụ nữ. Phạm Tinh Nghiên đã từng chỗ ở Thiên Tinh Cung, tuyên bố quy thuận Diệp Thần. Thiên Tinh Cung Sơn Môn, trực tiếp dọn tới Tinh Nguyệt Giới, tất cả Thiên Tinh Cung các võ giả, hướng Diệp Thần thành tâm ra sức. Chỉ phi huyết từng là tổ chức sát thủ, cực diệt cung phó cung chủ, Diệp Thần thế lực càng ngày càng lớn, luân hồi khí tượng càng ngày càng uy mãnh mênh mông, cực diệt cung giờ đám người quy thuận, vậy rời đến tinh nguyệt giới. Cực diệt cung tất cả sát thủ, toàn bộ tuyên thệ thành tâm ra sức luân hồi. Thiên Tinh Cung và cực diệt cung quy thuận, để cho được Diệp Thần luân hồi trận doanh, thế lực lại lớn mạnh mấy phần. Diệp Thần tâm tình tương đương vui vẻ, một bên chờ đợi Trùng Dương Chân Nhân tin tức. Một bên chờ Vĩnh Phủ Thiên Cung bên kia, mở cửa cá chép Thiên Phủ phong ấn. Bất quá đợi một ngày, còn không có tin tức, Diệp Thần trong lòng liền có cái khác dự định. Đó chính là đi một chuyến thần bí khó lường Huyễn Môn. Chuyến này nếu là có thể nguyên vẹn phù quỷ mẫu xào, hắn thực lực liền sẽ cao hơn một tầng lầu. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần chính là liên lạc Đinh Nguyệt Như. Đinh Nguyệt Như khi biết được Diệp Thần muốn tới Huyễn Môn, khá là kích động. Trực tiếp cho Diệp Thần một cái tọa độ. Diệp Thần thông báo tinh nguyệt giới kỳ tư thanh các người phải rời khỏi mấy ngày, liền trực tiếp thi triển đại hoang trộm thiên thuật hướng tọa độ chi địa đi. Diệp Thần đi tới tọa độ chi địa, ngược lại là phát hiện nơi đây cực kỳ bình thường. Không giống Huyễn Môn lối vào. Xem ra muốn tiến vào Huyễn Môn cũng không dễ dàng. Chờ đợi hồi lâu, đột nhiên, hư không phun trào. Một miếng phong cách cổ xưa và huyền ảo ảo tưởng cửa xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được cái này ảo tưởng cửa phun trào ra không không thời không một chút lực lượng. Xem ra Huyễn Môn thật không bình thường. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Ảo tưởng cửa bên trong, rất nhanh xuất hiện một cái bé gái bóng người. Chính là Đinh Nguyệt Như. Đinh Nguyệt Như từ ảo tưởng cửa đi ra, khá là cổ quái nhìn một cái Diệp Thần, nói, không hổ là luân hồi chi chủ. Người khí tức trên người so với trước đó cường đại hơn, xem ra lại là thu hoạch rất nhiều kinh thiên cơ duyên. Luân hồi chi chủ quả nhiên là thế giới hiện thật khí vận kinh khủng nhất tồn tại. Diệp Thần nói, đừng nói nữa, nếu không phải mạng ta lớn, có lẽ ta liền phó ước cơ hội cũng không có. Ninh Nguyệt Như hiển nhiên là bắt được một ít Diệp Thần nhân quả, sắc mặt hơi thảm trắng, ai để cho ngươi đắc tội Đạo Đức Thiên Tôn, Trùng Dương Chân Nhân và không không lúc nào không nhóm người kia.
bất quá trước mắt tới xem, bọn họ cũng không chịu nổi. Bất quá có thể cùng Trùng Dương chân nhân kết minh, trước mắt tới xem, đổ là một chuyện tốt. Đúng rồi, lần này, người tựa hồ có mục đích gì khác. Diệp Thần cũng không nói nhảm, liền đem phù quỷ mẫu xào sự việc nói ra. Muốn hoàn chỉnh nắm giữ phù quỷ mẫu xào, huyễn môn là mấu chốt. Phù quỷ mẫu xào, ta đây là chưa bao giờ nghe, nhưng nếu người bắt được một ít thứ, vậy dĩ nhiên là và huyễn môn có liên quan. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Đinh Nguyệt Như ngón tay hơi bắt pháp quyết, Diệp Thần chính là phát hiện mình và Đinh Nguyệt Như đã xuất hiện ở vậy phiến ảo tưởng cửa trên. Phương pháp này mặc dù không coi là nghịch thiên, nhưng tựa hồ và đại hoang trộm thiên thuật trộm đi không gian có chút tương tự. Hai người bước vào ảo tưởng cửa, bóng người hoàn toàn biến mất ở phương thế giới này. Phảng phất từ không có xuất hiện qua. Mấy hơi thở sau đó, Diệp Thần mở mắt ra. Hắn phát hiện mình đang đứng ở một tòa cự thần đỉnh bên trên, dưới chân mặt đất toàn là một khối khối màu trắng nham thạch tạo thành, đỉnh thể cao vút vạn trượng, nguy nga nguy nga. Diệp Thần nhìn trước mắt mình hết thảy, có chút bất ngờ. Nơi này linh khí cực kỳ đậm đà, hơn nữa thậm chí để cho người không phân rõ đây là ảo tưởng vẫn là thực tế. Khó trách, liền Vũ Hoàng cổ đế đều không đúng huyễn môn ra tay, xem ra huyễn môn đúng là có chút bối cảnh. Diệp Thần không khỏi thổn thức, mình đích xác là không nghĩ tới lại sẽ đi tới một cái thế giới như vậy bên trong. Hắn tâm niệm vừa chuyển, bước chân về phía trước bước ra, ngay tức thì xuất hiện ở trên đỉnh núi. Diệp Thần hai tay thua đứng ở này, ngước mắt nhìn về màn trời. Trong tinh không có vô số đám mây tụ tập, tạo thành từng hạt tròn mênh mông vô cùng tinh thần, tản ra nhu hòa thần bí ánh sáng, hơn nữa những thứ này đám mây còn đang không ngừng biến đổi hơi thở. Diệp Thần cẩn thận cảm ngộ, đột nhiên giật mình những thứ này đám mây lại tựa như là vật còn sống, đang không ngừng diễn hóa trước cái gì. Có một chút nửa đuôi cảm giác, nhưng yếu hóa rất nhiều. Chẳng lẽ là bản đồ tinh không? Diệp Thần không khỏi kinh ngạc lên tiếng, hắn đã từng ở cửu thần thời đại trên cổ tịch thấy qua cảnh tượng tương tự, đó chính là một ít đến gần thiên đế chủ thần cấp cường giả khác ở hiểu loại nào đó kỳ diệu bí ẩn thời điểm, đem lĩnh ngộ của mình cùng nguyên mảnh tinh không dung hợp vào một chỗ. Cái này lực lượng kỳ lạ, trải qua hồi lâu không giảm, đời sau tiểu bối tới đây, đều có thể học hỏi hiểu, hấp thu mấy phần tiên nhân thể ngộ. Đây chính là trong bản đồ tinh không, ẩn chứa lực lượng thần bí, có thể làm võ giả giác ngộ, nếu có ngút trời dung mạo người, tu vi có thể mượn này cơ hội, phù diêu lên. Không đúng, đây là ảo tưởng cấu trúc bản đồ tinh không, cho dù như vậy, vẫn là không giống vật thường, khó trách được gọi là huyễn môn. Diệp Thần trong lòng ngầm từ chắt lưỡi, hắn nhìn trong bầu trời từng vì sao thêu dệt thành tinh mạc, khá là cảm khái. Điều này xác thực không là chân thực bản đồ tinh không, mà là trong ảo tưởng sáng tạo, hơn nữa đã sớm bị vô số võ giả hiểu qua, chỉ còn lại kỳ hình, giống như vậy địa giới, không chỉ một chỗ, nhưng phần lớn truyền thừa đã tuyệt, trừ lấy làm thưởng thức, cũng không có ích lợi gì. Ngược lại là có vài chỗ tuyệt địa bản đồ tinh không chưa từng có người dám rình rập. Ta cũng có thể mang ngươi đi học hỏi hiểu, không thiếu tiên đế cường giả đều là suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, chính là không biết thằng nhóc ngươi cái này thân thể có thể hay không chịu nổi. Ninh Nguyệt Như trêu ghẹo nói. Huyễn môn rốt cuộc lai lịch gì? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Ninh Nguyệt Như cũng không trả lời Diệp Thần vấn đề, mà là tiếp tục nói. Những cái kia bản đồ tinh không, đổ càng tựa như thiên hạ tự nhiên khéo léo tuyệt vời tạo vật, cho dù là tiên đế, có chút địa giới xông vào. Như thường sẽ thân tử đạo tiêu, liền dấu vết đều không tích chữ. Huyễn môn mênh mông, trước mắt người nơi gặp, bất quá băng sơn một góc. Ninh Nguyệt Như vỗ tay một cái, giải thích cái gọi là ở giữa thiên địa tự nhiên, chẳng qua là loài người đoán chừng thôi, thật ra thì chân chính mênh mông vô biên ảo tưởng, căn bản không người biết. Diệp Thần gật đầu một cái, không có nói nhiều, nhưng trong lòng thì đang suy tư cái gì. Phụ cận đây khu vực, đã đến gần huyễn môn thuộc địa. Bày trận pháp, người bình thường cho dù là đi ngang qua, cũng không cách nào nhìn ra đầu mối. Ở nơi này chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Ninh Nguyệt Như chỉ là dặn dò Diệp Thần mấy câu, thân hình chính là trốn vào trong hư không, mấy tức gian không thấy dấu vết. Lúc đầu đây bất quá là huyễn môn địa giới vòng ngoài. Diệp Thần ngưng mắt nhìn chu vi thiên bách lý trùng điệp sơn xuyên, ở hắn cảm giác bên trong, làm sao xem cũng là một bộ hoang sơn dã lĩnh cảnh tượng. Cho dù hắn tinh thông trận pháp,
thành tựu không cạn, vẫn thì không cách nào nhìn thấu trong đó con đường, nếu không phải Đinh Nguyệt như dặn dò, sợ rằng đi ngang qua cũng tuyệt sẽ không xảy ra nghi. Vèo! Đột nhiên, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, Diệp Thần theo bản năng quay đầu lại, chỉ gặp mình sau lưng, lại là có một cái bóng đen trực bước tới, thanh thế cuồn cuộn mang theo nổi lên cuồn cuộn cuồng ý, Diệp Thần khẽ nhíu mày. Không tốt! Nhưng vào lúc này, vậy thật nhanh xẹt qua bóng đen bên trong, đột nhiên thoáng hiện hai đạo màu đỏ ngọn lửa, ngay sau đó, một hồi tiếng nổ đột nhiên nổ vang, sau đó một cổ mãnh liệt sóng nhiệt, mãnh như vậy hướng bốn phía cuộn sạch mở ra. Thứ gì? Diệp Thần chân mày hơi chăm chú, một quyền đập ra, thốn kình mở ý trời chợt hiện, mãnh hướng vậy bay bắn tới bóng đen đập tới. Phốc suy! Đi đôi với một hồi máu bắn tung văng lên, hoàn toàn hiển lộ thân hình. Ừ. Thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây là cái quái vật gì? Một đôi màu đỏ thắm ánh mắt, tràn đầy tia máu, giống như là một cái không có bất kỳ thần trí con rối vậy, hơn nữa vậy một khuôn mặt nhìn qua kinh khủng dữ tợn. Vậy một đôi màu máu đỏ đồng trong lỗ, tràn đầy một loại điên cuồng cùng tham lam. Diệp Thần trong lòng nhất thời chấn động một cái, bộ dáng kia, giống như là không không thời không ma thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Thần trong lòng ngầm nói cảnh tượng này thật sự là quá quỷ dị, không đúng, là ảo ảnh. Đây căn bản cũng không phải là cái gì chân thật cảnh tượng. Mà là trong cái thế giới này một loại tồn tại đang làm nhiễu mình ý thức. Võ tổ đạo tâm, diệu pháp hoa sen. Diệp Thần đem võ tổ đạo tâm, vận chuyển tới trình độ cao nhất, lại thi triển ra diệu pháp hoa sen Phật pháp bí ẩn, trong lòng như có một đóa hoa sen tách ra. Xua tan tất cả dục vọng mê huyễn khí tượng. Hống. Vừa lúc đó, vậy bị Diệp Thần một quyền chém bay tồn tại, đột nhiên ngẩng đầu hét giận dữ, một cổ khí tức cuồng bạo tung lên, ngay tức thì đem chung quanh núi đá cũng như bụi phấn vậy tùy tiện thổi lất phất mở. Đáng chết, đây là cái đầu gì? Diệp Thần đồng lỗ hơi co lại, hắn ý thức, gặp phải loại nào đó mãnh liệt công kích, mặc dù không còn như để cho hắn mất sức chiến đấu, nhưng lại để cho hắn thần hồn có chút hoảng hốt. Ở nơi này mảnh đất giới, diệu pháp hoa sen cũng mơ hồ bị áp chế, hiệu quả không mạnh. Thậm chí Diệp Thần còn xuất hiện một loại ảo giác, tựa như hắn hiện tại cũng không phải là ở vào ban đầu ngọn núi kia trong cốc. Mà là ở một cái không biết địa phương. Đây không phải là ảo ảnh, mà là trong bóng tối người nào đó mượn dùng ảo tưởng điều khiển nơi này hết thảy, hơn nữa hắn mục đích là vì giết ta. Diệp Thần chân mày cau lại, trong lòng đoán được đối phương ý đồ. Loại thủ đoạn này, rất tựa như lúc trước Đinh Nguyệt như ở cổ huyền bí cảnh bên trong thi triển, thế nhưng cổ khí cơ hội, nhưng thì không cách nào hoàn toàn che giấu, hắn võ tổ đạo tâm, mơ hồ có thể cảm giác đến. Audio điện tử võ tấn bền. Đối phương tu vi ở trên ta, bất quá thực chiến tuyệt đối không phải ta đối thủ, có thể căn bản không cần thực chiến, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Trọng yếu hơn chính là, cái này là đối phương địa giới. Diệp Thần chỉ có thể mơ hồ cảm giác được vậy người sau lưng tồn tại, cũng không biết hắn kết quả là ai. Như vậy tình huống, để cho Diệp Thần khá có chút buồn bực, mình vừa mới từ Trùng Dương chân nhân trong trận chiến đó mơ hồ bị thương, còn chưa kịp thở phào một cái, liền lại bị dồn đến tuyệt lộ. Mấu chốt đây tuyệt đường, không phải chỉ dựa vào thực lực có thể phá ra. Bỏ mặc, trước giải quyết hết người này nói sau. Diệp Thần âm thầm lắc đầu một cái. Bất quá cũng không dám tùy tiện hành động, dù sao đối phương có thể thao túng cái này một mảnh không gian, nếu như tùy tiện hành động, rất có thể sẽ rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Diệp Thần ánh mắt đổi được ác liệt rất nhiều, thân hình hóa thành giới tử, vận dụng đại hoang trộm thiên thuật trộm đi không gian, cấp tốc lướt qua. Mà ở hắn bên người, từng trận sức lực gió trào lên, không khí tựa như cũng đang run rẩy. Đại tu di trường. Diệp Thần vận chuyển tu di Phật Pháp, trường phong kích động, hư không vặn vẹo, bộc phát ra thái cổ tu di núi thần hư ảnh, một trường long trời lở đất, hung hăng đánh vào bóng đen kia bên trên, nhưng chỉ là đưa tới hàng loạt leng keng va chạm tiếng, cũng không có thể đem phá vỡ. Thấy như tình huống như vậy, Diệp Thần khẽ nhíu mày, tay phải lộn một cái, năm ngón tay khép lại hóa kiếm, chạm thiên cửu kiếm, hướng hư không trùng trùng đánh xuống. Từng vòng mắt thường không nhìn thấy sóng gợn. Ở trong hư không nhộn nhạo lên. Vậy sóng gợn đến mức, không gian phảng phất là thủy tinh vậy vỡ vụn, mà hư không cũng ở đây một hồi kịch liệt đung đưa,
một cái to lớn kẽ hở phơi bày ở trong không khí. Oanh! Một khắc sau, Diệp Thần quanh thân kích động kiếm cương, hung hãn đánh vào trong hư không, nhất thời một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng bùng nổ, trực tiếp để cho hư không sụp đổ, hư không chảy loạn càn quét, một cái đủ có mấy trăm trượng dài vết rách, bất ngờ xuất hiện. Nhưng mà, ở đó vết rách xuất hiện nháy mắt tức thì, nhưng là truyền ra một hồi gầm lên, một đạo đen nhánh bóng dáng, từ trong vết rách vọt ra, là một người trẻ tuổi, vũ động càn khôn, lại muốn đánh chết Diệp Thần. Ừ, thấy cái này đạo đen nhánh bóng dáng hình dáng, hắn có thể chắc chắn, mình cũng không có gặp qua hắn. Thiên huyền cảnh liền có thể phá giải ta ảo thuật, làm sao có thể, cho dù tiên đế cũng không cách nào ngắn như vậy thời gian phá vỡ ta ảo thuật. Tiêu Thuần Ngọc trong lòng có chút chấn động, hắn nguyên bản giạt rào vui mừng ra ngoài đón người, chưa từng nghĩ chánh chủ không thấy, ngược lại thì có người ở huyễn môn vùng lân cận lén lén lút lút, đáng giận nhất là phải, lấy hắn tu vi, thêm tới huyễn môn ảo thuật, lại không cách nào bắt lại Diệp Thần. Thằng nhóc, người có biết, nơi này chính là huyễn môn địa giới, ngươi là người phương nào, lại mới vừa xông vào huyễn môn. Tiêu Thuần Ngọc tròng mắt đông lại một cái, lấy Diệp Thần thực lực, đối phương rất có thể có chút bối cảnh. Chẳng lẽ là Vạn Khư, Kiếm Môn, cũng hoặc là Tử Hoàng Thiên Cung. Huyễn môn và Thái Thượng Thế Giới, thậm chí còn thiên ngoại thiên thế lực tiếp xúc cũng tương đối thiếu, cho nên căn bản không có người ngoài bước vào. Thậm chí trong huyễn môn, rất ít có người có thể tiếp xúc tới tin tức của ngoại giới, trừ phi là có một ít thiên phú cực kỳ khủng bố, cũng hoặc là bối cảnh cường đại đệ tử mới tiến vào huyễn môn. Nếu không người này cũng không khả năng không nhận biết Diệp Thần. Các hạ là người trong huyễn môn. Ta kêu Diệp Thần, là Đinh Nguyệt Như bằng hữu, bị mời tới huyễn môn làm khách. Diệp Thần giải thích, bằng hữu, ta vốn đang lấy vì ngươi là đệ tử mới, hôm nay xem ra, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều quá. Tiêu Thuần Ngọc đổi câu chuyện, nguyên bản trong mắt để vậy từng tia còn sót kiêng kỵ vậy tiêu tán ở vô hình. Nếu không có bất kỳ bối cảnh gì, đây cũng là không cần lại cho đối phương mặt mũi, Đinh Nguyệt Như bên người, có một mình hắn là đủ rồi. Huyễn môn từ không tiếp đãi khách bên ngoài, từ đâu ra, về đâu đi. Tiêu Thuần Ngọc ánh mắt dữ tợn, ánh mắt uy nghiêm, nhìn thẳng Diệp Thần thẳng mở miệng nói. Thấy người sau thờ ơ, Tiêu Thuần Ngọc lúc này liền là tức giận, chính là con kiến hôi, ngươi là nghe không hiểu ta nói. Lan, nhiều tiếng như sấm, trên không nổ bể ra, đem thiên địa xé ra một kẽ hở, mà ở một tích tắc này tới giữa, vô số ngọn lửa đen từ trong nổ bắn ra ra, hóa là hỏa diễm, phun trào thành biển, hướng bốn phương tám hướng tung tóe đi, dường như muốn đem nguyên phiến thương khung cũng đốt lửa đốt sạch sẽ. Một tiếng kinh thiên vang lớn truyền tới, chỉ gặp giữa trời đất, đột ngột xuất hiện một đạo màu đen vết rách, mơ hồ có thể thấy một cái thật dài kẽ hở, tựa như bị người dùng lợi kiếm miễn cưỡng chảm phá mà thành. Màu đen kẽ hở khuếch trương tốc độ cực nhanh, chỉ là ngắn ngủn mấy tức trong thời gian, cũng đã đến mức tận cùng, bàng như nguyên cái thiên địa đều bị miễn cưỡng xé nát. Như cùng một cây dao nhọn vậy, hung hãn đâm vào lòng đất. Đây cũng là mượn huyễn môn lực lượng thi triển thuật pháp. Và Thái Thượng Thế Giới tất cả võ đạo cực kỳ không cùng. Đây cũng là Vũ Hoàng Cổ Đế, Đạo Đức Thiên Tôn không dám tùy tiện bước vào huyễn môn một trong những nguyên nhân. Ngay tại Tiêu Thuần Ngọc sát tâm dậy trong nháy mắt, Đinh Nguyệt Như thanh âm vang lên. Các ngươi đang làm gì? Nghe vậy, Tiêu Thuần Ngọc nguyên bản sát ý ngập trời nháy mắt khắc gian chôn vùi vào vô hình, hắn xoay người quay đầu lại, nhìn về Đinh Nguyệt Như, đột nhiên sáng lạng lại thân thiện nụ cười đọng trên mặt, ôn nhu nói. Nguyệt Như, ta phụng mệnh đặc biệt đến tìm ngươi. Chưa từng nghĩ có cái tiểu tử phá dối, nói dối là. Bạn ngươi, Tiêu Thuần Ngọc vậy trơ cháo không cười vẻ mặt, bị Diệp Thần toàn bộ nhìn ở trong mắt. Diệp Thần hắn đích xác là bạn của ta à? Ninh Nguyệt Như sửng sốt một chút, nhìn về Tiêu Thuần Ngọc, nói tiếp, hắn không có tông môn lệnh bài, muốn tiến vào huyễn môn mà nói, ta đành phải đi đem trận kia cơ di chuyển vị, tình hình rõ ràng chờ ta lát nữa tử sẽ hướng các lão ra bẩm rõ. Tiêu Thuần Ngọc ánh mắt chớp mắt. Lần nữa nhìn về Diệp Thần, đạm như vậy nói, à, vậy nói như vậy, ngược lại là hiểu lầm. Diệp Thần im lặng không lên tiếng, cái này gọi là Tiêu Thuần Ngọc gia hỏa, từ vừa mới bắt đầu liền đối mình ôm địch ý, hiểu lầm. Lúc trước vậy lạnh thấu xương sát ý, nhưng mà không che giấu chút nào. Dĩ nhiên, coi như có huyễn môn địa giới lực lượng gia trì, Diệp Thần vậy đủ để đánh chết, bất quá Diệp Thần làm là khách nhân, nếu như giết huyễn môn đệ tử,
sợ rằng chuyến này liền đến đây kết thúc. Tiêu Thuần Ngọc, nếu ngươi tới, vừa vặn, xin ngươi hãy mời các vị trưởng lão, đi Không Thanh Đường một tự. Ninh Nguyệt Như nhẹ giọng nói. Cái gì, Không Thanh Đường? Ngươi muốn mang một cái người ngoài vào Không Thanh Đường? Tiêu Thuần Ngọc tròng mắt đông lại một cái này huyễn môn bên trong, Không Thanh Đường chính là cao nhất cách thức phòng nghị sự, vậy đại biểu cực kỳ bí mật. Vậy huyễn môn đệ tử mới cũng không có tư cách bước vào, chính là một cái người ngoài, có cái gì tư cách tiến vào trong đó? Ừ, không cần ngươi đồng ý, bởi vì hắn thân phận đáng. Ninh Nguyệt Như mới vừa muốn nói gì, nhìn thấy Tiêu Thuần Ngọc ánh mắt, đổi câu chuyện không nhịn được nói, lặp lại lần nữa, Diệp Thần là bạn của ta, không phải cái gì người ngoài. Nếu là trễ nãi việc lớn, cho dù ra ra ngươi là huyễn môn trưởng lão, chỉ sợ cũng đem ngươi đuổi ra khỏi huyễn môn. Ninh Nguyệt Như kéo Diệp Thần, không nói lời nào hướng sơn môn chỗ sâu đi tới, ngay chớp mắt, thân hình chính là tiêu tán không gặp, chỉ trừ Tiêu Thuần Ngọc một người. Diệp Thần. Tiêu Thuần Ngọc thua lập hai tay nắm chặt, mơ hồ có thể nghe gặp đầu ngón tay xương cốt ở lạc lạc vang dội, hận ý không ngừng nảy sinh. Nếu như hắn mắt thấy Diệp Thần trước và Trùng Dương chân nhân đánh một trận, chỉ sợ cũng sẽ không có như vậy hận ý. Huyễn môn, có thể nói là thái thượng thế giới bên trong, thần bí nhất tông môn, không có một trong. Trừ môn hạ đệ tử, còn lại đều là chỉ nghe kỳ danh, chưa bao giờ có dòm ngó kỳ hình người, chỉ vì là, trước mắt thấy, vậy không nhất định là chân thật. Có thể là ảo thuật, cũng có thể là ảo muốn. Ở chân chính ảo tưởng thuật pháp trước mặt, người bất kỳ cũng thì không cách nào ngăn cản. Trên bầu trời, một tiếng sấm rơi xuống, đem nguyên phiến mặt đất chiếu sáng, ngay sau đó lại một tránh rồi biến mất. Ở trong một cái chớp mắt này, một loại vô hình tâm trạng tràn ngập trong không khí. Giờ khắc này, tựa như có vật gì phá kén ra vậy. Những thứ này ý chí lực lượng, để cho phương này địa giới biến thành hắc ám, đồng thời cũng có loại tia sáng kỳ dị chiếu sáng cái này phiến mặt đất, chiếu sáng trên cái thế giới này mỗi một chỗ xó xỉnh. Cùng lúc đó, huyễn môn chỗ sâu, một vị ông già cao mày, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này, đó là phù quỷ mẫu xào hơi thở. Đột nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Vào đi. Ông già đạm mạc mở miệng. Một người trẻ tuổi đi vào phòng, cung kính hành lễ, bái kiến đại trưởng lão, ngài phân phó chuyện Thuần Ngọc đã làm. Ừ, không tệ, làm tốt, đi xuống đi. Ông già gật đầu một cái. Tiêu Thuần Ngọc nhưng là chân mày cau lại, nói, sư muội mời ngài đi Không Thanh Đường nghị sự, hơn nữa còn muốn. Các vị trưởng lão cùng. À, ông già cũng là sững sờ, vậy đứa nhỏ còn nói gì? Không có. Tiêu Thuần Ngọc cung kính nói. Ông già nhẹ khẽ gật đầu, biết, người đi xuống đi. Đại trưởng lão. Tiêu Thuần Ngọc khom người rời đi. Ông già trầm ngâm một tí, đứng dậy, hướng Không Thanh Đường phương hướng đi. Thì ra là như vậy. Một đường tới, Diệp Thần nghe xong Đinh Nguyệt Như đối huyễn môn giới thiệu, mới lần nữa đối huyễn môn có nhận thức mới, nguyên lấy vì mình có võ tổ đạo tâm và diệu pháp hoa sen đã có thể khám phá hết thảy ảo ảnh. Xem ra vẫn là thiên ngoại hữu thiên. Huyễn môn là bởi vì không không thời không ảo tưởng là căn cứ sáng chế. Tuy không có không không thời không ảo tưởng lực như vậy khủng bố, nhưng cũng không phải thế giới hiện thật tiên đế có thể tùy tùy tiện tiện phá vỡ. Vù vù, vù vù, vù vù. Ba tiếng đạo âm vang khắp ở hư không, ba cái màu vàng rồng thần từ hư không bay ra, thẳng xông lên thương khung, ba đầu thần thú chiếm cứ ở trong hư không, ngưỡng mặt thét dài. Tiếng chấn động thương khung, long ngâm từng cơn, khí tượng khoáng đạt, uy nghiêm bá đạo, làm vạn vật thần phục, phảng phất là đang kể loại nào đó vô cùng to lớn hơi thở. Hư không sụp đổ, thiên địa run rẩy, một cổ cường đại chập chờn từ xa xa cuốn tới, phảng phất có một ngọn núi đụng vào trong hư không, trời long đất lở, sơn hà bể tan tành, hết thảy cảnh tượng đều là ở ngay tức thì chôn vùi, cái gì vậy không nhìn thấy. Ở vô tận đổ nát bên trong, một tòa khoáng đạt kiến trúc ở bụi bậm lật đổ hạ, như ẩn như hiện, chính là Không Thanh Đường. Oanh! Lại là mấy tiếng nổ ầm vang lên, năm tôn cự đỉnh từ hư không mà rơi xuống, rơi vào Không Thanh trong sảnh tim. Một tòa lớn vô cùng tế đài sau đó bay lên, tản ra vô cùng uy áp. Tế đàn bốn phương chia làm năm tôn cự đỉnh, trên đó khắc đầy vô số cổ xưa phạm văn, một cổ kỳ dị lực lượng không ngừng từ bốn phương tám hướng trào hướng nơi này.
năm vị trưởng lão tới. Ninh Nguyệt Như nhẹ giọng nói. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, ngẩng đầu lên, chỉ gặp năm tên cụ già đạp đỉnh tới, người mặc áo bào xám, gương mặt gầy đét, nhìn như đã không biết sống nhiều ít năm tháng, cả người tu vi lại đều là tiên đế cấp bậc. Mấu chốt cái này năm người ở ảo thuật thành tựu trên càng kinh khủng hơn. Tiên đế đã quá kinh khủng, hơn nữa ảo tưởng đạo pháp, tuyệt đối không bình thường. Giờ phút này năm người đứng trước tại trên tế đài, tay nặn pháp quyết, một cổ minh mông năng lượng không ngừng tràn vào đến trên tế đài, trong chốc lát, trên tế đài phương phủ văn sáng lên, vô số điểm sáng từ tế đài bốn phía bay tới, rơi vào năm tôn cự đỉnh bên trên, đem năm tôn cự đỉnh bao phủ, làm cho chỗ tòa này tế đài đổi được càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng chói mắt. Nơi đây thiên cơ đã che giấu, không thanh đường bên trong nghị sự, không thể truyền ra ngoài. Cầm đầu cụ già khuôn mặt uy nghi, cho dù là năm tháng ở trên mặt hắn để lại khó mà xóa nhòa dấu vết, vậy như cũ khó nén kỳ phong mang, áo bào xám hạ, như có lật đổ càn khôn cao nhất sức mạnh to lớn ở phun trào. Diệp Thần có chút bất ngờ, người này thực lực sợ rằng không kém gì ma tổ vô thiên. Mấu chốt còn chấp trường ảo tưởng chi đạo. Đây mới thực là chấn giữ một tông xây đời tuyệt thế cường giả, trọng yếu hơn chính là, ở chỗ này, có chừng năm tôn. Ta gần đây dò ngó thấy một ít thứ, ta cảm giác không không lúc nào không và thế giới hiện thật cân tiểu ly, mơ hồ muốn bị phá hư. Không biết đây là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Tam trưởng lão nhướng mày một cái, nhìn về cầm đầu cụ già. À, khẽ than một tiếng, đại trưởng lão ánh mắt thâm thúy, tựa hồ hết sức át chế những ngày qua qua lại nổi lên trong lòng, một hồi lâu sau, hắn khẽ gật đầu một cái, tỏ ý mấy người không muốn truy hỏi. Cô bé, người lúc nào cùng luân hồi chi chủ, dính liền nhân quả. Đại trưởng lão nhìn về Diệp Thần, mở miệng hỏi nói. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua các vị tiền bối. Diệp Thần có chút khá không tự tại, năm vị cụ già uy áp rất là mạnh quá mức, dựng thân tại trước, phảng phất giống như là độc mặt vô tận tinh vực vậy, mình mông bao la, cô tịch dị thường. Luân hồi chi chủ, còn lại bốn vị trưởng lão, chố mắt nhìn nhau, cái danh hiệu này, bọn họ có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Ha ha, luân hồi chi chủ không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là tò mò ngươi lại thiên huyền cảnh tầng thứ 6 cũng đủ để đối kháng trùng dương chân nhân, đạo đức thiên tôn năng lực, cũng không ác ý. Lúc này đại trưởng lão thanh âm già nua truyền tới, Diệp Thần nghe vậy trong lòng ngầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vậy âm thầm kinh ngạc. Cái này mấy vị trưởng lão thực lực, so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn không chỉ gấp mấy lần, mặc dù không có tận lực thả ra hơi thở. Nhưng vẻn vẹn chỉ bằng cho bọn hắn mượn tản mát ra uy áp, cũng đủ để nghiền ép rất nhiều phổ thông tiên đế cường giả. Ngươi không cần khẩn trương, trước mấy đời luân hồi chi chủ, cùng chúng ta cũng có qua mấy mặt duyên, tuy là chuyển thế, nhưng ngươi là ngươi, hắn là hắn. Đại trưởng lão nhìn Diệp Thần, thâm thúy hai tròng mắt, cơ hồ muốn nhìn thấu hết thảy. Thì ra là như vậy. Diệp Thần cũng là bừng tỉnh, ngược lại là không nghĩ tới trước mấy đời lại đã tới huyễn môn. Nếu như huyễn môn nguyện ý gia nhập luân hồi trận doanh, sợ rằng luân hồi trận doanh khí vận sẽ càng kinh khủng hơn. Người thu tập phù quỷ mẫu sao? Đột nhiên, một vị trưởng lão mở miệng nói. Diệp Thần vốn đang không biết như thế nào mở miệng, nếu huyễn môn trưởng lão lên tiếng, liền nói ta lần này tới, cũng là vì để cho ta phù quỷ mẫu sao càng cường đại hơn. Phù quỷ mẫu sao đối với sau bố trí mà nói, cực kỳ trọng yếu. Mấy vị trưởng lão gật đầu một cái. Sau đó liền trầm mặc. Luân hồi chi chủ dính nhân quả, mấy người bọn họ thành tựu huyễn môn người chấp trưởng, dĩ nhiên là lại không rõ lắm, người này tuy có muôn vàn khí vận thêm thân, mơ hồ có thể hiện vô địch tư, nhưng cuối cùng nơi quy tụ, nhưng là không người có thể khám phá. Nếu như trùng dương chân nhân và luân hồi chi chủ thất bại, đạo đức thiên tôn tất nhiên sẽ trách tội huyễn môn. Nhưng nếu là thắng đâu? Trùng dương chân nhân tương lai thân lai lịch to lớn. Mà luân hồi chi chủ không chỉ khí vận khủng bố, sau lưng còn đứng phi thăng không không thời không nhâm phi phàm. Từ lâu dài tới xem, luân hồi chi chủ và trùng dương chân nhân phần thắng tựa hồ lớn hơn một chút. Hiện tại cùng Diệp Thần giao hảo, có lẽ tương lai huyễn môn, có thể phù diêu mây xanh bên trên. Nhưng liền sợ thất bại, đến lúc đó, huyễn môn đối mặt, đem là tới từ đạo đức thiên tôn và hồng quân lão tổ, đứng mũi chịu sào vô tận sát phạt. Vạn cổ trước rối loạn, bọn họ là tuyệt chẳng muốn lại nhìn thấy. Năm vị trưởng lão, cũng là một bộ nghiêm túc hình dáng,
ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ ở nhìn kỹ hắn phải chăng đáng tín nhiệm, phải chăng đáng bọn họ phó thác hết thảy. Lúc này, năm vị trưởng lão đột nhiên phát giác, trước mắt Diệp Thần trên mình, tựa hồ lại xảy ra chút gì, cùng lúc đó, bọn họ lại phát hiện, mình trong cơ thể máu tốc độ lưu động, trở nên chậm từng tia. Trụ quang quá vũ, thời không bí ẩn. Diệp Thần lại đem trụ quang huyết mạch cùng thái vũ huyết mạch dung hợp, hôm nay hắn đối thời không phép tắc nắm trong tay, có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, là thế giới hiện thật người thứ nhất. Điều này sao có thể? Luân hồi huyết mạch đã quá sợ rằng. Năm vị trưởng lão, đều là hoảng sợ nhìn trước mắt Diệp Thần, trong lòng khó tin. Bọn họ cũng sống mấy trăm ngàn thậm chí còn trên một triệu năm cường giả, đã gặp người đếm không hết, dạng gì yêu nghiệt, trẻ tuổi quái thai không gặp qua. Bọn họ nhưng mà rõ ràng nhớ, Diệp Thần chỉ có chính là thiên huyền cảnh tầng thứ 6 tu vi, nhưng mà bây giờ nhìn lại, tựa hồ là đổi được vô cùng quỷ dị. Hơn nữa bọn họ phát hiện Diệp Thần trong cơ thể tựa hồ có lực lượng thần bí chập chờn, hơn nữa cổ ba động này tựa hồ còn mang một cổ tà ác hắc ám khí tức, để cho bọn họ có chút mấy phần kiêng kỵ. Này, các lão gia, ta lần này mang Diệp Thần tới, là có là một sở cầu. Ninh Nguyệt như đây là vậy phát hiện tại chỗ bầu không khí có chút khó hiểu, lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề. Ác, người cái này bé gái không phải có thông thiên triệt địa có thể sao, còn có việc có thể cầu đến chúng ta đám này hành tương tự mộc lão đầu tử trên mình. Ngũ trưởng lão Phùng mang trợn mắt, giả vờ cả giận nói. Có thể cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, hắn ánh mắt bên trong cưng chiều vẻ, còn lại mấy vị ông già tuy là không giận tự uy, nhưng ở Đinh Nguyệt như xem ra, đều là làm ra vẻ thôi. Ngừng ngừng ngừng, ta chẳng muốn cùng các người chơi đầu óc, nếu như tầm thường chuyện nhỏ, bổn cô nương liền tự quyết định. Nhưng hôm nay, sự tình lớn này, tông chủ lại dạo chơi bốn phương, không ở bên trong cửa, vạn nhất lão nhân ra ông ta trách cứ xuống, dù sao cũng phải có cái giải thích phải không? Ninh Nguyệt như liếc liếc về miệng, huyễn môn bên trên, nhưng còn có một vị kia tồn tại đâu, nếu như ngày nào trở lại biết, nàng vậy phải gặp ương. Cổ huyền chuyến đi, ta suýt nữa bỏ mạng, Ninh Nguyệt như màu xanh thẳm trong mắt chớp mắt chớp mắt, vô tình hay hữu ý treo năm vị lão nhân ra khẩu vị. Đúng như dự đoán. Năm tôn tiên đế nghe vậy, sắc mặt đều là hơi đổi. Cổ huyền bí cảnh bên trong, trấn áp một tôn thần ma cường giả, cho dù là vạn cổ năm tháng, tu vi 10 không tích chữ 1, nhưng tại bọn họ bọn tiểu bối này mà nói, vẫn là cục hẳn phải chết. Nếu không phải luân hồi chi chủ Diệp Thần, ta rất có thể liền táng mạng cổ huyền, thế giới hiện thật võ lực và không không lúc nào không những tên kia so sánh, chênh lệch quá xa. Cho nên, ta rõ ràng các ngươi những ông già này ý tưởng. Làm lớn như vậy chiến trận, liên thủ che giấu thiên cơ hạ xuống không thanh đường, không phải là vì không cùng luân hồi chi chủ dính nhân quả sao? Ninh Nguyệt như ngắm nhìn bốn phía, nhìn năm tôn cự đỉnh lóe lên khiếp người mang, nàng vuốt tay nhỏ bé, bất đắc dĩ nói, sợ rằng các ngươi phải thất vọng. Ta rõ ràng trong lòng các ngươi muốn sao 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 hồi chủ tuy có khí vận thêm thân, nhưng hôm nay cửu địch vô số, cầm hắn đi đánh cuộc huyễn môn tương lai, phải chăng quá mức mạo hiểm? Vạn cổ trước huyễn môn có thể làm được giữ được mình, như vậy vạn cổ sau đó, lớn như vậy thế đè xuống, dù là thế đạo lại xấu xa, cho dù là tan biến, tin tưởng các ngươi tự nhiên cũng có thủ đoạn bảo toàn tự thân và môn hạ đệ tử không chịu liên lụy. Cho nên đây cũng là ngạo nghễ mặc cho ta không tu hành nguyên nhân chứ. Thấy năm vị tiên đế sắc mặt bình tĩnh nhược thủy, nhưng là không mở miệng phản bác, Ninh Nguyệt như biết, mình đã đoán đúng, hoặc là nói, là đã đoán đúng một phần chia. Nhưng là bổn cô nương đổi chủ ý, mạng ta muốn mình nắm chặt ở trong tay. Ninh Nguyệt như chắc chắn nói. Cho nên ta không chỉ muốn tu huyễn, ta còn muốn huyễn võ song tu. Một lời ra, năm vị tiên đế đều là ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ khiếp sợ, nhưng rất khôn khéo nhanh chóng che giấu đi, chỉ có đại trưởng lão khẽ mỉm cười, mở miệng nói, bé gái ngươi muốn tu hành là chuyện tốt, ta có thể tự mình thu ngươi làm đồ đệ. Đại trưởng lão nói tiếp, dầu gì? Nơi này có năm tôn tiên đế cấp bậc lão đầu tử, chúng ta có thể thay phiên hướng dẫn ngươi tu hành. Ninh Nguyệt như nhưng là giơ lên một đầu ngón tay út nhẹ nhàng lắc lắc, mới không muốn, ta chỉ cần vào huyễn đạo tôn tháp. Bởi vì dưới mắt ta cường đại hơn, đây là đường ra duy nhất. Hơn nữa ta muốn, mang Diệp Thần cùng nhau. Năm tôn tiên đế nghe vậy, chân mày đồng loạt nhíu một cái, đều là hai miệng đồng thanh nói, không thể. Chuyện này đừng lại sách. Đại trưởng lão thẳng cự tuyệt nói,
Diệp Thần toàn bộ hành trình chứng kiến Đinh Nguyệt như cùng Huyễn Môn năm vị trưởng lão chuyện trò, nghe được năm tôn tiên đế muốn đích thân dạy dỗ nàng lúc đó, trong lòng cũng là một hồi cảm khái. Dõi mắt thái thượng thế giới, mới có thể có loại đãi ngộ này, sợ rằng chỉ có Đinh Nguyệt như một người. Đối với vô số võ giả mà nói thiên chuyện thật tốt, nhưng là bị Đinh Nguyệt như liền cân nhắc đều không từng cân nhắc, quả quyết cự tuyệt. Mơ hồ thấy năm vị lão người sắc mặt tái xanh hình dáng, Diệp Thần cũng có chút ngượng ngùng, vậy đại khái chính là ác nhân tự có ác nhân chỉ chứ. Ẩu tả! Đại trưởng lão trầm giọng quát một tiếng, ngươi có biết, Huyễn Đạo Tôn bên trong tháp, có nhiều hung hiểm, dựa vào ngươi đặc thù thể chất thủ đoạn, cái này thái thượng thế giới, cho dù là thiên ngoại thiên một ít bí cảnh, vậy tùy ngươi đi được. Có thể Huyễn Đạo Tôn tháp, ngươi muốn đều không muốn. Còn lại bốn vị cụ già, vậy đều là phụ họa, đặt chân Huyễn Đạo Tôn tháp, chớ nói ngươi Đinh Nguyệt Như. Mấy người chúng ta lão đầu tử thủ đoạn cũng khó tránh khỏi có chút cản tay, nếu không có đỉnh cấp chiến lực gia trì, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi ngươi cái này không có chút nào cảnh giới tu vi bé gái. Đinh Nguyệt Như tức giận, làm một mặt quỷ cãi vã diễn cảm, ta bỏ mặc, ta thì đi, hơn nữa muốn mang Diệp Thần đi. Hắn mới có thể bảo vệ được ta. Không cùng năm vị trưởng lão phản bác, Đinh Nguyệt Như chính là lần nữa mở miệng nói, các ngươi có lẽ có thể chỉ đạo ta tu hành. Nhưng ít hơn quá nhiều chỉ có ở sống chết tới giữa mới có thể ngộ ra chân lý. Cổ huyền chuyến đi, ta đã từng nhìn coi thường Đế Tôn Ngọc và Chu Thiên Khánh, cũng có thể ở cực cảnh hạ thăng hoa, vì đại thế khí vận không kém phân nửa tại không không lúc nào không, cam nguyện bị chết, một điểm này mà, tự hỏi ta. Không làm được. Ninh Nguyệt Như cúi xuống mi, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ ửng, khi đó, nàng thật cực sợ, đối mặt cái chết, là như vậy khiếp đảm. Hơn nữa. Thế giới hiện thật sắp đi tới đường cùng, đạo đức thiên tôn thật có thể đối mồi lửa không có tư lợi. Luân hồi cùng với trùng dương chân nhân và tử hoàng tiên cung chiến đấu, tất nhiên sẽ phong ra thắng bại, không ra trăm năm, không không lúc nào không tất nhiên vén lên gợn sóng, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Cho dù ta thiên tư yêu nghiệt đi nữa, vậy quả quyết không cách nào ở trong vòng trăm năm có kiến thụ, ta chẳng muốn đến lúc đó, cổ huyền cảnh thành là ta thực tế. Ta cũng muốn. Đứng bất khuất bị chết. Ninh Nguyệt Như tự giễu cười một tiếng, hai hàng nước mắt ở màu xanh thẳm con mắt bên trong phun trào, tùy thời sẽ đoạt hố mắt. À, ngươi vẫn là lựa chọn con đường này. Tại sao? Đại trưởng lão cắn chặt hàm răng, sắc mặt nặng nề, còn lại mấy vị trưởng lão cũng là như vậy, muốn nói gì, nhưng là ngại vì Diệp Thần tại chỗ, cuối cùng ngậm miệng không nói. Ngươi nếu như muốn vào Huyễn Đạo Tôn Tháp, vậy không phải là không thể. Để cho Thuần Ngọc cùng ngươi, còn như Diệp Thần. Hắn cũng không thuộc về Huyễn Môn. Tứ trưởng lão trong mắt nhẹ mị, chợt lắc đầu một cái, vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Huyễn Môn chưa bao giờ có người ngoài làm khách trước ví dụ, nếu ngươi mang hắn tới, chúng ta những thứ này lão đầu tử vậy liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng tổ địa, đoạn không khả năng là người ngoài mở cửa. Tứ trưởng lão giọng kiên quyết, không cho phép nghi ngờ, mấy vị trưởng lão khác cũng là lên tiếng phụ họa. Liền liền gần đây uy nghi đại trưởng lão, đều là yên lặng, không nói một lời. Hừ, Tiêu Thuần Ngọc, hắn còn chưa đủ cách. Ninh Nguyệt Như chấp không cưỡng được năm vị cụ già, tựa đầu phiết qua đi sang một bên, tiếng cười cũng nang nói, người vậy bảo bối cháu trai, cũng muốn cùng luân hồi chi chủ so sánh. Nàng nói những lời này thời điểm, tràn đầy khinh thường, mặc dù là thấp giọng than phiền, nhưng năm vị tiên đế cảnh cụ già, há có thể không nghe được. Thuần Ngọc tuổi còn trẻ, cũng đã là chính xác tiên đế, cậy vào Huyễn Môn thủ đoạn, cho dù là đế nhà và Chu gia vậy hai tiểu tử, cũng không dám nói thắng dễ dàng tại hắn. Thành tựu ta Huyễn Môn trẻ tuổi đồng lứa dẫn quân người, Thuần Ngọc tâm tính thuần lương, lại cam nguyện vì ngươi hộ đạo, duyên vì sao ngươi chấp như vậy thành kiến. Tứ trưởng lão mở miệng chất vấn, một bên nhị trưởng lão cũng là lên tiếng phụ họa. Lão Tứ, ngươi lời ấy sai rồi. Ninh Nguyệt Như thay đổi mới vừa bộ kia điềm đạm đáng yêu người hình dáng, đối mặt một tôn tiên đế, lên mặt cụ non nói thẳng. Một bên nhị trưởng lão lúc này tức giận giơ lên, cô bé, ngươi cản rỡ. Huyễn Môn trưởng lão, há cho ngươi tùy ý giễu cợt. Ngược lại là một bên tam trưởng lão cười khoát tay một cái, giảng hòa nói, nhị ca, ngươi cũng là một đồ cổ, cần gì phải và tiểu hoa hoa vậy kiến thức. Hơn nữa, ngươi có thể cầm nàng như thế nào? Tông chủ trong tay bảo bối cục cưng, ngươi còn có thể tố cáo nói với thắng không được, cho dù là thắng, sợ rằng trong môn,
vậy được nhiều lấn áp tiểu bối danh tiếng. Ninh Nguyệt như hi hi cười một tiếng, tựa hồ đối với những lời này rất hài lòng. Diệp Thần ngược lại là nhìn thấu một ít thứ, xem ra huyễn môn trước Tiêu Thuần Ngọc như vậy càn rỡ hành vi, đều bị nàng xem ở trong mắt. Ha ha ha, nhà đầu, người mới vừa nói, Tiêu Thuần Ngọc không đủ phong độ, là vì sao nguyên do? Tam trưởng lão hiển nhiên không muốn cùng Đinh Nguyệt như cái này nha đầu ngụy biệt, lúc này mới nói sang chuyện khác mở miệng nói. Đế Tôn Ngọc và Chu Thiên Khánh song song liên thủ, cũng thua ở Diệp Thần trên tay, nếu không phải cổ huyền bí cảnh bên trong không không lúc nào không chí cường đối mặt thoát khốn cơ hội, chuyện liên quan đến thái thượng thế giới mặt mũi, bọn họ hai người, sớm bị Diệp Thần chém. Hôm nay hắn thực lực mạnh hơn, thậm chí trùng dương chân nhân đều không cách nào làm sao hắn. Năm vị trưởng lão bên trong, vậy dâu bạc trắng lung lay đại trưởng lão, lông mày hơi nhíu, ánh mắt đưa mắt nhìn Diệp Thần đột nhiên nói, ngươi có thể biết ngươi nắm giữ phù quỷ mẫu sao, như muốn đem hoàn toàn nắm giữ, nhưng có đổ sộ đại phong hiểm. Bởi vì bên trong cơ thể ngươi còn có không không thời không hắc ám lực lượng. Diệp Thần hơi sững sờ, đối phương lại một mắt liền xem thấu hắn. Mấu chốt nắm giữ còn dư lại phù quỷ mẫu sao, lại còn có nguy hiểm. Diệp Thần cũng không có quá nhiều do dự, nói thẳng, võ giả đồ, vốn là nghịch thiên mà đi, ta không sợ hết thảy nguy hiểm. Hắn tin tưởng mình khí vận. Đơn giản là người điên. Đại trưởng lão thô trọng tiếng thở dốc vượt quá, như vậy vẻ kinh hoàng, liền liền còn lại bốn vị trưởng lão đều là sợ hết hồn, liền Đinh Nguyệt như cũng là chân mày nhíu lại.